Chương 41. Thôn Phệ Bái, thôn Tế Linh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Tốt. Tiểu Dương Tử, giết tốt. Thấy Lâm Dương đem lão giả chém giết Thạch Lâm Hổ chờ người lập tức cực kỳ phấn chấn, lớn tiếng gọi Tốt. Vừa rồi bọn hắn bị người Bái Thôn đánh lén, từng cái đều bị thương, đối phương còn cướp đi con mồi của bọn họ, cái này khiến Thạch Lâm Hổ những hán tử này cực kỳ bị khuất, phẫn nộ đến cực điểm. Bây giờ trông thấy Lâm Dương giết Bái Phong chém lão giả, tự nhiên là phi thường hả giận. Mà người Bái thôn thấy lão giả bị giết, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn thấy Lâm Dương bày ra thực lực, từng cái trong lòng e ngại, chạy trối chết. Nhanh trở về bẩm báo tộc trưởng, mời tế linh đại nhân xuất thủ, nhất định phải làm cho người Thạch thôn nợ máu trả bằng máu. Người Bái thôn cực kỳ bị khuất, hốt hoảng chạy trốn, từng cái trong lòng phẫn nộ. Thạch thôn bên này thì là từng cái cao hứng bừng bừng đem bái thôn cướp đoạt con mồi đoạt lại các a à thúc các ngươi không có sao chứ lâm dương trở lại đội ngũ hướng về phía thạch lâm hổ đám người hỏi thạch lâm hổ lắc đầu vỗ chính mình bộ ngực nói không có việc gì tiểu dương tử tiểu tử ngươi tốt thay các a à thúc mở miệng ác khí theo thạch thôn đám người mỗi người khiêng một đầu cự thú hướng phía rừng hoang đi ra ngoài khoảng cách thạch thôn và dặm một cái khác thôn xóm. Bái thôn. Tộc trưởng, không tốt. Không tốt. Vừa trốn về đến bái thôn tộc nhân chật vật trốn về bái thôn. À, bọn hắn thế mà giết phong nhi. Thạch thôn, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Một lát sau, một tiếng nói già nua từ bái thôn vang lên, sau đó, người bái thôn cấp tốc tụ tập, hướng phía thạch thôn phương hướng mà đi. Đại thanh, Ngươi đem đầu này long giác tượng trước mang đến cho lũ tiểu gia hỏa ăn đi, chúng một ngày chưa có ăn, cần phải đói chết. Về thạch thôn trên đường, Lâm Dương đem một đầu long giác tượng thi thể đặt ở Thanh Lân ưng trước mặt. Thanh Lân ưng nghe vậy, trực tiếp nắm lên trên mặt đất long giác tượng thi thể, phịch một tiếng bay thẳng bên trên trên không, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Con đường sau đó trình, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm cùng Thạch Lâm hổ đám người cùng một chỗ trở về cầm đoan an toàn của bọn hắn đám người trên lưng nâng cự thú thi thể lại thu hoạch bái thôn không ít binh khí đi rất chậm nhưng trên mặt đều là mang theo ý cười lần này mặc dù gặp phải nguy hiểm nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm hơn nữa còn là thắng lợi trở về trong lòng làm sao không cao hứng ngay tại khoảng cách thạch thôn còn có hai dặm lúc thạch thôn đám người đi ngang qua một mảnh núi rừng lúc đột nhiên chim rừng kinh bay lâm dương rất cảnh giác đột nhiên mà ngẩng đầu la lớn đại gia cẩn thận có mai phục sau một khắc hoàn toàn lạnh lẽo mũi tên sắt như mưa xối xả trút xuống toàn bộ tập trung hướng thân thể của hắn sát khí tràn ngập rừng lá đều bị xoắn nát lít nha lít nhít mũi tên sắt chính là một đầu khổng lồ long giác tượng cản ở phía trước cũng phải bị bắn thành cái sang lâm dương lên tiếng nhắc nhở về sau giữa mũi miệng phun ra một cổ tinh khí toàn thân đều đang phát sáng phù văn xen lẫn ngân nguyệt như đau cản trước người len keng rung động mũi tên sắt không ngừng rơi xuống mũi tên toàn bộ bẻ gãy lít nha lít nhít chớp mắt trên mặt đất tích một đám kim loại sáng bóng lạnh lẽo rất là kinh người a à thúc là người bái thôn lâm dương mắt sắc, nhìn thấy trong núi rừng cất giấu không ít người lập tức phản ứng lại theo cùng phong bạo vũ mũi tên sắt ngừng lại bốn phương tám hướng có tới hơn trăm người xuất hiện xa xa đem hắn vây quanh thình lình chính là người bái thôn. Thạch thôn, các ngươi dám giết tộc ta thiên tài, đoạt tộc ta tổ khí, còn muốn trở về. Bái thôn trong đám người đi ra một lão giả, một mặt sát ý nhìn chầm chầm thạch thôn đám người. Bái Lý Thanh. Thạch Lâm Hổ thấy lão giả, lập tức giận dữ hét. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta thạch thôn triệt để khai chiến sao? Hừ, giết tộc ta thiên tài, đã là tử thù, hôm nay ta cũng muốn đem các ngươi thạch thôn thiên tài diệt sát. Lão giả nhìn xem trong sân Lâm Dương cùng tiểu bất điểm, hắn đã từ tộc nhân trong miệng biết được là thạch thôn một đứa bé vết bái phong, chiếm tổ khí, đứa nhỏ này còn nắm giữ đáng sợ cốt văn lực lượng. Dạng này thiên tài chưa trừ diệt, bái thôn sớm muộn muốn bị thạch thôn chiếm đoạt. Sau đó, lão giả vung tay lên, lập tức mũi tên như mưa xuống, sưu sưu vang lên không ngừng, bắn về phía thạch thôn đám người. Lâm Dương cùng tiểu bất điểm dốc hết toàn lực ngăn cản, tế ra cái kia bảo thuật, quét sạch tứ phương mũi tên sắt, thủ hộ thạch thôn đám người. Mũi tên sắt dày đặc, sắc bén sáng loáng nhấp nháy, sưu sưu rung động, mỗi một cây đều to lớn vô cùng, quy lực cực lớn, đem thạch thôn đám người trước mắt bác cửu gốc đại thụ đều bắn đứt gãy. Còn tốt, tại tiểu bất điểm cùng Lâm Dương bảo thuật thủ hộ phía dưới, người thạch thôn ngược lại là không một người thụ thương. Quả nhiên là thiên tài bất quá, rất đáng tiếc, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Dương cùng tiểu bất điểm thi triển đi ra bảo thuật quy lực, bái thôn tộc trưởng trong lòng chấn kinh, sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát ý. Tế Linh, còn mời ngài mau mau xuất thủ, trấn sát hai cái này thạch thôn thiên tài. Ô ô! Đúng lúc này, trầm thấp trích gào tiếng vang lên, liên tiếp, vờn quanh tại bọn hắn trái phải. Sau đó, hắc ám trong núi rừng thực sự xuất hiện một đôi lại một đôi xanh biếc con mắt, giống như là quỷ như lửa. Trời ơi, như thế lớn sói. Người thạch thôn kinh dị, bọn hắn phát hiện nhóm người mình bị bao vây, một đám lưng đen trắng cái bụng cự lan xuất hiện, mỗi một đầu đều đủ có phòng ốc lớn như vậy, mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh có thế có dài hơn nửa xích, tuyết trắng mà uy nghiêm đáng sợ, phối hợp đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra dữ tợn vô cùng. Đây không phải là một đầu hai đầu, mà là đầy đủ 40-50 đầu, một đám hung tàn cự thú xông tới, xa so với người bái thôn uy hiếp lớn. Đáng chết, người bái thôn thế mà liền tế linh đều triệu hoán tới, nó lại triệu tập đến như thế một đám biến dị cự lan. Như thế lớn sói, từng cái đều có thể so với voi lớn lớn như vậy, ngày thường đi săn lúc có thể nhìn thấy một cái liền rất hiếm lạ, mà lần này thoáng cái đến 40, 50 con, quả thực chính là một tràng tai nạn. Hắc ám trong núi rừng, cái kia từng đôi xanh biết con mắt, tất cả đều có chén nhỏ lớn như vậy, âm trầm mà băng hàng, lợi khí cực nặng, chúng cũng không biết giết chết nhiều ít mảnh thú. Ngao ô Một tiếng sói gào, giống như là một đạo sấm sét, lại âm âm u u, một đầu to lớn thân ảnh đánh tới, thạch thôn cuối hàng nơi đó lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Một tên đội đi săn đại hán một cái không có chú ý, một cánh tay ngay tiếp theo đầu vai đều bị cự lan một móng xé xuống dưới, tao ngộ đáng sợ trọng thương. Phốc, thời khắc máu chốt, thạch lâm hổ ném ra một cán mau sắc, xuyên thấu đầu kia cự lan da lông, máu tươi chảy xuống, để nó bị thương, cái này mới dừng vết chốc, để tên kia thôn nhân tránh bị xé nước vận mệnh. Theo voi lớn đồng dạng lớn sói thật đáng sợ, nếu là mấy đầu còn có thể đối phó, thoáng một cái đến 40-50 đầu, hơn 100 người căn bản ngăn không được. Ngao ô Cự lan thét dài, vùng núi lá cây tàn lụi, bị đánh rơi xuống xuống mảng lớn, hung thần khí dân trào. À! Lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phương vị khác nhau, mấy đầu cự lan đồng thời phát động công kích, cái kia sắc bén móng vuốt lớn, vạch một cái kéo liền có một cây đại thụ ngã xuống, cứ việc có lâm dương cùng tiểu bất điểm phòng bị rất nghiêm, nhưng vẫn là có hai tên thôn nhân bị thương. Nhanh, tranh thủ thời gian băng bó. Thạch phi dao quát to. Núi rừng tối tăm, những thứ này cự lan cho dù hung mảnh mà cường đại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn là không có tấn công chính diện, mà là tập sát. Lần này, mười mấy đầu cự lan đồng thời hành động, từ âm thầm hướng thôn nhân bổ nhào dết tới đây. Lâm Dương thi triển ra thanh lân ưng bảo thuật, từng đạo từng đạo ngân nguyệt vung ra, nhảy mắt chém dết mấy đầu cự lan. Tiểu bất điểm, ngươi giữ vững đằng sau. Lâm Dương hướng về phía tiểu bất điểm la to, đem vừa rồi thu hoạch mà đến răng thú bảo cụ ném cho tiểu bất điểm. Xoẹt. Tiểu bất điểm tiếp nhận răng thú bảo cụ, nháy mắt động, nâng tay lên cổ tay, phù văn xen lẫn, tại hắn thân trước hóa hình ra, mà cái kia 42 khỏa trắng muốt trăng thú thì phát ra ánh sáng hừng hực, hóa thành từng chui chủy thủ, quan tiễn chờ, bay về phía tiến đến. Phốc, phốc. Xông lên phía trước nhất mấy đầu cự lan, bị đâm mù mắt, bị xuyên thủng xương tráng, máu tươi chảy dài, tại chỗ kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn. Cho dù dạng này quái vật khổng lồ cũng ngăn không được bảo cụ, chỉ cần bị đánh trúng, không phải bị trọng thương, liền biết bị đánh vết. Các ngươi những thứ này ác lan, nhanh chóng rút đi. Tiểu bất điểm kêu lên. Hắn tế ra hai vòng ngân nguyệt, hướng về phía trước nhảy lên mà đi, phốc phốc hai tiếng, đem hai đầu phá lệ cường tráng cự lan miễn cưỡng cho chém thẳng, từ mi tâm một mực nước đến giữa hai chân, đều là hóa vì làm hai nữa máu tươi chảy cuồn cuộn con sót lại cự lan cẩn thận không dám tùy tiện công kích khắp nơi là từng đôi xanh biếc con mắt cự lan vần quanh từng cái trong mũi phun ra bạch khí bồn máu miệng lớn bên trong răng nanh dữ tợn khí tức hung sát khiến người toàn thân băng hàng các ngươi chết chắc hôm nay nhất định diệt tộc bái lý thanh lại xuất hiện sắc mặt hắn âm lãnh con mắt giống như rắn độc lúc này cưỡi ở một đầu toàn thân màu trắng bạc cự lan trên thân. Người bái thôn ào ào leo lên cự lan lưng, từng cái tay cầm cung tiễn, mang theo thù hận, ánh mắt băng lãnh, nhìn chầm chầm bên này. Người thạch thôn hít vào một ngụm khí lạnh, cùng cự lan phối hợp, bái thôn người thực lực kia là tương đương khủng bố, này căn bản không phải một cái thôn xóm có thế có thực lực. Tộc ta tế linh đến, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống bái thôn đội đi săn ngủ đầu lĩnh bái sơn hét to nói. Không phải liền là một cái lão bái sao, sống lâu như vậy, liền răng đều thoát rơi xuống, đoán chừng đi đều đi không được đi, có thế có làm được cái gì, thấy không, ngay cả chúng ta thạch thôn hai cái sữa oa đều đúng giao không được. Thạch lâm hổ cười nhạo nói, cố ý khinh thị. Bái thôn người tế linh là một cái bái, tộc này thực họ đều là dựa vào cái này mà đến. Mấy chục con cự lang gầm thét, ô ô thét dài, nơi này khí thế hung ác càng tăng lên, chúng lúc nào cũng có thể sẽ vô giết tới. Các ngươi một cái cũng sống không được. Bái Lý Thanh lạnh lẽo âm trầm nói. Không sợ hư đại hoang quy cũ, bị tất cả thôn các tộc hợp nhau tấn công sao? Thạch Lâm hổ giận dữ hét. Giết các ngươi, bắt đi các ngươi phụ nữ trẻ em, liền nói chúng ta hai thôn sát nhập quy nhất, tộc ta tế linh nếu là đột phá, còn có ai dám nói thêm cái gì? bái thôn đội đi săn ngủ đầu lĩnh bái sơn cười lạnh nói. 40-50 đầu cự lan thăm dò tính công kích, thỉnh thoảng vô dết tới, thạch thôn mọi người và tiểu bất điểm phụ trách phòng ngự, lâm dương thì phụ trách công kích, mấy lần xuất thủ, liên sát 8 đầu cự lan, khổng lồ sát sói ngược lại ở nơi đó, trong núi rừng một mảnh mùi máu tươi. Rồng rã một canh giờ, bái thôn tế linh đều chưa từng xuất hiện, chỉ là những thứ này cự lan tại công kích, mà bái sơn mấy người cũng tại bắn lén thạch thôn lại có một số người thụ thương bị cái kia kỳ hốt trác lớn vuốt sói mở ra thân thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp quản không được nhiều như vậy chúng ta phá vây thạch lâm hổ thấy thế quyết đoán hạ lệnh thời gian mang xuống đối bọn hắn không có chỗ tốt đầu kia xảo trá bái không biết tại chuyện cái gì ý niệm vẫn là sớm một chút trở lại thạch thôn cho thỏa đáng nơi đó có cây liễu già che chở nghe được thạch lâm hổ lời nói một đám người cấp tốc phá vây Đột nhiên, còn chưa tha cho hắn động, xa xa núi rừng giống như là lũ quét, tiếng thú gào không ngừng, đinh tai nhức ốc, hướng về nơi này đánh thẳng tới. Thú triều, đáng chết, đầu kia lão bái đi trong dãy núi chạy đến một đám cự thú, muốn xung kích nơi này, thực tế là tàn nhẫn cùng xảo trá. Thấy cảnh này, thạch lâm hổ nháy mắt biến sắc. Thạch phi dao cũng hét lớn. Đáng chết lão bái thật hung ác độc a, à, muốn dùng thú triều đạp chết chúng ta, tất cả mọi người cẩn thận phòng bị. Không chỉ có là bọn hắn bên này, chính là người bái thôn cũng thay đổi màu, tế linh như vậy âm tàn, liền bọn hắn đều phải bị đáng sợ xung kích, cũng không phải là mỗi người đều leo lên lưng sói, có một nửa người thế nhưng là đứng trên mặt đất A. À? Nhanh, bên trên lưng sói. Bái Lý Thanh kêu to. Nhưng mà, đã tới không kịp, ầm ầm tiếng vang đến trước mắt, chính là những thứ này cự lan cũng đều bất ổn, ao ao luồn lên, cấp tốc tránh né ngao ô. Một tiếng tru lên truyền đến, giống như là sơn quỷ thúc thiết, nói không nên lời khiếp người, tại thú triều phía trên có một đầu kỳ dị sinh vật thi triển ra hai cánh phi hành mà tới. Nó chỉ có dài hơn 2 mét, toàn thân màu vàng nâu da lông rất bóng loáng, nhưng lại nhìn rất già, một tấm mặt sói xuất hiện từng đạo từng đạo nếp gấp, đây là một cái hiếm thấy bái, vô số trong bầy sói cũng khó xuất hiện một cái. Nó chân trước rất ngắn, gần như không thể chính mình một mình cất bước, ngày thường cần nằm ở cự lang trên lưng còn tốt nó tự thân huyết mạch cường đại sinh trưởng ra một đôi cánh chim có thể bay đi rõ ràng đầu này lão bái rất khủng bố trên thân mơ hồ trong đó có nguyên thủy phù văn lấp lóe là một đầu cực kỳ cường đại hung thú núi rừng lay động long giác tượng hỏa tê bưu quỳ thú báo hống thành đàn cự thú đánh thẳng tới rất nhiều cây lớn bị đụng gãy giống như là lũ bất ngờ trào lên khắp nơi đen nghìn nghịt lá bay toán loạn, đã lớn lăn lộn, nơi này đất trung núi chuyển, cảnh tượng khủng bố. A. À, người bái thôn lại trước lọc vào xung kích, bởi vì phương viện nguyên nhân, trong nháy mắt liền có mười mấy người bị cao mấy mét mảnh thú đụng bay, sau đó đập ở dưới chân, xương cốt đứt gãy, hóa thành thịt muối. Cái kia mấy chục con cự lan xoay người bỏ chạy, ngồi ngay ngắn ở phía trên bái thôn sắc mặt người trắng bệt, vừa rồi chết đi người bên trong đều là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thân nhân, trong nháy mắt sinh tử vĩnh viễn cách đại gia chuẩn bị thạch lâm hổ hét lớn như hồng triều cự thú đến hướng về phía thạch lâm hổ bọn hắn đánh thẳng tới bẻ gãy nghiền nát đại thụ bẻ gãy không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn nó a à, hổ thúc các ngươi lui ra phía sau thấy cảnh này lâm dương tiến lên nhỏ nhắn xinh sáng thân thể ngăn tại thạch thôn tất cả mọi người phía trước trong cơ thể tất cả voi lớn hạt giống bị kích hoạt từng tiếng thái cổ voi lớn gào thét tiếng vang lên, ánh sáng sáng chói từ lâm dương trên thân tán phát ra tới, một đạo chân hoàng hư ảnh tuôn ra hiện ra, chân hoàng hí lên, lâm dương trên thân, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, như là một đầu thái cổ di chủng phục sinh, một cổ ngút trời khí thế hung ác vọt lên, chấn động mảnh rừng. Núi này rung rẩy dữ dội, giống như là phát sinh động đất. Tất cả cự thú đều bị kinh sợ, chúng xuất phát từ bản năng rung rẩy, giống như là tại đối mặt một đầu thú vương, không dám mạo hiểm phạm, cấp tốc dừng bước, từ bên cạnh đường vòng mà đi. Ô! Trên bầu trời, cái kia bái tại huyết dài, như một đầu lệ quỷ đang gào khóc, âm thanh dọa người, nó tại khu động cự thú công kích, muốn diệt trừ thạch thôn đám người. Có chút cự thú bị áp bách, chần chờ, có mấy đầu đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về phía trước đạp đến, muốn xung kích thạch thôn đám người. Muốn chết hôm nay đến nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Lâm Dương trên mặt lộ ra sát ý, thế mà vọt thẳng tiến vào cự thú trong đại quân. Hắn một quyền đập ra, một tiếng ầm vang, phía trước một đầu cự thú lúc này kêu thảm, toàn bộ thân thể đều nổ tung, huyết nhục văn tung tóe, xương vỡ văn khắp nơi, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Quan trọng nhất là, một loại khí tức kinh khủng che ngập bầu trời, chèn ép những thứ này cự thú rung rẩy, tốc tốc phát rung, cũng không dám nữa công kích cùng tiến lên. Ô! Trên bầu trời lão bái trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, có kinh cũng có tham lam, càng có xảo trá. Hắn trực câu câu nhìn chầm chầm Lâm Dương, cảm thụ được Lâm Dương trên thân tán phát ra tới hùng hậu huyết khí, trong mắt lóe lên một tia cực nóng tham lam. Nếu là đêm này nhân loại con non nuốt chững lấy, chính mình tất nhiên có thể đột phá. Mà lại, hắn đối Lâm Dương bày ra bảo thuật, cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú một đứa bé cầm giữ có như thế bảo thuật đều có thể phát huy như vậy thực lực cường đại nếu để cho chính mình học xong chẳng phải là thực lực tăng vọt lão bái phát động công kích bất quá cũng không phải là phóng tới lâm dương mà là trực tiếp đối thạch thôn những người khác xuất thủ nó xảo trá mà hung tàn muốn để lâm dương không có thực lực mà mệt mỏi ứng phó mệt nhọc nó thần hừ không hổ là bái quả nhiên là gian trá lâm dương phát giác được lão bái ý đồ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiểu bất điểm, bảo vệ tốt A à thúc bọn hắn, ta đi làm thịt đầu kia lão bái. Vừa mới nói xong, Lâm Dương trên thân quan mang đại thịnh, hắn hướng lên trời đánh tới, ông một tiếng, một đầu vân tước hư ảnh vọt lên, hóa thành một cơn lốc, Lâm Dương vọt lên tận trời, đem chung quanh tất cả cỏ cây đều cuốn bẻ gãy. Tiểu Dương tử, người muốn coi chừng. Nhìn xem Lâm Dương hướng thẳng đến lão bái dết tới, thạch lâm hỗ trợ trong lòng người khẩn trương thầm hận nhóm người mình thực lực không đủ thế mà để một đứa bé mạo hiểm sớm biết liền đem tổ khí mang ra như thế chúng ta cũng không cần liên lụy hai đứa bé một tên thạch thôn đại hán rất là biệt khuất hận không thể lao ra cùng cự thú đại chiến lâm dương thi triển vân tước bảo thuật trực tiếp hướng phía lão bái dết tới đây chỉ cần dết đầu này lão bái thôn nhân nguy cơ tự nhiên giải trừ lão bái giật mình cấp tốc tránh né trong miệng phù văn lấp lóe ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng phun ra hướng phía lâm dương bắn tới uy thế cực kỳ kinh người lâm dương sắc mặt ngưng lại cái này lão bái không hổ sống lâu như vậy thực lực cũng không bình thường tâm niệm vừa động lâm dương phía sau lập tức tách ra sáng chói hào quang năm màu chính là ngũ sắc thần quang thần thông theo ngũ sắc thần quang lấp lóe lão bái phát ra thế công trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lão bái thân hình trì trệ phun ra ánh sáng thế mà trực tiếp biến mất, căn bản không có làm bị thương Lâm Dương một chút, nó lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Cái này là cái gì bảo thuật? Thế mà như vậy nghịch thiên. Hiện tại, không chỉ Lâm Dương người này, hấp dẫn nó, Lâm Dương trên người bảo thuật càng là trở thành nó chỗ khác vọng mục tiêu, muốn đoạt lại. Một đôi bái mắt chớp động âm lãnh mà ngoan độc ánh sáng, ngao kêu to một tiếng, khắp nơi cự lan xuất hiện lần nữa nghe theo mệnh lệnh của nó vọt tới, phối hợp nó công kích. Tình thế nguy cấp, lão bái đều là không tới gần, nhìn thấy Lâm Dương nhích lại gần mình, liền nhanh chóng nguyên cách xa, thúc đẩy hung thú đến đây đánh lén Lâm Dương, nhìn chầm chầm, ở trên bầu trời tiến hành tập sát. Què chân lão lan, có gan ngươi xuống tới. Lâm Dương khinh thường nhìn xem lão bái, dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Thân vì một cái tế linh, nguyên bản biết lệnh bên trong đại hoang nhân tộc sợ hãi, mà bây giờ lại bị khinh thị lão bái cũng là không giận ánh mắt âm lãnh từ đầu đến cuối không nóng không vội nó mạnh mẽ như vậy nếu là ngày thường có thể đơn giản phá hủy một cái thôn bây giờ lại như vậy cẩn thận lệnh người không biết làm sao khắp nơi cự lang tru lên không ngừng đánh lén thôn nhân rất nguy hiểm tiểu bất điểm tay cầm răng thú bảo cụ mệt mỏi ứng phó oanh lão bái động phù văn lấp lóe nó cái kia ngắn nhỏ chân trước màu vàng ánh sáng lóe lên, nguyên thủy bảo phù ngưng tụ, quanh xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái màu vàng móng vuốt lớn hóa hình mà thành, hoành không mà đến. Thạch thôn đám người sợ hãi, đây là nguyên thủy ấn ký thể hiện, hóa thành màu vàng móng vuốt, xông ra nó nhục thân, trấn sát tất cả mọi người. Què chân lão lang đi chết. Lâm Dương thấy thế, đem hết khả năng, xúc động cốt văn lực lượng, dẫn phát cộng minh, một cái nguyên thủy ký hiệu lấp lóe, chân hoàng hư ảnh lại xuất hiện, rắn chắc thêm không ít, từ phù bên trong thoát ra, hung uy ngút trời. Lê, e e e e chấm e e z z. Tiếng trống to lông trời lở đất, nó đâm vào màu vàng móng vuốt lớn bên trên, sấm sét vang dội, chiếu sáng bầu trời tăm tối, cảnh tượng dọa người. Màu vàng móng vuốt lớn không có có thể rơi xuống, từ giữa không trung xẹt qua, răng rắc một tiếng đem nơi xa một tòa thấp bé núi đá đánh gãy, rung động âm âm, đã lớn lăn lộn đám người trợn mắt ngoác mồm đầu này lão bái quả nhiên đáng sợ ô lão bái tru lên đàn sói phấn chấn toàn lực trùng sát đồng thời những cái kia cự thú cũng đều động nhìn thấy thạch thôn đám người rơi vào thế yếu lần nữa bắt đầu nghe lệnh của lão bái tình thế cực kỳ nguy cấp thạch thôn chúng tính mạng người lúc nào cũng có thể sẽ toàn bộ chôn vùi xoẹt tiểu bất điểm xuất thủ tế ra này chuỗi răng thú bảo cụ phát sáng mỗi một hạt đều như sao trời sáng chói, thu gặt lấy từng đầu cự thú tính mệnh. Nhìn đến đây, đầu này bái lần thứ nhất tức giận, đây là nó rụng xuống răng, tế luyện đủ đường, là chuyên thuộc về sự mạnh mẽ của nó bảo cụ, bây giờ lại bị một cái oa tử trưởng khống. Nó bỗng nhiên bổ nhào xuống, niềm động mật chú, chuẩn bị cưỡng ép đem ống ánh tuyết trắng răng thú thu hồi. Lão bái, thật sự cho rằng ta không có cách nào giết ngươi. Đây là, lâm dương giật xuống bên hông hổn thiên lăng trong miệng niệm động chú ngữ sau đó hổn thiên lăng trực tiếp hóa thành một đầu đỏ thẩm hỏa lông đối mặt vừa vặn lao xuống bái lão bái giật mình cái này quá đột ngột muốn trốn tránh đã tới không kịp chỉ có vung lên móng vuốt sắc bén một cái màu vàng móng vuốt lớn lần nữa hóa hình ra hướng phía hổn thiên lăng trấn đè ép xuống hổn thiên lăng nháy mắt phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ răng rắc một tiếng như ngọn núi vỡ nát màu vàng kia móng vuốt lớn vỡ vụn, hỗn thiên lăng hóa thành một đầu hỏa long trực tiếp cuốn nó chân thân, đột nhiên rút lại, trên bầu trời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt dãy dùa, muốn phải thoát khỏi hỗn thiên lăng, có thể không làm nên chuyện gì. Lâm Dương nắm lấy cơ hội, thi triển vân tước bảo thuật nhanh chóng tiếp cận, sau đó thi triển ra thanh lân ưng bảo thuật, một đạo thanh nguyệt bay ra, trực tiếp trảm tại lão bái trên thân. Phóc một tiếng, máu bắn tứ tung, nó một đầu chân sau bị thanh nguyệt đánh nát, huyết nhục văng tung tóe. Phanh cùng lúc đó, Lâm Dương vọt tới, đấm ra một quyền, đồng dạng tia sáng lóa mắt, lăng lệ vô cùng, trực tiếp nện ở lão bái trên đầu, lập tức máu me tung tóe. Từng đám mưa máu lớn vẫy xuống, lão bái thê lương thét dài, nhục thân cơ hồ bể nát, sau một nửa thân thể biến mất bộ phận, vô cùng thê thảm. Thấy lão bái không còn sức phản kháng, Lâm Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chật trực tiếp thi triển ra đại thôn phệ thuật, quỷ dị khí lưu màu đen đem lão bái thân thể bao phủ. Ngao. Hung bái kinh sợ kêu to, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng, ra sức vỗ cánh, phù văn màu vàng xen lẫn, nó tốc độ đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là tất cả đều là phí công. Ô ô. Lão bái dãy dụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào thét, chấn động dãy núi vạn khe. Bái thôn tế linh kêu thảm, cơ thể cấp tốc khô quắc, sau đó chia năm xẻ bảy, da lông cùng xương cốt biến chất, như gỗ mục trạng nứt, rơi xuống dưới bầu trời đêm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Bái thôn diệt vong Nguyên thủy chân giải Đánh dấu chu tước Ban thưởng phong hỏa luân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lão bái bị giết, bị hắn xua đuổi mà đến cự thú đại quân rất nhanh liền thối lui mà người bái thôn nhìn thấy chính mình tế linh chết rồi lại thêm bị cự thú đại quân xung kích bản liền tử thương thảm trọng căn bản không còn tái chiến tâm tại tộc trưởng bái lý thanh dẫn đầu phía dưới nhanh chóng thoát đi mà thạch thôn trên thân mọi người cũng là đã thụ thương không ít liền tiểu bất điểm trên thân cũng là bị thương trên cánh tay không cẩn thận bị một đầu cự thú cào nát máu tươi chảy ròng đi đại gia về trước thạch thôn lại nói mặc dù bái thôn đã thối lui nhưng Thạch Lâm Hổ vẫn là có chút không yên lòng, tại hắn hiệu lệnh phía dưới, đám người rất mau trở lại đến Thạch thôn. Thông nhân gặp bọn họ cơ hồ từng cái trên thân mang thương, lập tức kinh hoảng không thôi, vội vàng hỏi thăm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Vân Phong cũng là bị kinh động, đi ra, một mặt ngưng trọng nhìn xem đội đi săn đám người. Tộc trưởng là người bái thôn. Lần này nếu không có tiểu Dương Tử cùng tiểu Bất Điểm, chúng ta chỉ sợ cũng về không được thạch lâm hổ nghĩ cho tới hôm nay tao ngộ lập tức giận không kềm được nói lẽ nào lại như vậy bái thôn an dám như thế lấn ta thạch thôn làm nghe xong thạch lâm hổ nói xong hôm nay tao ngộ về sau thôn người lập tức tức sùi bọt mép nghiến răng nghiến lợi vì cái gì như thế hùng hổ dọa người chẳng lẽ cảm thấy rất cường đại có thể không nhìn cảm thụ của chúng ta sao không phải vậy có thể nào như thế khinh người mấy vị tộc lão cũng có chút nộ khí sinh hoạt tại trong núi lớn cường đại tráng niên nam tử đối một cái thôn xóm đến nói phi thường trọng yếu, đối phương vậy mà trắng trận như vậy, nói dết liền dết. Chúng ta thạch thôn không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Nghe xong thạch lâm hổ nói, thạch vân phong trên mặt lộ ra một tia sát ý. Đã hắn bái thôn bất nhân, vậy liền đừng cách ta thạch thôn bất nghĩa. Bây giờ tiểu dương tử dết bái thôn tế linh, hai chúng ta thôn đã là tử thù. Lâm hổ, phi giao, mang lên tổ khí, đem bái thôn triệt để diệt trừ, không sau đó hoạn vô tận. Thạch Vân Phong hạ lệnh. Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao vui vẻ lĩnh mệnh, tại Lâm Dương đem thương thế của mọi người chữa khỏi về sau, trên trăm hào thạch thôn người tay cầm duệ khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía bái thôn đánh tới. Lâm Dương cùng tiểu bất điểm thì là cưỡi thanh lân ưng, đi theo thạch thôn đại đội ngủ. Cái này nhất định là một một đêm không ngủ, thạch lâm hổ cùng thạch phi giao mang theo tổ khí, mang theo tộc nhân, vọt thẳng vào bái thôn, trắng trợn tiểu sát bái thôn còn lại cái đám kia thanh tráng niên, không lưu tình chút nào. Máu tại tung tóe, sinh mệnh bị thu gặt, đêm trăng thê lãnh, núi rừng nhúm máu, sơn thú kêu thảm thiết, bầu không khí sơ sát tiêu điều mà lại lạnh lẽo. Tàn khốc đại hoang, mạng người có khi tiện như cỏ, rất thật tốt nam nhi đều chết tại hung thú trong miệng, tỷ lệ chết trận phi thường cao, nhưng ngày hôm nay lại là nhân tộc tự giết lẫn nhau. Bái thôn lần này cơ hồ là xuất động toàn bộ nam nhân, cùng điều động 123 người, trong đó một nửa chết tại thú triều bên trong, mà người sống sót phần lớn cũng đều có thương tích trong người, khi biết Tế Linh đã chết về sau, tộc này sĩ khí sa sút, kém chút sụp đổ. Lần này tự nhiên là thiên về một bên truy sát, Thạch thôn đám người xông vào Bái thôn, kiểm kê đầu người mấy, không ngừng mà truy kích cùng tìm kiếm, dần dần diệt trừ. Hung Bái đã chết, không còn Tế Linh bảo hộ, tại lâm dương cùng tiểu bất điểm dẫn đầu cường công xuống bái thôn căn bản không có sức chống cự ngoan độc lão đông tây chỗ nào đi thạch lâm hổ trống to mở ra cung lớn một nhánh mũi tên sắt bay ra lạnh chiếu sáng núi rừng phù một tiếng chui vào bái lý thanh hậu tâm to lớn mũi tên xuyên qua mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn ta hận a à. bái thôn tộc trưởng bái lý thanh gầm thét rất không cam tâm lão gia hỏa ngươi chuyện ác làm hết sớm làm kết thúc tính mệnh đi. Thạch phi dao cũng xuất thủ, vòng động trong tay đại kiếm chém qua, phù một tiếng, một viên nhúng máu đầu lâu nghiêng bay ra ngoài cách xa mấy mét, rơi rơi xuống đất. Bái Lý Thanh chết rồi, bái thôn người còn sống sót sắc mặt tái nhợt, hù đến run rẩy, cả đám đều bỏ mạng chạy trốn. Vù vù. Một nhánh tên bắn lén bắn ra, bay về phía tiểu bất điểm cái ót, hung ác mà chuẩn, nếu là bắn trúng, tất nhiên một mũi tên xuyên não mà qua. Tiểu bất điểm nghe được gió lạnh âm thanh, cấp tốc tránh né, lại bỗng xoay người, nhìn chầm chầm một mảnh núi rừng, trong mắt là lửa giận, quát lên. Lại là ngươi. Trong bụi cỏ, ẩn phục một tên tráng háng, bất quá lúc này đã bại lộ, cao tới 2M34, gần bắp thịt cường đại có lực, lấp lóe màu đồng cổ bảo quan, chính là bái thôn đội đi săn ngủ đầu lĩnh bái sơn. Hôm nay chẳng dết bên trong, Tiểu bất điểm chính là bởi vì bái sơn đánh lén, nhất thời vô ý, mới có thể một con hung thú đánh lén, trảo thương cánh tay, lúc này thế mà lần nữa đối tiểu bất điểm xuất thủ, nghĩ muốn ám sát tiểu bất điểm. Vù vù. Tiểu bất điểm rất tức giận, trực tiếp dương một tay lên, một đầu vòng răng thú bay ra, như một đầu trắng muốt thần liên, tỏa ra ánh sáng thần thánh, chỉnh thể vọt tới, răng rắc một tiếng đem bái sơn cung lớn xoáng nát. Hung bái đã chết cùng cái này bảo cụ triệt để không có liên hệ, tiểu bất điểm càng phát ra dùng thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, ống ánh sáng lạng vòng răng thú không gì không phá, lực công kích cực lớn. Bái sơn rút ra cự kiếm, phóng tới tiểu bất điểm, rét căm căm sắc bén tại trong núi rừng xẹt qua, năm sáu ngàn cân lực cánh tay hung mảnh kinh người, hai tay xoay chuyển kiếm bản rộng, giống như là bổ ra một đạo thiểm điện. Tiểu bất điểm đầu ngón tay phù văn lấp lóe, vòng răng thú sáng lạng như sao, khỏa khỏa sáng long lanh, cuốn lên sáng như tuyết đại kiếm, răng rắc vài tiếng, đem nó xoắn nát, hóa thành một chỗ sắc vụn, đây chính là bảo cụ uy lực. Phốc, phốc, 42 khỏa ôn nhuận ống ánh răng thú phân biệt bay ra, hóa thành thần mâu, quan tiễn chờ, đụng vào bái sơn trong cơ thể, huyết dịch vọt lên, cánh tay của hắn, hai chân toàn bộ bị đánh gãy, cao hơn 2 mét hùng tráng thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Điểm sáng tập hợp một chỗ, hóa thành trắng noãn vòng răng thú, quấn ở thạch hào thủ đoạn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiểu bất điểm giết hắn. Thạch lâm hổ sải bước đi đến, biểu tình nghiêm túc nói. Thạch phi giao cũng dẫn theo lấy máu đại kiếm đi tới, nói. Nam nhi tốt sinh hoạt tại bên trong đại hoang, có thể nào không sát sinh, ngươi mặc dù còn nhỏ, thế nhưng thực lực so với chúng ta đều cường đại, nhưng nếu như từ đầu đến cuối không giết người sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Ta biết. Tiểu bất điểm nghe vậy, mắt to chớp, lông mi thật dài run rẩy, nhỏ biểu hiện trên mặt phức tạp, khẩn trương, thống khổ, dãy dụa, kiên định dần dần hiện ra. Một bên, Lâm Dương cũng là đi tới tiểu bất điểm bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem. Tiểu bất điểm trời sinh tính thiện lương, cho dù là hôm nay kém chút chết tại bái thôn trong tay người, vẫn như cũ là hạ thủ lưu tình, chỉ là đánh gãy bái sơn tứ chi, không có lấy tính mạng của hắn. Trong nguyên tắc, bởi vì bái thôn chặn vết, thạch thôn người thương vong thảm trọng mới hoàn toàn thay đổi tiểu bất điểm tâm tính từng bước trở thành hậu kỳ hung tàn hoang thiên đế nhưng lần này bởi vì chính mình tồn tại thạch thôn người tổn thất cực ít cơ hồ là không tử vong tiểu bất điểm không có nếm đến thân nhân tử vong thống khổ còn chưa kích phát trong cơ thể hung tính điểm này rất bất lợi tại tiểu bất điểm trưởng thành nghĩ tới đây lâm dương hướng về phía tiểu bất điểm nói tiểu bất điểm ngươi tại do dự cái gì? Hôm nay nếu không phải là chúng ta vừa lúc tại chỗ, các A Thúc khẳng định sẽ chết tại bái thôn tay người bên trong, đối mặt địch nhân, không cần nhân từ nương tay, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Nghe vậy, tiểu bất điểm chấn động trong lòng. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Quát con, nếu là sớm biết thạch thôn có hai người các ngươi tai họa, tạ bái thôn cần phải sớm một chút hạ thủ, đem các ngươi thạch thôn chém tận giết tuyệt. Bái Sơn nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhìn rất dữ tợn. Nghe vậy, Tiểu Bất Điểm nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến bái thôn hôm nay hành động, trong mắt bỗng nhiên mở ra, vòng động đại kiếm trong tay chặt xuống dưới, phốc, một tiếng đầu người lăn xuống, phun ra rất nhiều máu. "A à thúc, ta mệt mỏi." Tiểu Bất Điểm vứt xuống đại kiếm, nhẹ nói. Hắn đại chiến một ngày, không ngừng thôi động ngân nguyệt, địch nhân một cái sau một cái đáng sợ, có hung thú có tàn nhẫn người, còn có hung bái, sớm đã mệt mỏi rã rời, sau khi nói xong liền nhắm mắt lại. Ngủ một giấc đi. Thạch Lâm Hổ đem hắn cổng lên người. Mà đối với bái thôn những người kia truy sát cũng rất nhanh kết thúc, toàn bộ chém sạch sẽ. Lần này thạch thôn thiết huyết xuất kích, xuất thủ vô tình, đám người này một cái đều không có bỏ qua, hơn một trăm cái đầu người chất thành một đống rất đáng sợ, có một bộ phận khác chưa cho động thủ đã trước tán nhập thú trong bụng rất nhanh, thời gian nhoán một cái, lại qua nửa tháng. Bái thôn sự kiện, tiểu bất điểm lần thứ nhất giết người, để còn không có đầy bốn tuổi hắn, trong lòng lưu lại một điểm bóng tối, tiểu bất điểm biến không có lấy trước như vậy hoạt bát. Nhưng cũng may tiểu bất điểm trong lòng tối chất mạnh, không có qua mấy ngày, liền tự giết người trong bóng tối đi ra, tiếp tục biến hoạt bát đáng yêu, khôi phục dĩ vãng truy tước giác cho vui sướng sinh hoạt. Hôm nay, Lão tộc trưởng Trịnh Trọng đem Lâm Dương kéo đến trong phòng. "Hai tử, ta đã không có biện pháp dạy ngươi, ngươi là chân chính kỳ tại ngút trời. Nhưng ta chỗ này có một khối xương, phía trên ký hiệu rườm ra trình độ, để ngươi nhìn một chút là đủ thổ huyết. Một mực không dám cho ngươi quan sát, sợ ngươi thụ trọng thương, nhưng bây giờ bây giờ không có đồ vật dạy ngươi, chỉ còn lại có nó, ngươi như quan sát, nhất định muốn cẩn thận a." À, lão tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí tự mang bên trong lấy ra một khối xương, trắng muốt mà có sáng bóng, giống như là một khối lớn cỡ bàn tay dương chi mỹ ngọc, nói không nên lời ống ánh, trắng noãn mà sáng long lanh. Nó mặc dù không lớn, nhưng mặt trên lít nha lít nhít, cũng không biết điêu khắc lên nhiều ít ký hiệu, như ẩn như hiện, phản phất có chư thiên thần ma ngâm sướng truyền ra, chấn người tâm huyết bốc lên. Cái này làm cho người rung động, rõ ràng chỉ là một khối xương mà thôi, vừa mới hiển lộ, liền kinh người như vậy. Nhìn thấy khối này xương, lâm dương chấn động trong lòng, đây là nguyên thủy chân giải. Tại hoàng mỹ thế giới bên trong, tu sĩ nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, không ở ngoài mấy loại phương thức, một loại là ỷ vào ngoại lực, ví dụ như tốt trang bị, cấy ghép mà đến tiên cốt chờ, một loại là cường tráng tự thân thể phách, đột phá cao nhất, tại từng cái cảnh giới đạt đến đến cực hạn, còn có một loại thì là tu luyện cường đại bảo thuật phù văn, gia tăng chính mình tiến công thủ đoạn. Nguyên thủy chân giải xem như chí cao vô thượng phương pháp tu hành, nó chỗ giảng giải cũng không phải là một loại nào đó cố định bảo thuật, mà là đem một chút cơ sở phụ văn lý niệm truyền ra ngoài, tu hành nguyên thủy chân giải, giống như là đem bảo thuật cơ sở khái niệm hoàn toàn hiểu rõ, một chiêu một thức hóa phức tạp thành đơn giản, không câu nệ tại bảo thuật bản thân cường đại cỡ nào, có hóa một nát thành thần kỳ lực lượng. Nhìn xem lão tộc trưởng trong tay khối này xương, Lâm Dương trong lòng vô cùng kích động đi tới thạch thôn về sau, hắn một mực đang nghĩ lấy làm thế nào chiếm được tộc trưởng Gia Gia trong tay khối này xương. Thế nhưng là hắn đến thạch thôn không lâu, tùy tiện hỏi thăm, tất nhiên sẽ khiến lão tộc trưởng hoài nghi. Cũng may hắn khoảng thời gian này biểu hiện, đã để lão tộc trưởng hoàn toàn tin chính mình, bây giờ càng là lấy ra chân tạng đã lâu nguyên thủy chân giải. Khác đều là nhìn chầm chầm, nhìn một chút liền hướng nơi xa nhìn một lúc, không phải vậy sẽ làm bị thương đến chính mình lão tộc trưởng nghiêm túc nhắc nhở ừm tộc trưởng gia gia ta biết lâm dương nhận vào tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác vô cùng oánh nhuận mát lạnh tận xương cầm trong tay phi thường dễ chịu lâm dương biết được muốn tìm hiểu nguyên thủy chân giải cần đánh xuống nhất cơ sở vững chắc lại nhục thân lực lượng đạt tới bàn huyết cảnh cực cảnh một trăm ngàn cân cự lực mà yêu cầu này hắn đã sớm đạt tới từ sau ngày đó Lâm Dương như mê muội, ngồi cũng nghiên cứu, đứng cũng suy tư, ngủ cũng nhíu mày, không giờ khác nào không tại lĩnh hội cùng lý giải bộ này thiên thư. Để Lâm Dương hơi nghi hoặc một chút chính là, tại chính mình quan sát xong nguyên thủy chân giải lúc, hệ thống thế mà không có đề kỳ. Xem ra, hệ thống tác dụng chỉ có thể trợ giúp chính mình học tập bảo thuật, giống như nguyên thủy chân giải dạng này vô thường pháp môn, hệ thống cũng sẽ không có hiệu lực. Xem ra chỉ có dựa vào chính mình. Lâm Dương nhìn trong tay nguyên thủy chân giải, ánh mắt kiên nghị. Lĩnh hội nguyên thủy chân giải, không chỉ cần phải cường đại thể phách, tốt cần phải cường đại ý chí lực. Điểm này, Lâm Dương cảm thấy là thiếu sót của mình. Lâm Dương cảm thấy mình quá dựa vào hệ thống, vừa vặn dựa vào lĩnh hội nguyên thủy chân giải, đến ma luyện ý chí của mình. Trắng noãn mảnh xương bên trên ký tự lít nha lít nhít, giảng thuật phù văn khởi nguyên, giải thích nguyên thủy bảo cốt huyền bí, chú giải thái cổ hung thú, thần cầm mạnh yếu chỗ. Bộ này cốt thư từ nguyên thủy nhất chỗ tới tay, trình bày thiên địa huyền bí, dính đến quá nhiều, bao hàm toàn diện, mặc trên thế mà không có ghi chép bất luận một loại nào bảo thuật. Có thể theo nó tới tu hành, tiến hành đột phá, được xưng tụng là một bộ vô giá thiên thư, đối với các tộc đến nói đều là côi bảo, chỉ là khiếm khuyết cái thế bảo thuật. Lâm Dương nhìn si, mặc dù hắn thực lực hôm nay đã rất khủng bố, nhưng nhìn lâu cũng biết cảm thấy đầu não nổ tung, hô hấp khó khăn, bởi vì cốt thư bên trên ghi lại đồ vật quá mức đáng sợ. Vì từ nguyên thủy chỗ giải thích phù văn lại còn phối hữu trận điển hình, một đầu thanh thiên bằng quyết đấu thần linh, đồ án có thể thấy rõ ràng, có một loại thảm liệt khí tức che ngập bầu trời ra, muốn thấm ra máu, giống như vượt qua thượng cổ, chân thực lại xuất hiện trận chiến kia. Đây chỉ là một bức tranh mà thôi, còn có cái khác không liên quan đến bảo thuật chỉ luận phù văn vận chuyển chờ, ánh sáng thực chiến ví dụ liền đạt tới mấy chục tranh vẽ, nhỏ nhưng đầy đủ, có lại khắc vào trắng muốt mảnh xương bên trên. Khối này trắng muốt xương cốt có thể xưng côi bảo, ghi chép vô tận huyền bí, có phù văn bản chất, có thái cổ hung thú cùng thần linh quyết đấu hình chạm khắc, tất cả đều từ nguyên thủy chỗ vào tay. Lâm Dương Si, vô cùng mê muội, ông ống ánh mảnh xương, mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh ngộ, đều đang suy tư, giống như nhập ma cho dù là tiểu bất điểm đến tìm Lâm Dương chơi, Lâm Dương cũng không để ý đến, cái này khiến tiểu bất điểm đối Lâm Dương trong tay mảnh xương rất hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút. Nhưng lại bị Lâm Dương cự tuyệt, Lâm Dương nói cho tiểu bất điểm, đợi đến hắn đạt tới 100.000 cân cự lực về sau, chính mình mới sẽ đem nguyên thủy chân giải cho hắn quan sát. Lâm Dương Lâm Dương Một ngày này, Lâm Dương chính ở trong viện lĩnh hội nguyên thủy chân giải tiểu bất điểm hứng thú bừng bừng chạy vào đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là kích động tiểu bất điểm như thế nào rồi có phải hay không lại gọi ta đi chơi a à, không đi ta muốn nhìn sách lâm dương ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trong tay nguyên thủy chân giải bên trên chuyển di liền qua loa đáp lại tiểu bất điểm theo một đám tiểu thí hài chơi nào có chính mình lĩnh hội nguyên thủy chân giải trọng yếu không phải lâm dương ngươi lên lần không phải nói với ta lại nhìn thấy tiểu hồng liền nói cho ngươi biết sao tiểu bất điểm lắc đầu mắt to chớp rất là hưng phấn nói tiểu hồng nghe vậy lâm dương sững sờ chợt trừng lớn hai mắt ánh mắt cuối cùng từ nguyên thủy chân dải bên trên chuyển dời đến tiểu bất điểm trên thân ngươi thật nhìn thấy tiểu hồng rồi lâm dương có chút kích động nhìn về phía tiểu bất điểm nguyên lai like, trước mấy ngày thời gian tiểu bất điểm công bố chính mình tại cửa thôn nhìn thấy một đầu màu đỏ thắm tiểu tước, rất giống cốt thư bên trên ghi lại thái cổ thần điểu chu tước, lâm dương lúc ấy liền lên tâm. Trong nguyên tác, tiểu bất điểm tại thạch thôn nhìn thấy tiểu hồng, đích thật là một đầu chu tước, hơn nữa còn là hỏa quốc tế linh. Lâm dương nghĩ thầm, trước theo cái này nhỏ chu tước đánh cái đối mặt, thân quen. Về sau cũng tốt tìm nó làm việc, nếu là có thể từ trên người nó học được chu tước bảo thuật, vậy liền hoàn mỹ ừm ta vừa rồi tại cửa thôn trông thấy tiểu hồng nó ngay tại liễu thần trên cành cây tiểu bất điểm hưng phấn gật gật đầu đinh ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ tại chu tước bên người đánh dấu trong vòng một ngày đúng lúc này lâm dương thông trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở nghe được hệ thống nhắc nhở âm lâm dương lập tức sững sờ chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên lại tới nhiệm vụ tại chu tước bên người đánh dấu cái này chẳng phải là chính hợp ý ta không có nhớ bao nhiêu lâm dương lôi kéo tiểu bất điểm lập tức hướng phía cửa thôn cây liễu chạy đi rất nhanh lâm dương cùng tiểu bất điểm chính là đi tới liễu thần dưới cây chỉ gặp trên cây lửa đỏ tước nhi đang đứng tại một cái trên cành cây cái này lửa đỏ tước nhi chỉ có một đôi mắt không phải màu đỏ đen trắng rõ ràng theo bảo thạch rất là đáng yêu đây chính là chu tước nhìn xem trên cây lửa đỏ tước nhi lâm dương trong lòng kích động mang theo tiểu bất điểm chính là lặng lẽ sờ đến liễu thần dưới thân trên cây tước nhi rõ ràng sớm liền phát hiện hai cái hùng hài tử tới gần liếc xéo một cái chính là không chút để ý hai cái hùng hài tử mà thôi còn có thể làm gì mình lâm dương rất kích động trong lòng một mực đối hệ thống nhớ tới đánh dấu đinh chúc mừng ký chủ tại chu tước bên người đánh dấu thành công đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tại chu tước bên người đánh dấu một ngày ban thưởng bảo vật phong hỏa luân nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm lâm dương lập tức sững sờ phong hỏa luân lại là na tra pháp bảo hệ thống cái này là chuẩn bị đem chính mình chế tạo thành dị giới bản na tra sao mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng lâm dương trên mặt cũng là tràn ngập hưng phấn đối với phong hỏa luân món pháp bảo này hắn tự nhiên quen thuộc Phong hỏa luân chính là na tra mang tính tiêu chí pháp bảo một trong, song luân bên trong che đậy gió lửa xu thế, có thể đạp ở dưới chân xem như phương tiện giao thông. Lên trời xuống đất, tốc độ cực nhanh, chính là là thanh loan hỏa phượng biến thành, đạp một cái chính là chín vạn dặm. Đây quả thực mau đuổi theo tôn hầu tử cân đẩu vân. Có cái này phong hỏa luân, sau này chính mình chẳng phải là lên trời xuống đất, triệt để thả tự mình. Lâm Dương cũng không có lập tức triệu hồi ra phong hỏa luân, hắn mắt nhìn trên cây chu tước, đem kích động trong lòng áp chế một chút, trong mắt chuyển động, nghĩ đến như thế nào theo cái này tước nhi mặc lên quan hệ. Tiểu Hồng, mau xuống đây. Lúc này, một bên tiểu bất điểm đã kêu lên, dưới tàn cây nhảy nhảy nhóc nhóc, rất là hưng phấn. Trên cây đỏ thẩm tước nhi cũng là mặt sát hắn, liếc xéo hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mặc cho tiểu bất điểm dưới tàn cây bay nhảy, chỉ là đứng bình tĩnh trên tàn cây. Lâm Dương cũng là khinh thường, cái này thế nhưng là chu tước thần điểu, không có chút thủ đoạn, làm sao có thể thu hút lực chú ý của nàng. Sau đó, Lâm Dương trong tay xuất hiện một dọc vàng ống ánh chất lỏng, hướng về phía trên cây tước nhi nói. Tiểu Hồng, ta cái này có ăn ngon, có muốn hay không ăn? Tại Lâm Dương lấy ra Hoàng Dương bảo dịch một nháy mắt, trên cây tước nhi quả nhiên bị thu hút đi qua, Lâm Dương vội vàng che trong tay, cười hì hì nói. Tiểu Hồng, xuống tới chơi a à, chơi với ta liền cho ngươi ăn ngon nào biết trên cây tước nhi chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý lâm dương lâm dương thấy thế có chút không tin tà hẳn là cái này tiểu tước không thấy rõ ràng cái này thế nhưng là bảo dịch hơn nữa còn là trân quý bảo dịch ta liền không tin ngươi không động tâm nào biết ngay tại lâm dương lần nữa mở bàn tay một nháy mắt trên cây tước nhi động lâm dương chỉ cảm thấy một đạo hồng mang lóe qua trong tay hoàng dương bảo dịch liền không thấy làm hắn kịp phản ứng lúc chu tước đã hóa thành một đạo hồng mang biến mất tại trong núi rừng đáng ghét tiểu hồng đừng để ta bắt lại ngươi không phải vậy đưa ngươi nướng lên ăn dưới cây liễu lâm dương nhìn xem chu tước biến mất thân ảnh phẫn nộ gầm thét lên chính mình thế mà bị một đầu chim chóc cho đùa nghịch quả thực là đáng ghét lâm dương trong lòng rất tức giận hắn phát thệ sau này thực lực thực lực cường đại nhất định muốn thật tốt giáo huấn nó một trận một lát sau lâm dương trở lại trong sân trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười vừa rồi không nhanh đã bị hắn quên hệ thống rút ra phong hỏa luôn trở lại trong sân lâm dương chính là không kịp chờ đợi đối hệ thống nói tại lâm dương vừa mới nói xong nháy mắt hai đám lửa bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không một cơn lốc từ trong ngọn lửa càng quét ra Lâm Dương định thần nhìn lại, chỉ gặp hai đám lửa bên trong, thình lình xuất hiện hai cái màu vàng bánh xe. Màu vàng bánh xe ngay tại cực tốc xoay tròn lấy, mặt trên mang theo cực kỳ mãnh liệt gió lửa xu thế, từng đợt gió lớn từ trong lương đình gào thét ra, Lâm Dương quần áo bị thổi bay phất phới. Đây chính là phong hỏa luân. Nhìn trước mắt hai cái mang hỏa màu vàng bánh xe, Lâm Dương trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn ngập vẻ hưng phấn. Mà đúng lúc này, một vệt ánh sáng vàng bỗng nhiên từ phong hỏa luân bên trong nổ bắn ra, hướng về phía Lâm Dương mi tâm trực tiếp bắn vào. Lâm Dương trong lòng giật mình, đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, liền phát hiện trong ốc nhiều một đoạn cổ quái chú ngữ. Đây là Thôi động phong hỏa luân chú ngữ Lâm Dương trong mắt sáng lên, liền tranh thủ đoạn này chú ngữ nhớ ở trong lòng. Am, 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 am. Sau một lát, Lâm Dương bờ môi hơi rung động, một đoạn cổ quái chú ngữ bị nó đọc lên. Theo Lâm Dương trong miệng chú ngữ niệm động, sau một khắc, hắn chính là cảm giác chính mình giống như cùng phong hỏa luân ở giữa thành lập liên hệ nào đó. Lâm Dương xuề bàn tay ra, chỉ gặp hư không bên trên hai cái phong hỏa luân lập tức hóa thành một đạo hỏa ảnh, xuất hiện tại Lâm Dương lòng bàn tay. Niệm động chú ngữ về sau, Lâm Dương rốt cuộc không cảm giác được đến từ phong hỏa luân trên thân tán phát ra tới nóng rực cho dù là lòng bàn tay kéo lấy phong hỏa luân, Lâm Dương cũng không có chút nào phản ứng. Nhìn xem lòng bàn tay phong hỏa luân, Lâm Dương ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử vẽ. Am, 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 am. Lâm Dương trong miệng niệm động chú ngữ, thôi động phong hỏa luân, sau đó chỉ gặp tại lòng bàn tay của hắn phong hỏa luân trực tiếp hóa thành hai đạo hỏa ảnh, trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn chân của hắn. Chân đạp phong hỏa luân, Lâm Dương cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, bay, đón lấy Lâm Dương trong miệng tiếp tục niệm động chú ngữ, phong hỏa luân chuyển động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một cổ cực lớn gió hỏa lực lượng hiện lên. Tại cổ lực lượng này phía dưới, dưới chân phong hỏa luân trực tiếp kéo theo lấy Lâm Dương ở trong hư không xuyên qua, phong hỏa luân tốc độ cực kỳ khủng bố, trong hư không chỉ có thể nhìn thấy một đạo chân đạp hỏa diệm ánh sáng đang nhanh chóng chớp động. A. À vừa rồi bay qua là cái gì? Ngay tại cửa thôn chơi đùa tiểu bất điểm ngơ ngác nhìn lóe lên một cái rồi biến mất lửa đỏ ánh sáng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Dương trực tiếp vứt bỏ thanh lân ưng đầu này tọa kỵ, cả ngày đạp lên phong hỏa luân, xuyên qua tại đại hoang bên trong, biết bao tiêu sái. Tại Lâm Dương cùng tiểu bất điểm liên thủ săn giết hung thú, còn có thanh lân ưng lượt trận, thạch thôn đồ ăn càng ngày càng nhiều, cuộc sống ngày ngày biến càng tốt hơn thời gian nhoáng một cái, lại là một tháng trôi qua, bây giờ, tiểu bất điểm đã bốn tuổi. Oanh! Hôm nay, đại hoang chỗ sâu nhất, đột nhiên bộc phát ra một mảnh ngút trời ánh lửa, mãnh liệt vô cùng, một con chim phát ra âm thanh long trời lỡ đất, băng liệt vòng trời đỏ thẳm ánh lửa cực thịnh, đốt vòng trời đều sập, một cái tiểu hồng điểu bay ngang qua bầu trời, thần uy kinh người, vù vù một tiếng, tại cái kia tầng mây dày đặt bên trên, mò xuống một cái màu vàng móng vuốt lớn che ngập bầu trời, chụp vào đỏ thẫm chim nhỏ, uy thế không gì so sánh nổi. Suy, tiểu hồng điểu lướt ngang, cấp tốc tránh tránh đi, cái kia lông xù màu vàng móng vuốt lớn một tay lấy một đầu dãy núi bắt vỡ nát, loạn thạch san sát, nhiều muốn đâm thủng không trung, cảnh tượng khủng bố tuyệt luôn. À, đây không phải là tiểu hồng sao? Tiểu bất điểm giật mình, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng chấn động này. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai năm trước đại chiến còn chưa kết thúc, cường đại nhất thái cổ di chủng vẫn tại thủ hộ Sơn Bảo, còn đang tiến hành tranh đoạt không được, Thạch Vân Phong cũng kinh ngạc đến ngay người. Oanh! Màu vàng móng vuốt lớn lần nữa dò xét xuống, mà uy cái thế, đánh tàn cái kia đỏ thẫm ánh lửa, quả thực không thể tưởng tượng bản thể của nó đến cùng lớn đến mức nào, chỉ là một cái màu vàng tay móng liền ở vào trên tầng mây. Sơn mạch chỗ sâu nhất, đại chiến kịch liệt mở ra, dường như thần thoại vậy, cái kia che ngập bầu trời màu vàng móng vuốt lớn mỗi một lần rơi xuống đều biết nắm vỡ một đầu dãy núi. Đỏ thẩm tiểu tước nhi không chút thua kém, làm cho nhiều đỉnh núi hóa thành dung nham, đỏ thẩm chất lỏng phun trào hướng bầu trời, như từng đạo từng đạo màu đỏ sông lớn trao đổi thiên địa, mà đây chẳng qua là dư ba, chân chính đại chiến ở trên vòng trời màu đỏ chim nhỏ chỉ có dài bằng bàn tay, lông vũ đỏ tươi ướt ác, nhưng lại dũng mãnh vô cùng, nó chui vào tầng mây dày đặc bên trong, cùng cái kia không biết sinh vật đáng sợ đại đối quyết. Thạch thôn đám người nhìn trận mắt ngoát mồm, xương cột sống bốc lên hơi lạnh, truyền ngôn xưng, có chút thái cổ di chủng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cảnh, một tay che trời, có thể đơn giản diệt đi một cái siêu cấp đại tộc, như là thần linh, hiện tại xem ra lời nói không sai, đáng tiếc không nhìn thấy. Mây đen nặng nề, có một sức mạnh kỳ diện ngăn cách tất cả, mọi người vô pháp nhìn xuyên, không biết tại cái kia trên bầu trời phát sinh như thế nào một trận đại chiến. Nguyên lai tiểu hồng lợi hại như vậy. Tiểu bất điểm nâng cầm lên, chớp lấy mắt to, nhỏ giọng nói. Sau nửa canh giờ, sơn mạch chỗ sâu bình tĩnh lại, thế nhưng là mây lửa không tiêu tan, vẫn như cũ lượng lờ, chân trời một mảnh đỏ thẫm, giống như là nhiễm lên một tầng thần huyết. Thời buổi rối loạn, thật không biết đến cùng ra như thế nào sơn bảo, chúng tranh đoạt hai năm, chẳng lẽ còn không có kết quả sao? Tộc trưởng Thạch Vân Phong hoài nghi. Sơn Bảo nhất định rất nghịch thiên. Thạch Lâm Hổ nói. Sơn Mạch phía trong cùng nhất có đủ loại cổ quái, Thạch Thôn tất cả mọi người không có thâm nhập vào đi qua, không biết đến tộc cùng thai ngán như thế nào Sơn Bảo. Trong vòng nửa tháng sau đó, Sơn Mạch chỗ sâu nhất rất an bình, không từng có bất kỳ kịch chiến phát sinh, để người đều nhanh lãng quên trận kia kinh tâm động phách đại chiến trong một chỗ núi rừng, Lâm Dương chân đạp phong hỏa luân, chính đứng xa xa nhìn trong hư không khủng bố đại chiến. Do dự rất nhiều, Lâm Dương vẫn là không có tiếng lên. Lấy chính mình thực lực bây giờ, còn vô pháp tham dự vào loại này cấp bậc đại chiến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 200 khỏa voi lớn hạt giống Toàn nghề chết già Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Những ngày tiếp theo, tiểu bất điểm ngồi thanh lân ưng, lâm dương thì là chân đạp phong hỏa luân, hai người thường xuyên tại bên trong đại hoang tìm hung thú chiến đấu. Có lâm dương cùng tiểu bất điểm hai cái này cường lực thợ săn xuất hiện, thạch thôn đồ ăn từng bước phong phú, rốt cuộc không cần sầu ăn. Trong lúc đó, lâm dương còn dùng hoàng dương bảo dịch thêm đại trị liệu thuật, chữa khỏi lão tộc trưởng trong cơ thể ám tật, để thực lực của hắn có thể tiếp tục đột phá. Có phong hỏa luân cực tốc, Lâm Dương quả thực là không chút kiên kỵ du tẩu tại đại hoang bên trong, ngẫu nhiên còn có thể ngắt lấy một chút chân quý linh dược mang về thạch thôn. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Trong sân, Lâm Dương trong tay cầm một khối xương, chính đắm chìm tại nguyên thủy chân giải cảm ngộ bên trong. Hắn giờ phút này, yên lặng mà tường hòa, toàn thân phát sáng, từng sợi thần hy lấp lánh, tại một lần nữa tạo dựng nó trong cơ thể phù văn, cùng hắn huyết nhục giao hòa. Hắn đọc xong nguyên thủy chân giải, cảm ngộ rất sâu, siêu việt trước kia nhận biết, hiểu rõ phù văn bản nguyên nhất ý nghĩa, bắt đầu trùng tu bàn huyết cảnh. Một hạt lại một hạt điểm sáng hiện ra, như chư thiên thần ma, thường lại thân thể, vì đó tụng kinh, thủ hộ nó hình, nuôi nấng nó thần, làm hắn thoát thai, không ngừng cường đại. Hiệu quả là kinh người, lâm dương như cái lò lửa, mấy ngày liên tiếp không ngừng phát sáng, từ trong đến ngoài tại nó bên ngoài thân xuất hiện một đầu lại một vệt hoa văn, ống ánh mà sáng lạng. Tộc nhân không có quấy rầy, để hắn mộ đạo, tu hành, liền tiểu bất điểm cũng không có đi gọi Lâm Dương đi ra ngoài chơi, Lâm Dương nửa mê nửa tỉnh, toàn bộ tâm tư đều đầu nhập ở trong đó, ngao du tại một mảnh hoa mỹ thế giới bên trong. Thần hy tràn ngập, tại nó thể ngoại hóa hình, giống như một mảnh lại một mảnh lông thần, Lâm Dương trong cơ thể huyết khí âm ầm, mỗi một giọt máu đều mang thai ra một cái phù văn, ngừng kết cùng một chỗ, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Mà tại hắn bên ngoài cơ thể, thần hy bao trùm, ống ánh mà thánh khiết, hắn như là muốn vũ hóa phi thăng, vẫy xuống từng trận mưa ánh sáng lớn, đem tiểu viện đều chiếu rọi sáng rực khắp. Lâm dương nhắm mắt lại, trên thân nắng sớm lưu chuyển, mưa ánh sáng bay tán loạn, không ngừng thuế biến. Giữa thiên địa linh tinh tràn vào nó trong cơ thể, tẩm bổ hắn tạng phủ, nhục thân, để hắn nhìn sáng long lanh mà ống ánh tinh huyết như sông dài, cuồn cuộn lưu chuyển, giống như là tại chuyển chuyển đường cương. Cuối cùng thành, hắn một lần nữa xây đi, huyết nhục cùng phụ văn hoàng mỹ dung hợp, đạt tới viên mãn, đạt tới hết sức. Lâm Dương mở mắt, chỗ có thần hy toàn bộ nội liễm, nhục thân sáng long lanh, như ôn ngọc điêu khắc thành. Hệ thống, kéo ra giao diện thuộc tính. Lâm Dương ở trong lòng câu thông hệ thống. Sau một khắc, một đạo giao diện thuộc tính lập tức tại Lâm Dương trước mắt hiện ra. Ký chủ Lâm Dương Lai Lịch Hoàng Dương Thảo, bản nguyên độ tinh khiết 30% Cảnh giới Trân quý bảo dược năng lực Ngũ sắc thần quan, đại thôn phệ thuật, đại trị liệu thuật, không trọn vẹn chân hoàng bảo thuật Chân hoàng ấn, không trọn vẹn thanh thiên bằng bảo thuật, thanh lân ưng bảo thuật, thạch quy bảo thuật, hỏa giao bảo thuật, vân tước bảo thuật, ma viên bảo thuật cự lực bảo thuật công pháp. Thần tượng trấn ngục kình bảo vật. Hỗn thiên lăng, phong hỏa luân sủng vật. Thanh lân ưng khoảng thời gian này, lâm dương không ngừng săn dết hung thú, thôn vệ huyết khí tinh hoa, trong cơ thể thức tỉnh voi lớn hạt giống càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới 200 khỏa. Một viên voi lớn hạt giống đại biểu cho 100.000 cân cự lực. 200 khỏa voi lớn hạt giống chính là đại biểu cho 20 triệu cân cự lực. Tu vi của hắn còn tại bàn huyết cảnh, nhưng nhục thân lực lượng cũng là đủ để nghiền ép động thiên cảnh. Có thể nói, bây giờ Lâm Dương đã làm đến xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cấp độ. Có thể xưng trong lịch sử mạnh nhất bàn huyết cảnh. Lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, nếu là muốn đột phá đến động thiên cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có thể Lâm Dương cũng là không nghĩ tùy ý mở ra động thiên, nói đúng ra, hắn không muốn đi người bình thường con đường thành vì một cái bình thường động thiên cảnh tu sĩ. Đã hắn tại ban huyết cảnh hoàn thành siêu thoát, cái kia tại động thiên cảnh, Lâm Dương đồng dạng muốn lựa chọn siêu thoát. Tiểu bất điểm đánh vỡ một cánh tay 100.000 cân lực lượng nhục thân cao nhất, chính là có thể mở ra 10 đại động thiên. Vậy mình 20 triệu cân cự lực, tự nhiên là càng mạnh, làm đến tuyệt đối siêu thoát. Chỉ là, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến cực hạn siêu thoát phương pháp, bởi vậy chỉ có thể không ngừng mà lĩnh hội nguyên thủy chân giải, thức tỉnh ra càng nhiều voi lớn hạt giống, đánh xuống càng thêm ngưng thực cơ sở. Khoảng thời gian này, thạch thôn rất an bình, có thế sơn mạch chỗ sâu lại không bình tĩnh, lúc nào cũng có thú rống kinh thiên, chấn dậy núi đều đang lay động, loạn thạch lăn lộn. Tộc trưởng, sơn mạch chỗ sâu cái kia kinh khủng toàn nghe hơn phân nửa phải chết già, gần đây một mực tại gào thét, dãy dùa. Một ngày này, có người tới bẩm báo, báo cho thạch vân phong cái kia thế nhưng là một đầu chân chính thái cổ dị chủng a tại sơn mạch chỗ sâu đều xem như một phương cự đầu nếu như có thể đạt được nó di thể rút ra đến chân huyết mô phỏng khắc lại bên trên xương cốt nguyên thủy bảo phù cái kia không thể nghi ngờ giống như mở ra một cái kinh thiên bảo tàng a như thế một đầu toan nghê đáng sợ ngút trời cho dù sau khi chết cũng là giá trị liên thành toàn bộ thân thể được xưng tụng một cái bảo tàng Người nào không muốn lấy được, thật là khiến người ta nóng mắt, hận không thể lập tức đi tìm đi, đem nó chân huyết cùng với nguyên thủy bảo phù lấy được. Trong tộc một chút người trẻ tuổi xoa tay. Cho dù đầu kia toan nghe dần dần già đi, cũng không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Không được tùy tiện hành động, kiên nhẫn chờ đợi. Tộc trưởng một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc khuyên bảo. Lâm Dương chân đạp phong hỏa luân, đứng ở một mảnh núi rừng trên không đứng xa xa nhìn lão toan nghê vị trí. Toan nghê bảo thuật, hắn tự nhiên cũng muốn lấy được. Mà lại, cái kia toan nghê tinh huyết, đối với tiểu bất điểm đến nói, cũng vô cùng trọng yếu. Nếu là hắn cùng tiểu bất điểm đều học xong toan nghê bảo thuật, cái kia đối với bọn hắn cuộc khởi, vô cùng trọng yếu. Khoảng thời gian này, hắn thực lực tăng vọt về sau, cũng từng nghĩ tới, đi đem đầu này lão toan nghê trực tiếp giải quyết. Nương tự theo Hỗn Thiên Lăng cùng Phong Hỏa Luân hai kiện pháp bảo kia, Lâm Dương có lòng tin, cho dù là làm thịt không được đầu này thực lực ngút trời lão toan nghê, cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Nhưng rất nhanh, Lâm Dương liền vứt bỏ ý nghĩ này. Lão toan nghê chính là thuần chân thái cổ di chủng, trời sinh tính cao ngạo, nếu là cưỡng ép đem nó giết, tại đối phương trước khi chết, chỉ sợ cũng phải hủy trong cơ thể của mình nguyên thủy bảo cốt, như vậy, Lâm Dương chỉ có thể lấy được một cổ thi thể thôi rơi vào đường cùng lâm dương chỉ có thể chờ đợi lão toan nghê tự nhiên chết già oanh thạch thôn trên tầng mây một đầu cự điểu đáp xuống lần phiến sắc bén sáng loáng nhấp nháy thanh lân ưng xuất hiện nắm lấy một cái cực lớn hỏa tê một tiếng ầm vang nhét vào ngoại thôn nó mỗi cách một đoạn thời gian liền biết đưa tới một đầu khổng lồ con mồi đến bây giờ thanh lân ưng ấu điểu ra đời đã hơn hai tháng hình thể phát triển đạt tới 2 mét năm trái phải càng phát ra tráng kiện có lực, mà lại quịch cánh, nhanh có thể bay lên trên trời. Tiểu tử các ngươi nhanh lớn lên, về sau cùng ta kề vai chiến đấu. Tiểu bất điểm ông cổ của bọn nó, chớp lấy mắt to, lộ ra vẻ ước ao. Sau đó, hắn lại bắt đầu thăm dò ba đầu ấu điểu nguyên thủy bảo phù, nghiên cứu cái chủng tộc này đặc hữu lực lượng thần bí. Vù vù. Một tiếng rung rẩy, một vòng ngân nguyệt từ lòng bàn tay của hắn hiện ra, nhu hòa mà thánh khiết, vẫy xuống một chút ánh xanh rực rỡ. Sau đó, bạc mặt trăng bay lên, treo tại sau đầu của hắn, đem tiểu bất điểm tôn lên thần dị phi phàm. Lần trước cùng bái thôn đối chiến, hắn chỉ là đem cái này một nguyên thủy bảo phù hòa vào trong lòng bàn tay, cũng không có lấy cái này vòng hoàn chỉnh ngân nguyệt đối địch, không phải vậy uy lực biết lớn hơn. Ngân nguyệt xoay tròn, vây quanh hắn mà động, trắng loạn ánh sáng chói lọi rơi lạ tả, để tiểu bất điểm nhìn nói không nên lời thánh khiết. Ê à, lại tìm hiểu được một điểm, trên mặt trăng bên trong vùng cung điện kia ở một đầu cự điểu, chẳng lẽ nó là tử vân, đại bằng bọn hán thủy tổ đầu kia thái cổ ma cầm. Thạch hạo mơ hồ lẩm bẩm. Ngân nguyệt trên có một gốc cây, còn có một mảnh cung điện, hoa văn phức tạp, hiện tại tiểu bất điểm đối bí xương bảo thương nghiên cứu lại có chỗ tinh tiến, thấy rõ một chút. Hắn đem ngân nguyệt chấn ra ngoài, chính vòng bảo nguyệt rõ ràng mà sáng tỏ, ở trong bên trong cung điện kia truyền đến một tiếng chim phát ra âm thanh, mà gốc kia cây thì một hồi chập chờn, vẫy xuống ra tới một chút ánh xanh rực rỡ. Cái này không giống như là phù tạo dựng ngân nguyệt, bởi vì quá chân thực, giống như là trên trời trăng sáng rơi xuống, linh động mà rất thật. Ken Một tiếng tiếng kim loại rung phát ra, giống như là bị phong cổ sư bảo cụ rửa sạch bụi bặm mà lần nữa xuất thế, len ken rung động, Ánh sáng huy thánh thanh khiết. Ngân Nguyệt vòng quanh một khối dài năm 6 mét đá lớn nhất chuyển, răng rắc, một tiếng, đem cắt ra, mặt cắt vuông vứt mà nhẵn bóng. Mà nó cắt gà không giảm, lần nữa vọt tới trước, liên tiếp lại chặt đứt hai khối đá lớn, mới ảm đạm xuống. À, lần trước chỉ là đứt đoạn một tảng đá lớn mà thôi, hiện tại trực tiếp chặt đứt ba khối, thật là lợi hại. Tiểu bất điểm giật mình đến mức há hốc mồm cái này vòng ngân nguyệt so trước kia rắn chắc thêm không ít, nội bộ có phù lấp lóe, cung điện kia cùng cổ thụ mơ hồ có thể thấy được, linh động mà rất thật, quy lực tăng lên rất nhiều. Tiểu bất điểm thật là lợi hại a, à, thế mà có thể phát ra dạng này nguyệt bàn, ta cảm thấy đủ để đi đối phó trong núi những hồng hoang đó mạnh thú. Một chút hài tử sau khi thấy được, tất cả đều không ngừng ao ước. Ngô, có thể thấy được năm đó thái cổ ma cầm kinh khủng cỡ nào, nếu là truyền thừa ấn ký hoàn chỉnh, đây tuyệt đối là một loại thần kỹ, nhưng cho dù như thế cũng rất hiếm thấy. Tộc trưởng nói, cường đại như vậy thủ đoạn công kích có thể xưng là bảo thuật, đều là bị các đại tộc bí mà vật quý thần thông, đã cách nhiều năm về sau, tộc ta cũng coi là có một môn cường đại bảo thuật. Một chút tộc lão rất kích động. Loại này thái cổ di chủng lưu lại bảo thuật, bình thường đều là thuộc về một chủng tộc mạnh mẽ, nếu không phải tiểu bất điểm nuôi nấng thanh lân ưng con non, khoảng cách gần quan sát cùng nghiên cứu, càng không thể nào lấy được. Lâm Dương nhìn xem một màn này, trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Thanh thiên bằng không trọn vẹn bảo thuật cùng thanh lân ưng bảo thuật, hắn cũng không có dạy cho tiểu bất điểm, có thể hắn cũng là dựa vào ngộ tính của mình, đem cái này hai môn bảo thuật cho lĩnh ngộ ra tới, có thể thấy được nó ngộ tính cực kỳ bất phàm. Không biết trong dãy núi đầu kia toàn nghề như thế nào, nó như thật chết già lấy được nó nguyên thủy di cốt mang ý nghĩa lại một loại kinh khủng bảo thuật đem tới tây a càng là cường đại thái cổ di chủng càng sẽ không cho phép trong tộc bí mật bất truyền tiết lộ nhất là nó xương cốt bên trên nguyên thủy ấn phù nhớ có thể sẽ trước khi chết hủy đi nghe vậy thạch vân phong cau mày nói cũng chính bởi vì vậy nguyên thủy bảo phù mới có thể cực kỳ hy hữu trân quý bởi vì thật rất ít đại biểu một chủng tộc truyền thừa cường đại mang ý nghĩa có thể sẽ thai ngén một loại bảo thuật. Thật hy vọng đầu kia toan nghe đừng hủy đi bảo cốt, cái kia nhưng là chân chính thái cổ di chủng A, chỗ thai ngén bảo thuật nhất định cực kỳ kinh người, Thạch Lâm Hổ nói. Tộc trưởng lắc đầu, nói. Đừng quá tham lam, tộc ta có thế ngoài ý muốn lấy được một loại bảo thuật cũng không tệ. Sau bốn ngày, một tiếng lông trời lỡ đất tiếng trống, chấn dậy núi vạn khe đều đang lay động, bách thú nâm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất, mảnh cầm toàn bộ ngút trời đào tẩu. Núi đá lăn xuống, vàng mộc lay động, toàn bộ núi rừng đều là đang run. Đầu kia toan nghe từ sơn mạch chỗ sâu đi ra, đến khu vực bên ngoài, gần chết già, muốn vì chính mình tìm một cái nơi tán thân, nó uy thế rất khủng bố. Nó thật phải chết già, chỉ sợ cũng tại hai ngày này ở giữa. Toàn bộ thạch thôn đều chấn động, nếu là lấy được toan nghe di thể, vậy sẽ là một cái bảo tàng khổng lồ, nó chân huyết tuyệt đối thần hiệu kinh người đó là chân chính bên trong máu đại dược ngô chân chính thái cổ di chủng a nếu như huyết mạch chân rất tinh khiết có lẽ tiểu bất điểm cùng tiểu dương tử tẩy lễ lúc chân huyết liền rơi vào trên đầu của nó liền thạch vân phong cũng không thể yên lặng đi tới đi lui thần sắc rất kích động hận không thể lập tức chiếm được vào trong tay để ngươi cẩn thận xem dò xét chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đứng dậy tiến lên mấy vị tộc lão đều ngồi không yên, khẩn trương, kích động, lo nghĩ, trong lòng khó mà yên tĩnh. Đến mức thạch lâm hổ, thạch phi giao chờ một nhóm lớn thanh tráng niên người, thì càng là hô hấp dồn dập, con mắt đều nhanh đỏ. Ta nhìn thấy, đầu kia toan nghe xé rách rất nhiều hung thú, đem cái kia phiến núi rừng hóa thành một vùng cấm địa, chim thú tung tích đều không. Một ngày sau, có tộc nhân chạy về thôn bẩm báo, hắn đứng trên một ngọn núi, xa xa nhìn thấy cái kia đáng sợ một màn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong đột nhiên mà xoay người lại, hướng về phía một bên Lâm Dương nói. Đi, tiểu dương tử, chúng ta muốn bắt đầu đi động, nhưng nhất định muốn cẩn thận đề phòng, lần này hơn phân nửa không ngừng chúng ta, còn sẽ có cái khác thú loại cùng thôn xóm sẽ đi tranh đoạt. Bây giờ, Lâm Dương đã là thạch thôn công nhận chiến lực thứ nhất, cướp đoạt toàn nghề thi thể, hắn đương nhiên phải gia nhập. Mà lại, Thanh Lân ưng chỉ nghe Lâm Dương lời nói, Lâm Dương gia nhập còn có thể mang theo Thanh Lân ưng cùng đi hỗ trợ. Lâm Dương gật gật đầu, trong lòng cũng là có chút kích động, hắn chờ giờ khắc này đã thật lâu. Tộc trưởng Gia Gia, ta cũng nghĩ đi. Tiểu bất điểm mở miệng ra. Tộc nhân đối với cái này không có ý kiến, hắn hiện tại chiến lực tuyệt đối cũng rất khủng bố, là thạch thôn gần với Lâm Dương cường giả, người mặc dù rất nhỏ, thế nhưng đã nắm giữ nhiều loại bảo thuật. Còn có được bái thôn răng thú bảo cụ, thời khắc máu chốt có thể đại phát thần uy. Đi đi, lên núi. Một đám người trùng trùng điệp điệp, tiến vào trong núi lớn, hướng phía toan nghe chọn mộ địa mà đi. Oanh. Đất trung núi chuyển, nơi núi rừng sâu xa giống như là phát sinh động đất, loạn thạch sang sát, nhiều muốn đâm thủng không trung, quần sơn cũng đang trung bần bật, cảnh tượng phi thường khủng bố. Tộc trưởng, toan nghe thọ nguyên hết trước khi chết nó tiến vào một ngọn núi động, đem cái kia ngõ sụp đổ. Có tộc nhân từ phía trước chạy tới, nhanh chóng mà lớn tiếng bẩm báo tình huống này. Đi, nhanh lên sông. Thạch Vân Phong quát to. Một đám người vội vã hướng sơn mạch chỗ sâu sông vào, toàn nghe thọ nguyên khô kiệt, đã chết đi, mang ý nghĩa một thân chân huyết cùng bảo cốt đều sẽ thành bảo tàng vô chủ, sao không khiến người kích động, nhanh, tốc độ quá chậm. Thạch Lâm Hổ đám người lo lắng, chỉ sợ đi trễ, bị người nhanh chân đến trước. Nguy Nga đỉnh núi một tòa tiếp lấy một tòa, núi rừng vô tận, mà một chút to lớn cổ mộc rất kinh người, tán cây chọc vào vòng trời, có tới hơn ngàn mét cao, sau một chút ngọn núi còn sâu hơn, che khuất bầu trời. Đến mức một chút dây leo cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi, mấy người trưởng thành đều cùng ông không hết đến, cuốn núi mà sinh dài, giống như là cầu lông cứng cát. Thạch thôn đám người một đường lao nhanh, tiếp cận toan nghề vẫn lạc đất, cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng để người cảm thấy mười phần kiềm chế kia là vạn thú vương sau khi chết tạo thành thật yên tĩnh đám người cảm thấy dị thường nơi này quá yên tĩnh không hề có một chút thanh âm giống như một mảnh tử vong chi địa nơi này liền một con chim tước đều không có chớ đừng nói chi là thú chạy thậm chí côn trùng đều ẩn nấp trong động ngũ đông không chịu ra tới trong núi rừng hoang vắng im ắng yên tĩnh một cách chết chóc toàn nghề đến tọa hóa phía trước, đánh vết không ít hung thú, quấy nhiễu đại hoang, nơi này phi cầm tẩu thú tất cả đều trốn sạch. Thạch Lâm Hổ nói. Lâm Dương chân đạp phong hỏa luân, đứng ở trên không bên trong quan sát đến tình huống chung quanh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm thấy một cổ cực mạnh nguy cơ, âm thầm giống như là có cái gì hồng hoang cự thú ngay tại từ phương xa chạy đến, ánh mắt băng lãnh, nhìn chầm chằm phiến khu vực này. Tộc trưởng Gia Gia, chúng ta không thể tới gần toàn nghề di thể sao mà hiếm thấy cùng quý giá không chỉ chúng ta muốn lấy được chính là một chút hung thú cũng tại bốn phía rình mò chúng ta mau lui không muốn xuất thủ trước nếu không sợ rằng sẽ lọc vào vây công lâm dương về đến phía dưới đem chính mình phát hiện tình huống nói ra vậy vạn nhất bị hung thú khác cướp đi làm sao bây giờ người trong thôn có chút không cam lòng đừng vội chờ cơ hội mạng người trọng yếu nhất toàn nghề cho dù chân huyết kinh thế, lưu lại bảo thuật nghịch thiên, cũng phải có mệnh có thể được đến mới được a. À. Thạch Vân Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, cho dù là người trong thôn trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đàng hoàng núp ở phía xa, nhìn chăm chú lên tình huống bên kia. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Diệt sát hung thú bá chủ Cướp đoạt toàn nghe thi thể Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau một lát thạch thôn đám người leo lên một tòa núi cao xa xa nhìn ra xa mật thiết chú ý nơi đó tình huống rất nhanh bóng người một chút cái kia phiến núi rừng xuất hiện tiếng hò hét phân biệt từ ba phương hướng đến ba nhóm người thuộc về khác biệt thôn xóm mục tiêu đều là một cái phóng tới tòa kia sụp đổ núi đá muốn đào ra toan nghe thi thể quả nhiên a à, không ngừng chúng ta nhất tộc tại biết đầu này thái cổ di chủng toan nghề phải chết già, sinh hoạt tại đây phiến đại hoang phụ cận người đều chú ý tới A. À. Ba phe nhân mã dằn co, sau đó hào không ngoài suy đoán lên xung đột, cánh rừng bên trong xuất hiện tiếng la dết. Ngao rống. Đột nhiên, liên tiếp xuất hiện năm đầu mãnh thú, cả đám đều có phòng ốc lớn như vậy, lộ ra tuyết trắng răng nanh, đột nhiên nhào về phía đám người kia, cũng muốn tranh đoạt toàn nghề thi thể. Cùng lúc đó, không trung truyền đến huyết dài âm thanh, cuồng phong gào thét, vài đầu hung cầm bay tới, mỗi một đầu đều có dài 5-6 mét, cánh chim triển khai có tới 11-12 m, lao xuống, tại chỗ liền đem 6, 7 người cho xé rách, máu tươi đầy đất. Cái này một huyết tinh tràn cảnh, đừng nói là hiện trường tự mình kinh lịch những người kia, chính là ở phía xa ngắm nhìn thạch thôn đám người cũng đều một hồi run rẩy, hung cầm mảnh thú trở về, đây là một tràng tai nạn ngao rống. Quả nhiên, dãy núi bên trong thú trống liên tiếp, trước kia bị toan nghe dọa đi mảnh thú cùng hung cầm đều trở về, lúc này muốn đoạt thi thể của nó, để cho mình càng thêm cường đại. Không chỉ có là mảnh rừng núi này, chính là xa xa núi lớn ở giữa, tất cả sinh vật mạnh mẽ đều ra động, trong lúc nhất thời phi cầm tẩu thú hí lên liên tiếp, toàn bộ sơn mạch đều sôi trào. Đàn thú bạo động, lớn đến mấy chục mét, nhỏ đến vài thước, chỉ một cái chớp mắt liền đạt tới mấy trăm đầu xuất hiện, đều là cường đại tộc loại, bằng không thì cũng không dám xung kích, giống như là một cổ hồng triều vọt tới, điên cuồng gầm rú. Mà trên trời cũng là như thế, đủ loại giống chim bay múa, mỏ sắc móng vuốt sắc bén, che ngập bầu trời, giống như là giống như điên hướng phía mảnh này vùng núi xung kích, lân vũ bay múa. Trốn A. À. Ba cái kia thôn xóm người vứt xuống 40 bộ thi thể, toàn bộ nhảy vào một con sông trong nước, dựa vào cái này đường thủy đào mệnh, nếu không một người đều không thừa nổi trên ngọn núi xa xa quan sát nơi này thạch thôn mọi người sắc mặt trắng bệch bọn hắn đã từng nghĩ đến có thể sẽ có hung thú đến tranh đoạt toan nghê vương thi thể nhưng chưa từng nghĩ biết có nhiều như vậy a à, chạy đến đường thủy coi là an toàn người bỗng nhiên kêu thảm nơi đó có dài mấy chục thước đại xà lăn lộn mở ra miệng to như chậu máu thoáng cái liền nuốt mất bốn năm người răng rắc một bên khác một đầu dài mười mấy mét màu vàng cá sấu lớn thò đầu ra mở ra kia hốt rác miệng lớn thoáng cái liền đem cắn xé kẹt lại năm sáu người máu tươi chảy xuôi thuận nó màu trắng sắc bén răng tràn ra nhùm đỏ mặt sông loại tình cảnh này khiến người xương cốt trong khe đều bốc lên hơi lạnh người sống sót bỏ mạng chạy trốn cũng không dám nữa ngừng chân khoảng khắc thật là khủng khiếp may mắn thiệt thòi chúng ta nghe tiểu dương tử lời nói lâm thời lui bước không phải vậy hơn phân nửa cùng bọn hắn một cái hạ tràng a à. thạch lâm hổ một trận hoảng sợ phát hiện sống lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Xem ra cái này toan nghe nhục thân so với chúng ta tưởng tượng còn muốn trân quý, không phải vậy đàn thú cùng các chim làm sao lại như vậy liều mạng. Thạch Phi Giao nói. Tại cái kia sụp đổ núi đá phía trước, có mấy trăm con hung thú cùng mảnh cầm, tất cả đều đang điên cuồng xung kích, nghĩ đào ra cái kia từng khối đá lớn, đem toan nghe bảo thể móc ra. Mà chúng ở giữa cũng đang chém giết lẫn nhau, mùi máu tanh sông vào mũi, đủ loại gào thét tiếng điếc tai nhức ốc, mảnh thú quá nhiều, chúng ta nơi này cũng không an toàn, nói không chừng sẽ bị lan đến gần một vị tộc lão quát lên. Ngao! Hắn vừa dứt lời, trên núi liền xuất hiện gió lớn, hai đầu quái vật khổng lồ cùng nhau xuất hiện, mỗi một đầu đều có dài 7, 8 mét, một thân màu vàng lông tơ, tướng mạo dữ tợn, rõ ràng là hai đầu màu vàng cự hổ. Hai đầu cự hổ nhìn thấy thạch thôn đám người, chính là lao thẳng tới. Tiểu Bất Điểm bên trên xử lý bọn hắn. Lâm Dương hướng về phía Tiểu Bất Điểm ra hiệu. Nghe vậy, Tiểu Bất Điểm lên tiếng, sau đó hưng phấn xông về phía trước, hai tay phù văn lấp lóe, như từng khỏa ngôi sao sáng lên, tại nó bàn tay ở giữa, ánh sáng chói lọi một chút, sau đó một vòng ngân nguyệt xuất hiện. Cái này vầng trăng vô cùng chân thực, như trên chín tầng trời trăng sáng rơi xuống, thánh khiết ánh sáng chói lọi một chút, cấp tốc phóng tới một đầu cự hổ. Công. Cự hổ vung lên kia hốt trác móng vuốt lớn, sắc bén sáng loáng chói lọi, đâm vào ngân nguyệt bên trên, phát ra tiếng kim loại rung, chấn ngọn núi này đều lay động một hồi. Phải biết, cái này ngân nguyệt có thể bổ ra đá lớn, quy lực vô tận, mà lúc này đầu này cự hổ vậy mà dùng móng vuốt sắc bén đối cứng một cái. Ngắn mũi giằng co, phù một tiếng, đầu này hổ giữ phát ra một tiếng lông trời lỡ đất gầm thét, nó một cái móng vuốt cuối cùng là gãy mất, máu tươi cuồn cuồng, cuồng nhùm đỏ mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia vọng ngân nguyệt cắt gà không giảm, phù một tiếng trảm tại trên đầu nó, thoáng cái bổ ra một đạo cái khe lớn, một cái khủng bố vết thương hướng ra phía ngoài phun máu. Thú rít gào trung trời, núi rừng rung rung, đầu này cự hổ kịch liệt lay động, mang theo không cam lòng, trong mắt hung quan dần dần ảm đạm, một tiếng ầm vang ngã sắp xuống tại trong vũng máu. Đây chính là thanh lân ưng nhất tộc bảo thuật, lực công kích kinh người, tiểu bất điểm một kích, thoáng cái chém rụng một đầu đáng sợ hổ dữ. Tốt, tiểu bất điểm lại đến một cái. Thạch phi dao kêu lên. Tiểu bất điểm xoay người, hướng bên kia cự hổ phóng đi, lòng bàn tay tia sáng lại lóe lên, môn này không truyền ngoại tộc bảo thuật lần nữa hiện ra hung uy, ngân nguyệt xẹt qua, đầu kia dài bảy, tám mét cự hổ, trên cổ máu bắn tứ tung, tia sáng trắng nhất chuyển, trực tiếp đem đầu lâu cắt rơi xuống, ừng ực một tiếng rơi rơi xuống đất, cái kia cự thú máu tươi như sông nhỏ phun ra, tung tóe rất nhiều thôn dân đầy người đều là Thật đáng sợ bảo thuật. Nhìn thấy một màn này, người trong thôn trong lòng chấn kinh. Thủ đoạn tấn công như thế này quả thực khiến người kính sợ. Tiểu bất điểm giết hai đầu cự hổ về sau, có chút ngơ ngác sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất thi triển xong chỉnh bản thanh lân ưng bảo thuật giết mạnh thú, cúi đầu nhìn một chút chính mình trắng nõn tay nhỏ, lại nhìn xem đầy đất máu tanh tràn cảnh, Hắn hơn nửa ngày nói không ra lời. Lâm Dương nhìn xem tiểu bất điểm đờ ra, lập tức nói: "Tiểu bất điểm, không nên cảm thấy huyết tinh, ngươi không giết nó, nó liền muốn giết chúng ta, đối đãi địch nhân, vĩnh viễn không muốn nhân từ nương tay." Nghe vậy, tiểu bất điểm dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn mặc dù rất không bình tĩnh, nhưng lúc này lại nhanh ngậm miệng, cũng không có nhiều lời, vừa rồi không giết cái này hai đầu cự hổ, tộc nhân liền sẽ chết rất nhiều. Bảo thuật thật rất lợi hại, nó có thể giết hung thú, cũng có thể cứu người, nếu có thể lấy được toan nghê nguyên thủy phù liền tốt rồi. Rất lâu về sau, tiểu bất điểm mới nhẹ nhàng tự nói. Tộc trưởng Gia Gia, nơi này quá nguy hiểm, theo ta thấy, ngài mang theo các A à Thúc đi về trước đi, nơi này có ta cùng tiểu bất điểm là được. Lâm Dương hướng về phía lão tộc trưởng nói. Người trong thôn thực lực vẫn là quá thấp, Lâm Dương còn phải tốn tâm tư bảo vệ bọn hắn, nếu là bọn họ rời đi lâm dương cũng tốt buông tay buông chân cái này tiểu dương tử hai người các ngươi được không nghe vậy thạch vân phong có chút do dự hắn cũng biết đại gia ở đây biết liên lụy lâm dương cùng tiểu bất điểm nhưng để hai người hài tử đi làm chuyện nguy hiểm như vậy hắn thực tế là không yên lòng như vậy đi tộc trưởng gia gia ngươi đem tổ khí lưu lại đến cho chúng ta đi lâm dương suy nghĩ một chút nói như vậy thạch thôn hai cái tổ khí, lai lịch phi phạm, chính là trong truyền thuyết chân thần pháp khí, lâm dương cùng tiểu bất điểm cốt văn tạo nghệ so thạch thôn tất cả mọi người muốn mạnh, càng có thể phát huy ra hai cái tổ khí uy lực. Lão tộc trưởng nghe vậy, gật gật đầu, đem một món cổ sư gia thú cùng một khối xương thú lưu cho lâm dương cùng tiểu bất điểm. Hai người các ngươi phải cẩn thận, không muốn đi mạo hiểm, thực tế không được, liền từ bỏ. Trước khi đi, lão tộc trưởng lời nói thấm thía dặn dò. Tộc trưởng gia gia yên tâm đi, chúng ta sẽ không mạo hiểm, tìm kiếm được cơ hội lúc mới sẽ đồng thủ. Tiểu Bất Điểm quơ quơ tay nhỏ, để hắn không cần lo lắng. Hai người các ngươi có thể muốn coi chừng a. À. Thạch Lâm hổ hét lớn, hắn biết rõ ngăn cản không được tiểu gia hỏa này, chỉ có thể lớn tiếng khuyên bảo. Đại thúc, ta biết tộc trưởng gia gia, các ngươi đi về trước đi, nơi này quá nguy hiểm, cho dù chúng ta cả tộc xuất động, cơ hội cũng không lớn. Lâm Dương nói: Tộc nhân trầm mặt, đây là một sự thật, hiện tại cho dù tất cả thanh tráng niên cùng tiến lên, cũng biết bao phủ tại mấy trăm đầu điên cùng hung thú bên trong, đẫm máu núi rừng. Đi thôi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong vung tay lên, ra lệnh, nếu không có thể sẽ đưa tới họa lớn. Tiểu Dương tử, tiểu bất điểm, các ngươi nhất không định muốn cẩn thận. Tộc nhân cùng một chỗ hô, lớn tiếng dặn dò. Ta biết tộc trưởng gia gia các ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu bất điểm đáp lại nói. Tiểu bất điểm, ngươi cưỡi thanh lân ưng, chúng ta ngang nhiên xông qua một điểm. Lâm dương chân đạp phong hỏa luân, bay thẳng lên không trung, hướng phía xa xa chiến trường tới gần. Tiểu bất điểm thì là trực tiếp nhảy lên thanh lân ưng trên lưng, sau đó thanh lân ưng một cái xoay quanh, xác định núi bay về phương xa, tốc độ của nó cực nhanh, tiếng gió như sét, quát mặt người đau nhức, cơ hồ mắt mở không ra tiểu bất điểm ghé vào trên lưng của nó hai cái tay nhỏ chặt chẽ đào lại nó cái kia sắc bén lạnh lẽo lân giáp hiếp lại mắt to cúi nhìn phía dưới đại thanh phải cẩn thận a à, phía dưới thật nhiều hung thú thanh lân ưng tốc độ thật nhanh hai cánh chấn động nháy mắt liền vượt qua liên miên đỉnh núi đến đến khu này vùng núi phía trước rừng cây ngã vào đại thụ bẻ gãy cành gãy lá úa khắp nơi đều là phía dưới mấy trăm đầu cường đại hung thú chém giết còn có trên trăm con hung cầm đánh ra cánh sắt, chẳng còn sót lại gì, liền rất nhiều núi đá đều vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Tiếng thú gào, chim tiếng kêu vang vọng núi rừng, mà máu tươi càng là nhùm đỏ mặt đất, có thật nhiều khổng lồ thú thể ngã xuống, bị dẫm đạp thành bùn máu, nơi này một mảnh huyết tinh tại thế thì sập núi đá phía trước, lít nha lít nhít, chật nít sinh vật khủng bố, điên cuồng đại chiến, máu tươi thỉnh thoảng bắn tung tóe lên cao mấy chục thước, chúng chen chúc, đào ra đá lớn, đang tìm toan nghe thi thể. Có vài thước dài lốm đốm mèo rừng, trên đầu dài sừng, mạnh mẽ đanh thét, mỗi một lần đều có thể xé mở một đầu cự thú thân thể, đẫm máu mà cuồng, mà hai trảo của nó cũng là sắc bén vô song, hàng quang lóe lên, tất có huyết dịch tóe lên. Ngao Một đầu đặc biệt lớn quỳ thú gào thét, như sấm rền, thân thể khổng lồ có tới dài 20 mét, theo một tòa núi nhỏ, nó sống âm chính là vũ khí, đánh ngất đi một mảnh mảnh thú, chân lớn dẫm qua, bùng máu văng khắp nơi. Âm. Một đầu dài mười mấy mét màu bạc xuyên sơn giáp, đầu lâu bên trên dài một cái mũi nhọn cự giác, không gì không phá, đem núi đá đều cho chọn băng liệt, trực tiếp hướng ngọn núi kia bên trong chui vào. Chủng loại thực tế nhiều lắm, đều là cường đại dị chủng, không phải vậy tuyệt không dám xuất hiện ở đây, đều là bộ tộc có trí tuệ. Cự thú tranh bá, một đám sinh vật mạnh mẽ kịch liệt xung kích, đều muốn lấy được toan nghe thi thể nuốt ăn rơi sau để cho mình tiến hóa thành trong núi rừng bá chủ. Lâm Dương chân đạp phong hỏa luân, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới đủ loại cường đại hung thú thi thể, ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ. Nếu là đem đám hung thú này thi thể thôn vệ, chính mình lại có thể mạnh lên không ít. Tiểu bất điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta, không muốn xuống tới, ta rất mau trở lại tới. Sau đó, hắn ỉ vào phong hỏa luân cực tốc, không ngừng du tẩu tại các đại hung thú ở giữa, tiến hành đánh lén. Lâm Dương thực lực vốn là khủng bố, tăng thêm phong hỏa luân cực độ, không ít cường đại hung thú đều chết tại hắn đánh lén phía dưới. Rất nhanh, tại đại lượng hung thú lục soát phía dưới, toàn nghề thi thể cuối cùng lộ ra lộ ra hiện. Đây là một đầu màu vàng chân thú, chói lọi rực rỡ, tráng kiện có lực, theo thần thú, cho dù chết đi, cũng có một loại đáng sợ uy thế, chảy xuôi một loại hoàng kim quang mang làm lòng người sinh kính sợ ngay một khắc này không cần nói mấy trăm đầu hung thú trên trăm con hung cầm chính là màu bạc hung cá sấu huyết điêu tử kim con cọc chờ dị chủng lúc này cũng không tự chủ được trút lui bị một loại khí thế hung ác chấn nhiếp sáng lạng ngời ngời hoàng kim thần huy chảy xuống nơi đó nằm ngang một cái quái vật khổng lồ tương tự thần sư trên đầu sinh ra hoàng kim long sừng trên trán che kín vẫy màu vàng kim toàn thân sáng chói lòng thú sau màu vàng tơ lụa tử còn sáng. Đây chính là toan nghê, một đầu chân chính thái cổ di chủng, mặc dù cao quý huyết thống đã không thuần, không còn thái cổ tổ tiên như vậy nghịch thiên, nhưng như cũ tại sơn mạch chỗ sâu xưng tôn một phương. Nó lưu lại thân thể tính không được siêu cấp cực lớn, có dài sáu thước, nhưng hung thú mạnh mẽ hay không cũng không lấy hình thể đến luận, trước mắt đầu này toan nghê chính là chứng minh tốt nhất. Nó toàn thân giống như là đúc bằng vàng rồng, dù chết, nhưng uy thế còn tại, khí thế hung ác tràn ngập, ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi toàn bộ vùng núi đều sáng lạng lên, liền lá cây đều trở thành màu vàng nhạt. Lão Toan Nghê, một đầu chí cường sinh vật khủng bố. Rống. Báo hống, hỏa vân lân mấy con dị thú cùng mảnh cầm trước tiên động, xác nhận vì Toan Nghê bảo thể không sai, hiện tại toàn lực tranh đoạt. Ken. Đầu kia báo hống hét dài một tiếng, từ nó trên lưng bay ra một đạo mũi tên ánh sáng màu bạc, uyển như điện chớp bắn ra, trong cơ thể của nó lại cũng kết có nguyên thủy phù văn. Phốc bên kia cự thú lúc này kêu thảm, cái kia quan tiễn sắc bén vô sông, đem nó lòng ngực xuyên thủng, trước sau trong suốt, có thể nhìn thấy cái kia tàn tạ trái tim tại phun máu. Lâm Dương, toàn nghề thi thể xuất hiện, chúng ta nhanh đi đoạt A. Tiểu bất điểm tại thanh lân ưng nhìn thấy tất cả những thứ này, không khỏi la lớn. Lâm Dương trở lại tiểu bất điểm bên người, lắc đầu nói không nên hành động thiếu suy nghĩ, cái này lão toan nghề còn chưa có chết. Nói xong, Lâm Dương còn để tiểu bất điểm lui xa một chút, hai người đứng ở đằng xa trên không trung, nhìn chăm chú lên phía dưới. Còn chưa có chết. Tiểu bất điểm ghé vào thanh lân ưng trên lưng, có chút tò mò nhìn phía dưới toan nghê. Nơi này lập tức biến một mảnh huyết tinh, có cự thú đã bắt đầu liều lĩnh phóng tới tiến đến, cắn xé toan nghề muốn ăn nó ẩn chứa bảo huyết nhục thân mấy con hung thú bá chủ gầm dữ dội nơi này triệt để đại loạn đột nhiên thanh lân ưng toàn thân lân phiến hé sau đó lại nhanh chóng kéo căng giống như là tao ngộ lớn lao khủng bố vậy ngay một khắc này tiểu bất điểm sống lưng cũng một hồi băng hàng giống như là rơi vào hầm băng bên trong đó là cái gì tiểu bất điểm chưa bao giờ như hôm nay như vậy tim đập nhanh qua vừa rồi cả người đều giống như muốn đình chỉ hô hấp khuôn mặt nhỏ trắng bệch cái kia là ác ma viên lâm dương cũng là nhìn thấy nơi xa bay tới kinh khủng tồn tại trên mặt lộ ra một tiên ngưng trọng tiểu bất điểm chúng ta lại bay cao một chút dứt lời lâm dương chân đạp phong hỏa luân xông thẳng lên trời đại thanh chúng ta cũng đi lên tiểu bất điểm gật đầu kêu gọi thanh lân ưng thanh lân ưng nghe vậy lập tức phóng lên tận trời xuyên trong tầng mây bên trong ẩn tàng đứng dậy hình hướng phía cái kia phiến vùng núi quan sát. Tiểu bất điểm vận chuyển cốt văn lực lượng thần bí, hai mắt lập tức chiếu sáng rạng rỡ, ghé vào thanh lân ưng trên lưng, cũng hướng nơi đó nhìn lại. Rống. Một tiếng lông trời lở đất thú rít gào truyền đến, chấn dãy núi vạn khe đều đang rung rẩy, loạn lá rì rào rơi xuống, cả phiến thiên địa đều thoáng cái băng lạnh xuống, một cổ khí tức kinh khủng như như hồng thủy tứ ngược. Trong chốc lát, núi rừng từ niệm sôi đến đứng im, hung cầm mảnh thú đều trong nháy mắt dừng âm, nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, cũng không dám nữa gầm rú, chính là huyết điêu, tử kim xà, hỏa vân lân mấy người cũng cũng không dám động. Một đầu thân ảnh màu đen xuất hiện, như dù đời ma vương giáng lâm, tản ra ngút trời hung uy, lệnh dãy núi vạn khe hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một đầu hung vượng, cũng không phải là rất lớn, có thể có cao hơn mấy chục mét, trên thân là dài nửa xích lông đen, sáng ngời mà khiếp người khiến người giật mình là nó còn có sinh một đôi màu đen cánh thịt, lại có thể bay lên trời mà đi, vừa rồi chính là từ trên trời hạ xuống tới. Bên cạnh đó, tại trên đầu của nó còn một cặp màu đen sừng, to lớn mà dữ tợn. À, thật sự là một đầu ác ma viên, mà lại còn là huyết thống cực kỳ cao quý vương giả, nếu không sẽ không mọc ra có thể bay lên trời ma dực. Tiểu bất điểm giật mình tắm trong miệng nhỏ. Ác ma viên quá cường đại, mới vừa xuất hiện liền chấn nhíp vạn thú, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, không có có một đầu dám kháng cự. Mà lại, tại nó bên ngoài cơ thể, lượng lờ lấy hắc vụ, thảm liệt khí tức đập vào mặt, giống như là dết qua ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ. Đây là sơn mạch chỗ sâu xưng tôn một phương vương, so với toàn nghề hơn phân nửa cũng không kém nhiều lắm. Lâm Dương trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này ác ma viên thực lực, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám đối kháng chính diện, trừ phi vận dụng hỗn thiên lăng đem nó trói buộc chặt. Mu Đột nhiên, một đầu mãng ngưu trích gào truyền đến, xa xa giữa rừng núi có một đạo kinh khủng ánh lửa vọt tới, kia là một đầu màu đỏ thắm trâu lớn, cao tới mười mấy mét, có thể dài tới ba mươi mét, bốn vó đạp lên lửa cháy mạnh. Nó toàn thân đều tắm rửa tại trong ngọn lửa, và lồng theo tơ lụa tử, lấp lóe đỏ thẩm tia sáng. Đây chẳng lẽ là tộc trưởng gia gia nói ly hỏa ngưu ma? Tiểu Bất Điểm giật mình mở to hai mắt. Theo hai tiếng trống to, chúng trước tiên phóng tới hai bên, trực tiếp đổ máu, trong chốc lát núi rung động đất, cổ mộc vỡ nát, đã lớn bay ngang. Đột nhiên, ánh vàng rừng rực, ánh sáng chói lọi khuếch tán, toàn bộ núi rừng đều ống ánh khắp nơi, rừng cây, núi đá vờ vờ. Hiện ra màu vàng nhạt, cho dù ai cũng không nghĩ tới, đầu kia toan ngây nhảy lên một cái hung uy ngút trời. Rống. Giống như là trên chín tầng trời sấm sét vang lên, chấn dậy núi loạn chiến, nó nhanh chóng như một đạo kim sắc ti chớp, vồ dết về phía cái kia hai đầu xưng tôn một phương thú vương. Phốc. Quá nhanh, cũng quá đột ngột, khó lòng phòng bị, ánh sáng vàng xông qua, cứ việc ác ma viên ứng biến thần tốc, một cánh tay vẫn là bị xé xuống, máu tươi vọt lên cao mấy chục thước. Răng rắc. Cùng lúc đó, Toàn thân ánh lửa ngút trời ly hỏa ngưu ma, trên đầu một cái dài mấy mét cực lớn sừng ngay tiếp theo mảng lớn huyết nhục bị toan nghê một móng cho đánh gãy xuống, rơi rơi xuống đất. Cảnh tượng này, kinh ngạc đến ngay người tất cả hung thú cùng mảnh cầm, chúng toàn bộ ngã hoặc ngay tại chỗ, rì rào rung rẩy. Ai nha, cái này lão toan nghê thật đang giả chết a. À. Tiểu Bất Điểm thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến ngay người, giống như lần thứ nhất kiến thức đến thế gian hiểm ác. Lâm Dương nói: Toan nghề là đang gạt chết, nghĩ muốn trừ hết trừ địch, cố ý dẫn ác ma viên còn có ly hỏa ngưu ma đến đây, quả nhiên là bộ tộc có trí tuệ, so rất nhiều người đều thông minh. Rống Trong núi rừng truyền đến lông trời lỡ đất tiếng rống, đầu kia ác ma viên phẫn nộ gào thét, bị sóng sờ sờ kéo xuống một đầu cánh tay, để nó kịch liệt đau nhức mà cuồng, máu tươi dân trào. Nó lấy tay cục công kích, một quyền đánh tới hướng cái kia kim quang ngút trời thú tôn, toan nghê một điểm cũng nhìn không ra vẻ già nua thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại có hơn trăm mét oanh một tiếng ác ma viên một quyền lôi nát cái kia còn sót lại một nửa núi đá thần uy kinh rừng hoang kích không sau nó cũng không ngừng lại một cái nhảy vọt chính là hai trăm mét cao liền muốn dương cánh đào tẩu mặc dù phẫn nộ thế nhưng nó biết rõ chính mình không phải là đối thủ của lão toan nghê toan nghê một đôi con ngươi màu vàng ống phi thường băng lãnh toàn thân mây khói dâng trào giống như là biển gầm lại có sấm sét màu vàng vọt lên bọp một tiếng đánh vào ác ma viên trên lưng ngao rống ác ma viên rống to toàn thân run rẩy máu bắn tung tóe lúc này liền tóe lên cao mười mấy thước vẫn như cũ như lúc trước nó lại tại toan nghê nhất tộc đáng sợ bảo thuật xuống bị thiệt lớn lồng ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu một bên khác ly hỏa ngưu ma toàn thân đỏ rực như lửa theo tơ lụa tử cũng tại phát cuồng, toàn thân phù văn lấp lóe, nó cũng không nghĩ chân chính theo toan nghê đổ máu, muốn phá vây, trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Nhưng mà, toan nghê thật đáng sợ, đồng tử màu vàng chỗ sâu bắn ra hai chùm sáng, nương theo lấy tiếng sấm, đánh vào ly hỏa ngưu ma trên người, để nó phù văn tán loạn, trên thân thể xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ vết máu. Ác ma gào thét, ly hỏa ngút trời, mây khói ti điện xen lẫn, nơi này sôi trào, ba đầu thái cổ di chủng quyết đấu tiếng vang long trời lở đất rung động đại hoang tại toan nghề ly hỏa ngưu ma viên vương trên thân hoa văn bí ẩn xen lẫn lít nha lít nhít tia sáng hừng hực như là điện xà đang bay múa lực lượng cường đại khuấy động gió mây ngưng tụ bảo thuật sắp xuất hiện oanh đinh tai nhức ốc tiếng vang liên tiếp truyền ra như là trên chín tầng trời tiên lôi đánh xuống ánh sáng tận trời mây mù tràn ngập điện lửa xen lẫn Toan nghề, ác ma viên, ly hỏa ngưu ma ba đại cử đầu đối cứng, vùng núi băng liệt, như là tận thế tiến đến. Phốc Ác ma viên bay ngang, từ khắp núi ánh sáng thần thánh vàng ống bên trong rơi xuống ra ngoài, máu me khắp người, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, nhưng cuối cùng là tránh thoát ra toàn nghề mây khói phạm vi. Đông một tiếng, nó một chân đạp nước đại địa, ma giật mở ra, liền chuẩn bị thoát đi. Ác ma viên không chỉ gãy mất một cánh tay, liền tạng phủ đều bể nát, xương cốt càng là không biết gãy mất bao nhiêu cái, đã lọc vào trọng thương, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt ánh lửa hiện lên, một đạo đỏ thẩm hỏa long ngút trời mà hàng, tại ác ma viên còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, trực tiếp cuốn đi lên. Rống. Ác ma viên trống to, ra sức dãy dụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, đỏ thẩm hỏa long hóa thành một đầu to lớn dây lụa, đem ác ma viên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đúng lúc này, một đạo lửa đỏ ánh sáng xuất hiện tại ác ma viên trên không, chính là Lâm Dương chân đạp phong hỏa luân. Hắn sớm đã nhìn chầm chầm ác ma viên, tại đối thủ trốn tới một nháy mắt, chính là thôi động hỗn thiên lăng. Thời khắc này ác ma viên bị trọng thương, chính là đem nó chém giết thời cơ tốt nhất. Nhưng lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Dương nhìn xem đã ra sức giãy dụa ác ma viên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không có ý định lãng phí thời gian, hắn dùng hết lực khí toàn thân thôi động, cánh tay trái đột nhiên sáng lên, sau đó hiện ra mấy cái cốt văn, rực rỡ ngời ngời, sau đó hắn bỗng nhiên đem một khối thú cẳng tay ấn đi lên, chính là thạch thôn tổ khí. Oanh! Một cổ khí tức cường đại sông lên trời, như một cổ cuồng bạo như cơn lốc, hình như có một cái vạn thú chi vương phục sinh, kinh hải trên bầu trời hung cầm chấn động, nhanh chóng sông lên, kéo ra rất xa một khoảng cách lâm dương cánh tay trái tia sáng lấp lánh khối kia hung thú cẳng tay lại cùng cánh tay hắn dung hợp lại cùng nhau hóa thành một phần của thân thể hắn huyết nhục giao hòa không phân khác biệt phi thường thần bí theo cái kia cánh tay trái ánh sáng càng ngày càng thịnh cuối cùng ngưng kết thành một cái cổ xưa ký hiệu giống như là có một đầu khủng bố đến cực điểm hung thú muốn từ cái kia phù văn bên trong sông tới hung thú cẳng tay cùng lâm dương cẳng tay hòa làm một thể ánh sáng sáng chói lâm dương cũng vì vậy mà lực lượng tăng vọt toàn bộ thân thể lại không thể tưởng tượng nổi cất cao đến một mét cường tráng một mảng lớn toàn thân vòng quanh từng đầu như thiểm điện chùm sáng huyết khí tận trời sau một khắc lâm dương đem trong cơ thể hai trăm khỏa voi lớn hạt giống toàn lực thôi đồng đồng thời gia trì lên cự lực bảo thuật một cổ vô cùng kinh khủng cự lực tại hắn trên cánh tay trái quanh quẩn cảm thụ được lâm dương trên thân tán phát ra tới ngút trời hung uy ác ma viên trong lòng cảm thấy một hồi kinh sợ, liều dậy chết, muốn phải thoát ly hỗn thiên lăng trói buộc. Đi chết đi. Lâm Dương rất quyết đoán, chân đạp phong hỏa luân, nâng lên cánh tay trái, kinh khủng cự lực trực tiếp đánh vào ác ma viên đầu lâu bên trên. Ngao rống. Tại ác ma viên từng tiếng kêu thảm phía dưới, Lâm Dương rất nhanh liền hiểu rõ tính mạng của nó. Sau đó, Lâm Dương nhỏ nhắn xinh sáng thân thể, trực tiếp đem vô cùng to lớn ác ma viên thi thể dơ lên, giấu ở một chỗ trong sơn cốc. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lại nhanh chóng trở lại chốn chiến trường kia trên không. Mu Lúc này, ly hỏa ngưu ma kêu to, trầm muộn tiếng rống chấn dậy núi run run, đối mặt thực lực kinh khủng lão toan nghê, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, nó máu me khắp người, khó khăn tránh thoát ra tới, ánh lửa đốt vòng trời một mảnh đỏ bừng, nó đụng gãy một ngọn núi, đạp lên dung nham, trốn hướng sơn mạch chỗ sâu. Mà đúng lúc này, một đầu đỏ thẩm hỏa long xuất hiện, trực tiếp đem nó cuốn quanh. Lâm Dương bắt chước làm theo, thôi động tổ khí lực lượng, rất nhanh lại đem đầu này sơn mạch chỗ sâu bá chủ hung thú giải quyết hết. Không còn ác ma viên cùng ly hỏa ma ngưu cái này hai đầu khủng bố hung thú, cơ hồ không có hung thú có thể tại toàn nghề dưới vuốt sống sót. Lão toàn nghề phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, đối bốn phía hung thú trắng trợn giết chóc, máu chảy thành sông. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại có một đầu toan nghê, toàn thân da lông màu vàng chói lọi, ngẩng đầu thét dài, như vòi rồng gió xung kích, cỏ bị cùng bụi gai nhảy lên, cự một bẻ gãy, núi đá lăn xuống, hoàn toàn đại loạn. Toan nghê trong mắt lạnh lùng quét qua may mắn còn sống sót sinh vật mạnh mẽ, một tiếng than nhẹ, cho đến lúc này, chúng mới như được đại xá, gào thét, phóng tới bốn phương tám hướng, đảo mắt trốn sạch sẽ trên thực tế, tám thành hung cầm mảnh thú đều chết tại nơi này, nhất là vừa rồi toan nghê, ly hỏa ngưu ma, viên vương quyết đấu lúc, tác động đến rất rộng, các hung gặp tai và bất ngờ. Núi rừng yên tĩnh, dung nham làm lạnh, chỉ để lại đầy mặt đất huyết tinh, lão toan nghê một mình đứng ở chỗ này, thân thể khổng lồ như là như thần, ánh sáng thần thánh bao phủ. Nó có chút cô đơn, trong con ngươi ánh sáng dần dần ảm đạm, trong miệng tràn ra một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình cuối cùng nó toàn thân tia sáng bộc phát, toàn thân rạn nước, một tiếng ầm vang đổ vào vùng núi bên trên. À, nó lại chết rồi, lần này là thật sao? Trên không trung, thanh lân ưng trên lưng, tiểu bất điểm mở to hai mắt nhìn. Lâm Dương đã trở lại tiểu bất điểm bên người, mở miệng nói. Nó cuối cùng là quá già, sinh mệnh đi đến điểm kết thúc, đáng tiếc bố trí sát cục, vẫn là không có có thể đem cừu địch đánh giết. Đi thôi, lần này là thật chết rồi, chúng ta đi xuống đi. Lâm hướng dương chân đạp phong hỏa luân, thẳng đến toan nghê thi thể hạ xuống. À, nó thật chết rồi. Tiểu bất điểm cùng thanh lân ưng đi tới gần, đụng đụng toan nghê, lúc này thân thể của nó chậm rãi lạnh xuống, sinh cơ đã đứt. Ấp úng ấp úng âm thanh truyền đến, tiểu bất điểm đem ly hỏa ngưu ma cái kia dài mấy mét sừng gãy gánh trở về, cười một cách tự nhiên, một đôi mắt to nhanh hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, bởi vì đây cũng là giá trị liên thành thú bảo. Tiểu bất điểm ông màu đỏ sừng, còn có ác ma viên cánh tay, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, cười rất vui vẻ. Lần này rất nguy hiểm, mấy lần kém chút mất mạng, nhưng bọn hắn thật mang về toan nghề bảo thể, bên cạnh đó còn nhiều ly hỏa trâu sừng cùng viên vương cánh tay, thu hoạch rất dồi dào. Tộc trưởng Gia Gia, còn có A Thúc bọn hắn, một mực giấu giếm ta, đang vì chúng ta tẩy lễ sâu muộn, kỳ thực ta đều biết hiện tại tốt rồi, có ba đầu thái cổ di chủng, chân huyết nhất định đầy đủ. Hắn vui vẻ vô cùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thỏa mãn, cười rất ngọt cũng rất tinh khiết, tại ráng chiều bên trong hết sức sáng lạng. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Thu hoạch khổng lồ Tẩy lễ trước chuẩn bị Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu bất điểm, ngươi cùng đại thanh chờ ta ở đây khoảng khắc ta rất mau trở lại tới. Lâm Dương nghĩ đến chính mình giấu đi ác ma viên cùng ly hỏa ma ngưu thi thể, theo tiểu bất điểm bàn giao một tiếng, chính là chân đạp phong hỏa luân nhanh chóng nhanh rời đi. Tiểu bất điểm gật gật đầu, mang trên mặt sáng chói ý cười, vẫn như cũ đắm chìm tại trong vui sướng. Một lát sau, Lâm Dương trở về, trên tay kéo lấy một đầu ly hỏa ma ngưu bắp đùi cùng ác ma viên cánh tay, đến mức cái khác, tự nhiên là đã bị Lâm Dương trực tiếp nuốt chửng lấy tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn xem thêm ra đến có tới hơn 20 giọt hoàng dương bảo dịch, lâm dương trên mặt cũng lộ ra cùng tiểu bất điểm đồng dạng sáng chói dáng tươi cười. Hắn không chỉ thôn phệ ác ma viên cùng ly hỏa ma ngư, liền bốn phía chết tại toàn nghề trong tay hung thú thi thể, cũng đồng dạng bị hắn thôn phệ trống không. Hai tiểu hài tử đứng ở trên núi, cùng một chỗ cười to. Lâm Dương để thanh lân ưng bắt lấy toàn nghề thi thể, tiểu bất điểm thì là ông ly hỏa ma ngưu sừng cùng ác ma viên một cánh tay ngồi tại thanh lân ưng trên lưng. Sau đó, lâm dương chân đạp phong hỏa luân, trên tay kéo lấy một đầu ly hỏa ma ngưu bắp đùi cùng ác ma viên cánh tay, hướng phía thạch thôn phương hướng mà đi. Trên đường đi, thông suốt, lâm dương mang theo tiểu bất điểm, rất nhanh liền trở lại thạch thôn. Tộc trưởng Gia Gia, chúng ta về đến rồi. Đi tới thạch thôn trên không, tiểu bất điểm chính là nhịn không được la lớn hắn mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Là tiểu dương tử cùng tiểu bất điểm về đến rồi. Ông trời tơ bọn hắn thật đem toàn nghe thi thể mang về. Thạch thôn người một mực canh giữ ở cửa thôn, lo lắng chờ đợi tin tức của hai người. Tiểu dương tử, tiểu bất điểm, thật có hai người các ngươi, thế mà thật đem toàn nghe thi thể mang về. Thạch lâm hổ hưng phấn nhìn trước mắt toàn nghe thi thể, tại trên thi thể sờ tới sờ lui, giống như đây là một kiện chí bảo. Có cái này toan nghề bảo thể, lần này bọn nhỏ tẩy lễ không cần sâu. Một chút tộc lão cũng là không kìm được vui mừng. Thật tốt. Hai cái tiểu gia hỏa làm không tệ. Liền thạch vân phong trên mặt cũng là lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói tốt. Một đám người cực kỳ cao hứng, ngày đó bên trong thạch thôn tiệc tối rất phong phú, đủ loại thịt thú vật hoặc bị chưng nấu, hoặc bị nướng vàng ống ánh bóng loáng, hương khí tung bay khắp thôn khiến người thèm chảy nước miếng. Ban đêm, trong sân, Thạch Vân Phong đem Lâm Dương cùng Tiểu Bất Điểm gọi vào bên người. Hai người các ngươi thiên phú phi thường tốt, như thế còn nhỏ, Cốt Văn Tạo Nghệ liền đã rất kinh người, kể từ hôm nay ta cho ngươi biết như thế nào tiến một bước thuế biến. Như trước kia học khác biệt sao, Tiểu Bất Điểm mơ hồ hỏi. Cốt Văn là nhân tộc xem chủng tộc khác nguyên thủy ấn ký mà bắt chước cùng khai sáng thần bí phù văn, đây chỉ là thủ đoạn. Cuối cùng là muốn biến thành lực lượng của mình. Thạch Vân Phong nói. Tộc trưởng gia gia ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Tiểu bất điểm tò mò rất mạnh, lúc này mắt to sáng tỏ mà sạch trong vắt. Từng, khoảng thời gian này nắm chặt học tập. Sau đó ta trước giờ lấy toan nghe bảo thể, đỏ thẩm bảo sừng, ác ma viên cánh tay chân huyết vì ngươi tẩy lễ, không phải vậy loại đồ vật này thả lâu, chân huyết thần tính biết giảm bớt, không đợi được ngươi năm tuổi. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể kiên trì lại. Sau đó, tộc trưởng bắt đầu giảng giải, dựa theo hắn ý tứ, cốt văn liền như là cơ thể, lông tóc, chân chính cùng tự thân nước sữa hòa nhau, hóa thành thân thể một bộ phận mới xem như lực lượng của mình. Trên thực tế, sử dụng phù văn biết tổn hại tự thân tinh khí, giống như tiểu bất điểm vận dụng bảo thuật lúc, tiêu hao rất nhiều, liên tục đại chiến lời nói có thể sẽ thương với bản thân, huyết khí yếu bớt. Nghiêm chỉnh mà nói, học tập cốt văn, không được còn tốt, nếu là có thành tựu, lại ở vào nào đó một đặc thù giai đoạn, đều là vận dụng biết đối thân thể có thương tổn nghiêm trọng. Hai người các ngươi cốt văn tạo nghệ đã sâu, có thể học tập như thế nào cải biến tình hình này bản sự. Sơ kỳ, cốt văn muốn hao tổn tự thân tinh huyết đến thai ngán, để nó lớn mạnh. Nhưng chân chính thành hình, đồng thời lĩnh ngộ làm sâu sắc về sau, liền có thể thay đổi. Để phù văn hóa vào trong thân thể, trở thành ánh sáng trở thành thần hy từng cái phù văn như là từng cái vĩnh hằng thần lô ở vào mỗi một tấc máu thịt bên trong rèn luyện thiên địa tạo hóa dẫn thần tinh nhập thể từ đó hoàn toàn thay đổi nhục thân cùng tinh thần nhìn trước mắt hai cái thiên phú phi phàm hài tử thạch vân phong rất kiên nhẫn giảng giải mà lâm dương cùng tiểu bất điểm cũng nghe cực kỳ nghiêm túc trên thực tế đối với lão tộc trưởng nói tới lâm dương thông qua nguyên thủy chân giải sớm đã biết được mà lại chính mình đi tại trên con đường này lấy trạng thái của hắn bây giờ cho dù là lập tức tiến hành tẩy lễ cũng không là vấn đề điểm này tin lão tộc trưởng trong lòng cũng biết rõ hôm nay lời nói này chủ yếu là đối tiểu bất điểm nói cái này là tiểu bất điểm tiếp xuống một đoạn thời gian con đường hắn đã đánh tốt rồi căng cơ nội tình vững chắc kinh người phù văn sớm đã thành hình muốn làm loại chuyển biến này cũng không phải là rất tốn sức sau đó tại lâm dương phụ đạo phía dưới, vẹn vẹn mấy ngày ở giữa, tiểu bất điểm liền có phi phạm thành quả. Làm hắn lần nữa thi triển bảo thuật lúc, hắn mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, phù văn ẩn hiện, như là từng cái bảo lô tại liên tục không ngừng cung cấp tinh khí thần, để hắn cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái. Kết quả này nhìn Thạch Vân Phong trận mắt ngoát mồm, không phải không biết tiểu gia hỏa thiên tư kinh người, nhưng lại lại một lần nữa bị chấn động lúc này mới mấy ngày a, à, tiểu gia hỏa liền lấy được có tính đột phá thành quả, nếu là thường nhân tối thiểu nhất cần mấy năm, còn nếu là thiên tài cũng được mấy tháng. Ta dự tính ngươi cần hơn hai tháng thời gian, có thể chiếu theo trước mắt tốc độ đến xem, một tháng liền không sai biệt lắm, thậm chí hai mươi ngày là được. Tiểu bất điểm biểu hiện quá kinh diễm, để một đám tộc lão như là hai tử thoải mái cười to, mà thạch lâm hổ cùng thạch phi giao chờ thanh tráng niên cũng đều cười toe toét miệng rộng, lộ ra trăng trắng như tuyết, cười không ngừng. Có thể so với thái cổ hung thú con non A, à, tăng thêm tiểu dương tử, chúng ta thạch thôn tương lai có lẽ sẽ xuất hiện hai cái có thể đổ máu thái cổ chân hống, thuần huyết tỳ hưu chí tôn. Đây là trên trời đưa cho chúng ta thạch thôn hài tử, tự nhiên viễn siêu phàm tục. Một đám người cao hứng, ngày đó bên trong thạch thôn tiệc tối rất phong phú, đủ loại thịt thú vật hoặc bị bị chưng nấu, hoặc đồ nướng. Không nên quá đắc ý quên hình tại cái kia xa xôi đại địa phần cuối, có không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại tộc, tại cái kia phồn hoa mà thịnh vượng cương vực bên trong, khẳng định cũng có kỳ tại ngút trời. Tộc trưởng Thạch Vân Phong khuyên bảo. Đương nhiên, không cần nói là tán dương, vẫn là khuyên bảo lời nói, các đại nhân đều không có ngay trước hài tử mặt nói, sợ tiểu bất điểm chờ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Trong thời gian kế tiếp, tiểu bất điểm càng là tiến lên thần tốc, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều ống ánh tỏa ánh sáng, giống như là ngồi xếp bằng có cái này đến cái khác viễn cổ thần minh cái kia phù văn tại chuyển hóa gây dựng lại hoàn toàn thay đổi nó trạng thái thân thể thấy thế thạch vân phong phi thường kích động cùng cao hứng còn tiếp tục như vậy có lẽ không bao lâu liền sẽ thành công đến lúc đó liền có thể tiến hành tẩy lễ âm âm từng đạo từng đạo còn như thanh âm như sắm từ đại hoang chỗ sâu vang lên chỉ gặp đại hoang chỗ sâu chân trời mây lửa không tiêu tan vô cùng lượng lờ, một mảnh đỏ thẫm, giống như là nhiễm lên một tầng thần huyết. Lờ mờ ở giữa, có thể nhìn đến một đầu đỏ thẫm thần điểu cùng một đầu ngút trời cự thú đại chiến thân ảnh. Nhìn, đại hoang chỗ sâu thái cổ di chủng lại tại tranh đoạt sơn bảo. Thạch thôn người vây quanh ở cửa thôn, ánh mắt hướng phía đại hoang chỗ sâu nhìn lại. Thời buổi rối loạn, thật không biết đến cùng ra như thế nào sơn bảo, chúng tranh đoạt hai năm, chẳng lẽ còn không có kết quả sao? Tộc trưởng Thạch Vân Phong có chút ưu sầu nói. Cái này Sơn Bảo nhất định rất nghịch thiên. Thạch Lâm Hổ nói. Sơn Mạch phía trong cùng nhất có đủ loại cổ quái, Thạch Thôn tất cả mọi người không có thâm nhập vào đi qua, không biết đến tột cùng thai ngán như thế nào Sơn Bảo. Trong sân, Lâm Dương nhìn xem đại hoang chỗ sâu, trên mặt lộ ra một tia chiến ý, nhưng do dự một chút vẫn lắc đầu một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Tạm thời còn vô pháp cùng cái kia bốn đầu kinh khủng hung thú đối chiến. Sau đó một đoạn thời gian, trong núi rừng thỉnh thoảng sẽ phát sinh hung thú đại chiến, trang diện cực kỳ rung động. Nhưng tốt tại không có gần sống đến thạch thôn, thôn nhân sinh hoạt duy trì yên lặng. Nhưng mà, càng thêm xa xôi địa vực lại không yên tĩnh. Đây là một mảnh màu mỡ nơi, có trống trải bình nguyên, cũng có tú lệ đỉnh núi cùng dòng sông. Lân mã như sóng biển, liên miên liên miên chạy băng băng kia là một đội lại một đội thiết kỵ, tung hoành thiên hạ, khôi giáp sáng ngời, sát khí ngút trời, chính tại diễn võ. Trên đường chân trời, nơi đó có mênh mông bát ngát công trình kiến trúc, liên miên không dứt, đây là một cái dân cư chân có mấy trăm vạn đại bộ lạc, một mực ở trên vùng đất này trường thịnh không suy. Tộc này cường giả như rừng, truyền thừa từ cổ đến bây giờ từ đầu đến cuối bất diệt, trong tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện mấy cái kỳ tài, bảo đảm bọn hắn cường đại cùng hưng thịnh khu kiến trúc ở giữa có một đỉnh lều lớn màu vàng, một đầu lân mã vọt tới, từ bên trên vọt lên một cường giả, rơi trên mặt đất, lớn tiếng bẩm báo, nói. Tộc chủ, phía nam có động tỉnh, hư hư thực thực có kinh thế sơn bảo xuất thế. Hai năm trước chẳng phải ra sao, như thế nào bây giờ còn có một vị lão giả âm thanh truyền ra. Chẳng biết tại sao, chí cường sinh vật còn đang chém giết lẫn nhau. Nói như vậy, có khó lường thánh vật đào được một mực không có bị những thái cổ di chủng đó lấy được dẫn động thập phương gió mây màu vàng trong đại trướng đi ra một cái lão giả khôi ngô cao lớn con mắt có thể toát ra từng sợi màu vàng tia chớp cực kỳ kinh khủng tộc chủ chúng ta muốn hay không đi tộc nhân ta miệng mặc dù không đạt đến ngàn vạn thế nhưng thực lực tuyệt không kém gì người khác có mấy vị cường giả đi tới từng cái đều khí tức bức nhân như hung thú chuyển thế ngô không nên mạo hiểm mang lên mấy tiểu tử kia đi một chuyến đi thấy chút việc đời không có mệnh lệnh của ta không được xuất thủ lão giả nhắc nhở nói trong con người ánh sáng vàng khiếp người đỉnh điểm phải phương xa một mảnh khác đại địa một cái lớn hồ nước lớn xanh lam như biển cảnh sắc tú lệ hòn đảo một tòa lại một tòa chi chít khắp nơi sóng nước cuồn cuộn mấy đứa bé cưỡi lấy một đầu dao nhảy lên nước chảy mặt mây mù lăn lộn lần phiến chiếu sáng rạng rỡ, vọt lên trời cao. Bên trên hòn đảo, cung điện hùng vĩ phía trước, một đám đại nhân yêu chiều nhìn lấy bọn hắn. Đừng làm rộn, một lúc mang các ngươi đi thật xa, đi mở mang kiến thức một chút ngoại giới kỳ tài. Thôi đi, đều là tầm thường, lần trước còn nói là cái gì thiên tài ghê gớm đâu, còn không phải bị chúng ta đánh bại, nếu không phải hắn cưỡi hỏa kỳ chạy đến hỏa diễm động bên trong, không phải bắt trở lại không thể một thiếu niên phản bác lại một mảnh núi sông cũng rất xa xôi đây là một chỗ vương hầu lãnh địa địa vực vô biên miệng người chân có mấy ngàn vạn cự thành một tòa lại một tòa ngựa xe như nước người đến người đi cực kỳ phồn hoa cực lớn vương đô bao la hùng vĩ mà trang nghiêm tường thành là lấy kim cương nham thạch xây thành vô cùng hùng vĩ như một đạo dãy núi màu đen vắt ngang ở trên đường chân trời khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp hoàng cung rộng rãi, như một phiến thiên cung giáng lâm ở nhân gian, cao lớn mà nguy nga, nội bộ thì là vàng sông lộng lẫy, đường cột chạm trổ, nói không hết xa hoa cùng giàu sang. Thái cổ di chủng tranh đấu hai năm, còn chưa từng rút đi màu bạc to lớn bảo điện bên trong, cái kia cao cao tại thượng chí tôn bảo tọa bên trên, một cái yên lặng mà thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hắn thấy không rõ chân dung, cả người như là một cái màu tím mặt trời, nơi đó ánh sáng cực thịnh, đem cả người hắn đều bao phủ ở trong. Đây là hắn sinh cơ, vô cùng kinh khủng, tự nhiên tràn ra, như là một cái lò lửa lớn, lại giống là một tôn ánh sáng tím chói mắt thần linh, khiến người không dám đến gần, chỉ có thể ngước nhìn. Trên đại điện, gã cường giả kia quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, lễ bái ở nơi đó, nói. Đúng vậy, duy trì liên tục hai năm, hư hư thực thực là kinh thế thần vật đào được. Màu bạc bảo điện bên trong, còn có một chút người, Hàng có chỗ ngồi, nó bên trong một cái người trẻ tuổi đứng dậy, nói: Nghĩ không ra a, à, cái kia phiến mang hoang đất hoang, là dựng dục ra để chí cường thái cổ di chủng đều liều mình tranh đoạt sơn bảo, có ý tứ. Phụ vương, ta đề nghị, lập tức phái trước người đi, tỉnh chờ cơ hội, cũng có thể có chỗ thu hoạch. Đi tìm người thúc tổ, để hắn mang lên các ngươi, còn có mấy tên tiểu tử kia, đều cùng đi kiến thức một phen. Thế nhưng không có mệnh lệnh của ta người nào đều không được xuất thủ, nếu không giết không tha. Thanh âm uy nghiêm từ chí tôn bảo tọa bên trên truyền đến, viên kia màu tím mặt trời rung rung một hồi, khí tức khủng bố tràn ngập, toàn bộ đại điện đều đang lay động. Một mảnh khác trên mặt đất, đồng dạng thành khuết rất nhiều, miệng người cũng chân có mấy ngàn vạn, đây là một cái khác vương hầu lãnh địa, to lớn mà cực lớn trong vương cung, tiếng sấm ầm ầm vang lên, chấn rất nhiều áo giáp binh vệ run rẩy, cơ hồ muốn té quỵ dưới đất kia là một cái tiếng người nói chuyện vô cùng kinh khủng chấn động liên miên cung điện như trên chín tầng trời sấm sét ở đây nổ vang tử sơn hầu động phái ra hắn dòng dõi vâng không mang lên ngươi mấy cái đệ đệ cũng đi chỉ cần nhìn thấy tử sơn hầu nhà mấy cái thiên tài liền đánh cho ta tiếng sấm truyền đến bảo điện bên trong có từng đạo tia chớp màu đen xen lẫn bao quanh một cái mơ hồ mà uy nghiêm bóng người nơi đó trở thành lôi đình biển cả phải phương xa lại một mảnh sông núi ở giữa, nơi này núi lớn mười phần hùng vĩ, cao vút trong mây, trên đỉnh núi một mảnh bao phủ trong làng áo bạc, tích lấy dày tuyết trắng thật dày, nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng, nơi này lại có xây một tòa cự thành, tọa lạc ở trung ương trên núi lớn, nhìn xuống bát hoang vạn vật. Nhân khẩu nơi đây không phải rất nhiều, vì một cái cổ xưa ẩn thế gia tộc, nhưng nó truyền thừa lại đáng sợ kinh người, tại thường cổ niên đại từng quân lâm qua phiến đại địa này cái kia phiến cằn cổi rừng hoang vậy mà xuất hiện thánh vật thật sự là không thể tưởng tượng nổi một cái lão giả nói duy trì liên tục hai năm a thái cổ di chủng còn không có rời đi đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu muốn biết rõ ràng đến cùng là cái gì bất quá nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều trước người hướng tử sơn hầu cùng lôi hầu đôi này đối thủ cũ khẳng định biết để hậu nhân của bọn họ quyết đấu đem chúng ta trong tộc mấy cái tiểu thiên tài cũng mang lên đi thấy chút việc đời gia dạ, gia, dạ, chúng ta đều muốn đi. Mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương đạp tuyết mà đến, từng cái mỹ lệ như là tiểu tinh linh, con mắt linh động, gương mặt xinh đẹp trắng muốt trong suốt, đèn bóng mái tóc bay múa, đằng sau còn đi theo hai người thiếu niên. Đi thôi, đến lúc đó mở mang kiến thức một chút phía ngoài những thiên tài kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một vị lão nhân cười nói. Phiến đại địa này rất không bình tĩnh, đại hoang chỗ sâu sao động truyền đến phương xa, gây nên không ít siêu cấp đại tộc chú ý. Ngoài giới rung chuyển không có ảnh hưởng chút nào thạch thôn, vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này đến, tiểu bất điểm tiến lên thần tốc, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều ống ánh tỏa ánh sáng, giống như là ngồi xếp bằng có cái này đến cái khác viễn cổ thần minh, cái kia phù văn tại chuyển hóa, gây dựng lại, hoàn toàn thay đổi nó trạng thái thân thể. Tiểu bất điểm vẹn vẹn dùng nửa tháng liền hoàn thành tu hành, đem cốt văn dung nhập trong máu thịt, toàn thân trong suốt, toàn thân không bẩn, vận dụng bảo thuật lúc lại không còn hao tổn bản thân, mà là bắt đầu rèn luyện thiên địa tạo hóa, dẫn thần tinh nhập thể, khiến cho thân nhẹ thể cường, tinh thần sung mãn. Tốt rồi, có thể chuẩn bị tẩy lễ. Thạch Vân Phong tại tiểu bất điểm trên thân dò xét chỉ chốc lát, cười to nói. Một ngày này, người trong thôn đều rất cao hứng cùng vui sướng bởi vì có một việc lớn muốn phát sinh tộc trưởng thạch vân phong quyết định muốn dùng toan nghê bảo thể ly hỏa ngưu ma bảo sừng ác ma viên cánh tay vì lâm dương cùng tiểu bất điểm tiến hành tẩy lễ đem hai người bọn họ cùng thái cổ di chủng chân huyết cùng với bảo cốt chờ phong tại trong đỉnh tiến hành nấu luyện mà những hài tử khác tự nhiên cũng không biết rơi xuống toan nghê bảo thể lớn như vậy tình huyết đầy đủ dồi dào tất cả oa tử đều biết nên đón một lần khó được tạo hóa lớn tộc trưởng biểu tình nghiêm túc hỏi hai tử ngươi chuẩn bị xong chưa nên năm tuổi lúc mới có thể tiến hành tẩy lễ hiện tại trước giờ ngươi tuổi quá tuổi nhỏ ta sợ ngươi không chịu nổi tộc trưởng gia gia ta không sợ nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng vậy được rồi ta để người đi nhất hoàng kim toan nghê ly hỏa bảo sừng ác ma viên vương cánh tay ngay tại hôm nay tiến hành đi thạch vân phong trịnh trọng làm quyết định tộc trưởng gia gia nếu như tẩy lễ thành công, thực lực của ta biết tin tiếng sau, tiểu bất điểm chớp mắt to, tò mò hỏi. Sẽ có ngạc nhiên, sẽ không thua những cái kia trong đại tộc thiên tài, thật muốn cùng bọn họ đối lên, cho dù ngươi tuổi nhỏ, ta nghĩ cũng sẽ có bất phàm biểu hiện. Lão tộc trưởng nghiêm túc nói. Sau đó, người thạch thôn đã đem những cái kia bảo huyết bảo dược đặt ở cái kia tổ truyền đen trong đỉnh chế biến. Chế biến bảo dược vật liệu đều là phi thường trân quý, cho nên mấy thứ này, thạch thôn căn bản luyến tiếc lãng phí. Chỉ chốc lát sau, cái kia tổ truyền đỉnh đen bên trong truyền đến từng trận dị hương. Đám người nghe cổ này dị hương, trong lòng lập tức trở nên kích động. Tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, tự mình đứng ở đỉnh trước đem một cốc lại một cốc cổ dược ném vào, đều là bên trên năm bảo bối, trong coi đại hoang, dược thảo cũng không thiếu. Thời gian không dài, nước sôi bên trong liền truyền đến đủ loại mùi thuốc, thấm vào ruột gan, nước biến sắc từng đạo từng đạo mờ mịt khí thể bốc hơi dựng lên, đem toàn bộ đại đỉnh đều bao phủ tại trong sương mù. Từng đạo từng đạo ánh sáng tận trời, giống như thần linh ẩn hiện. Những thuốc kia hương khí tức ở thời điểm này, càng thêm nồng đậm. Không lâu sau đó, đỉnh đen nắp đỉnh sốc lên, một gốc lại một gốc dược thảo bị ném vào trong đỉnh. Mỗi một gốc dược thảo, ở trong đỉnh đều lại phát ra nồng đậm mùi thuốc. Thạch Vân Phong thần sắc nghiêm túc đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đỉnh đen bên trong, dược thảo đang từ từ biến mất. Thạch Vân Phong nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được trong đỉnh dược hiệu biến hóa. Sau một nén nhang, Thạch Vân Phong mở hai mắt ra, khóe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Tốt rồi, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Tiểu bất điểm, tiểu dương tử, hai người các ngươi tiến nhanh vào trong đỉnh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Tắm thuốc tẩy lễ Học tập toàn nghề bảo thuật. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tốt. Lâm Dương cùng tiểu bất điểm lớn tiếng đáp. Liệt hỏa nấu đại dược, thế lửa rất mạnh, hương khí nồng đậm, trong đỉnh trở thành màu vàng nhạt tương dịch, thỉnh thoảng truyền ra trận trận thái cổ di chủng tiếng gào thét, chấn động tâm hồn. Mơ hồ trong đó, có thể gặp đến một đầu màu vàng toan nghe hiện ra, khủng bố ngút trời, nuốt nhã ra nhật nguyệt, để ngôi sao đều đang run sợ những thuốc kia nước bên trong có một đoàn chất lỏng màu vàng cái kia chất lỏng màu vàng ống chính là trong truyền thuyết thái cổ di chủng tinh hoa có được cực mạnh bổ dưỡng công hiệu có thể trợ giúp tu giả đem thân thể rèn luyện đến một cái cao độ toàn mới cái kia nắp đỉnh phía trên cũng xuất hiện cái này đến cái khác phù văn phù văn dày đặc đang dệt ra từng trương lưới lớn bao phủ toàn bộ đại đỉnh bao phủ cả tòa đỉnh đồng thau âm âm tiểu bất điểm cùng lâm dương, cùng một chỗ nhảy vào cái kia tổ truyền đen trong đỉnh. Chiếc đỉnh lớn màu đen chấn động, tán phát ra trận trận bảo quang, lâm dương cùng tiểu bất điểm bị nhốt ở bên trong hơn một canh giờ, nắp đỉnh thỉnh thoảng bị chấn khai, màu vàng tương dịch tóe lên, mùi thơm nồng nặc để người mê say. Mơ hồ trong đó, một cái màu vàng toan nghe muốn xông ra đến, không ngừng gào thét, loại kia âm thanh chân thật như vậy, kinh hải thạch thôn đám người từng trận tê cả da đầu nó không là rất lớn, chỉ có dài hơn một thước, đang dùng lực đụng nắp đỉnh, toàn thân vàng ống ánh, hào quang rực rỡ chói mắt, còn thỉnh thoảng hướng về phía lâm dương cùng tiểu bất điểm gào thét. Nắp đỉnh rung rẩy dữ dội, nhìn người kinh hồn bạc vía, thôn nhân mấy lần nghĩ lên trước đem nó đậy chặt, nhưng đều bị lão tộc trưởng ngăn cản, đây là trong đỉnh dược hồn, là chỗ tinh hoa, chính là muốn như thế nấu luyện, không cho quấy nhiễu. Hương khí càng ngày càng đậm, đỉnh đen nặng nề, không ngừng có thần sáng chói vẫy xuống, từ nắp đỉnh khe hở bên trong sông ra, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm ở bên trong chìm chìm nổi nổi, nhắm hai mắt, tiếp được cột rửa. Công! Công! Dài một thước màu vàng toan nghe dãy dụ càng phát ra kịch liệt, toàn thân bốc cháy, giống như là một cái thần linh, sông trái sông phải, va chạm đỉnh đen. Tiểu bất điểm dáng vẽ trang nghiêm, không nhúc nhích, huyết nhục đang phát sáng, hắn đắm chìm tại một loại kỳ dị hoàn cảnh không quan tâm, giống như là cùng ngoại giới ngăn cách, rèn luyện những cái kia bao khỏa chính mình thần tính ánh sáng chói lọi. Luyện phù văn tại trong máu thịt, nấu chảy thành ánh sáng, hóa thành thần hy, mỗi một giọt máu đều là một cái phù văn, đều vì một cái vĩnh hằng thần lô, phát ra ánh sáng vô lượng, tẩm bổ bản thân. Hắn toàn thân dân lên ánh sáng thần thánh, điểm sáng một hạt lại một hạt, lít nha lít nhít, giống như là có vô số thần minh tại năm sướng, tại tụng kinh, đang phát sáng chiếu rọi thanh thiên. Cái kia màu vàng toan nghe xông lại, bị vô số điểm sáng chỉ dẫn, hóa thành một sợi lại một sợi ánh sáng chói lọi, bị cái kia một hạt lại một hạt điểm sáng tịnh hóa, dung luyện tự thân bên trong. Chính một ngày một dịch, màu vàng tương chấp đều đang sôi trào, chưa từng khô cạn, tiểu bất điểm ở bên trong chìm chìm nổi nổi, toàn thân đỏ thẫm, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Màu vàng chất lỏng không ngừng từ lỗ chân lông tiến vào nó trong cơ thể, sau đó lại mang ra một chút đục vật, lặp đi lặp lại tẩy lễ không nhúc nhích dẫn màu vàng tương dịch tẩy lễ nhục thân từ ngoài vào trong toàn thân phát sáng mặc dù kịch liệt đau nhức nhưng lại cảm giác tinh thần càng phát ra đầy đặn thần tính ánh sáng chói lọi bá đạo xung kích mà qua để nó tạng phủ gần như vỡ ra thế nhưng cuối cùng cũng đều tẩm bổ tốt rồi có một loại sáng bóng trong suốt đến mức xương cốt gần như đứt đoạn cuối cùng cũng đều được chữa trị càng thêm ngưng thực trắng muốt mà sáng chói mà lại, không chỉ nhục thân lấy được tẩy lễ, thần tính lực lượng cũng tẩm bổ tinh thần. Rồng rã một ngày một đêm, tiểu bất điểm kinh lịch một lần khó có thể tưởng tượng thuế biến. Khi sáng sớm tiến đến lúc, Lâm Dương đột nhiên mở mắt, hô. Tộc trưởng Gia Gia, chất lỏng nhanh khô. Xong rồi. Thạch Vân Phong mừng rỡ, để người mở nắp đỉnh ra, chỉ gặp tiểu bất điểm toàn thân sáng long lanh, lỗ chân long dân lên ánh sáng chói lọi, thôn nhân đều kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết, tiểu bất điểm lấy được lợi ích to lớn. Thạch Vân Phong một hồi do dự, cuối cùng cắn răng nói: "Đem ly Hỏa Ngưu Ma đỏ thẩm bảo sừng còn có ác ma viên cánh tay chuẩn bị kỹ càng, lấy máu, Thạch Lâm hổ đem đỏ thẩm như ánh sáng bảo sừng ẩn chứa thái cổ chân huyết dẫn ra tới, lại đem cái kia tay vượng bên trong chất lỏng màu đen thả ra, rót vào trong đỉnh." Mu. Trong chốc lát, mãng ngưu hống âm liền chấn đầu người da tóc nhanh cơ hồ muốn ngã trên mặt đất. Rống. Tiếp lấy lại là một tiếng ác ma thét dài, một đầu ma viên ở trong đỉnh chợt hiện, cùng đỏ thẩm ly hỏa trâu cùng một chỗ nổi giận, va chạm đại đỉnh. Sau đó, viên kia màu vàng chí bảo trái tim, cũng lần nữa dựng lên một đầu toan nghê, ánh sáng vàng vạn đạo, cùng chúng cùng một chỗ xung kích. Đắp lên nắp đỉnh. Lão tộc trưởng ra lệnh. Lần này càng thêm kịch liệt, ba loại chân huyết hỗn hợp lại cùng nhau, đỏ thẩm ly hỏa ngưu ma màu vàng toan nghê màu đen ác ma viên đều là thái cổ di chủng mãnh liệt dẫy dù cùng va chạm muốn đem cái đỉnh này vỡ vụn trên vách đỉnh thường cổ tiên dân lần nữa hiện ra tế tự âm vang lên vô số tiếng tụng kinh liên tiếp trấn áp ba đầu thái cổ di chủng trong cơ thể điểm sáng vô tận xương cốt cùng tạng phủ rung động như một khúc len ken thần âm tỏa ra bảo huy cùng chiếc đỉnh lớn màu đen cộng minh người cung đỉnh đều rất sáng chói, phát ra đủ loại phù văn cùng đạo âm, nơi này trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạng ngời ngời. Quá trình này duy trì liên tục hai ngày hai đêm, cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Rất nhanh, cái kia bảo dược, toàn bộ bị hấp thu. Trong đỉnh, Lâm Dương mở mắt, vô tận thần hy lưu chuyển. Nháy mắt, hắn bay ra ngoài. Lâm Dương trên thân, có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lóe lên vù vù. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp lâm dương trên thân, vậy mà xuất hiện cái này đến cái khác nho nhỏ phù văn, phù văn lấp lóe, xen lẫn thành cái này đến cái khác ký hiệu, chuyển vào lâm dương trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, lâm dương trong cơ thể phù văn không ngừng tăng cường. Âm âm. Cuối cùng, lâm dương trên người phù văn, đạt tới cực hạn, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Trong tích tắc, lâm dương toàn thân chấn động, trên người ánh sáng vàng phóng lên tận trời hóa thành một cơn gió lớn càng quét tứ phương nhấc lên đầy trời bụi bặm lúc này chỉ gặp thạch vân phong nhìn xem lâm dương mừng rỡ trong lòng xem ra lần này tẩy lễ để tiểu dương tử thực lực tăng nhiều lâm dương nhảy ra về sau tiểu bất điểm cũng là nhảy lên hai mươi mấy mét cao xông lên trời dáng dáng hắn không ngừng xoa cái mông toàn thân đen nhánh chỉ có một đôi mắt to đảo qua đảo lại vô cùng linh động, còn lại các nơi theo bôi thang, giống như là một cái bì hầu tử. Sau đó, tại tộc trưởng Thạch Vân Phong yêu cầu phía dưới, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm lại khoe khoang một phen lực lượng của mình, đem người trong thôn khiếp sợ trận mắt ngoát mông. Bọn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, nếu là không cho thuốc săn giết một đầu chân chính thái cổ hung thú chân hống, cũng chính là thượng cổ tiên dân tế bái một loại thần minh, liền có lỗi với ta. Thạch Lâm hổ lấy lại tinh thần hét lớn tẩy lễ về sau tiểu bất điểm hai tay nhoáng một cái, chính là mười ngàn cân thần lực, đây chỉ là một hài tử, không đủ 4 tuổi, người thạch thôn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cả đám đều ngẩn người, há to miệng. Đến mức lâm dương, thì là căn bản không thử ra, từ lần trước thôn vệ ác ma viên cùng ly hỏa ma ngư thi thể về sau, hắn liền lực lượng đại tăng, lần này tắm thuốc tẩy lễ về sau, tự nhiên là nâng cao một bước. Hắn hôm nay, trong cơ thể đã thức tỉnh ra 230 khỏa voi lớn hạt giống. Toàn lực thôi động, có thể phát huy ra 20 triệu nhiều cân cự lực, quả thực là khủng bố như vậy. Một đám người quái khiếu, xông về phía trước, đem tiểu bất điểm cùng lâm dương dơ lên, sau đó trên dưới cùng bóp, cái này thật không phải là hình người thái cổ di chủng sao. Tộc nhân đều rất cao hứng, có như thế hai cái oa tử, chỉ cần lớn lên, khẳng định biết uy chấn tứ phương, bảo vệ phiến địa vực này, để thạch thôn cường thịnh đến cực hạn. Tiểu bất điểm, tiểu dương tử, ngươi mặc dù tẩy lễ thành công, lực lượng tăng vọt, thế nhưng nhất định không thể kiêu ngạo, cần biết thiên địa này ở giữa cường giả rất nhiều, lại đều cực kỳ khủng bố. Lão tộc trưởng nghiêm túc khuyên bảo. Tộc trưởng Gia Gia, ta biết. Lâm Dương cùng tiểu bất điểm nghiêm túc gật đầu. Thạch Vân Phong vẫn là có chút không yên lòng, có ý gõ, nói. Truyền thuyết, thời kỳ Thái Cổ, có thần viên không tế ra tự thân chí cường bảo thuật, bằng vào lực lượng của thân thể, sử dụng một cái côn sắt liền có 108.000 cân nặng. Một đám trẻ con hóa đá, một đám đại nhân càng là khiếp sợ liếu lưỡi, cái này quá khủng bố, động dụng binh khí cùng đơn thuần dơ lên trọng khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cái kia đến có sức mạnh lớn đến mức nào. Lâm Dương nghe vậy, thì là khinh thường nhếch miệng, chỉ là 108.000 cân, rất lợi hại phải không? Lâm Dương tâm thần chìm vào trong cơ thể, phát hiện nhục thân của mình vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể tạng phủ ống ánh, xương cốt trong suốt, toàn bộ bị tẩy lễ một lần, phù văn lấp lóe, cùng huyết nhục hợp nhất, biến thành thần hy, không phân khác biệt. Tại nó mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều có một điểm sáng, như là thần linh, kia là thần tính phù văn thể hiện, biết liên tục không ngừng chắc lọc thiên địa tạo hóa, dẫn vào trong cơ thể. Lần này tắm thuốc tẩy lễ phi thường thành công, người trong thôn đều vô cùng hưng phấn, đêm đó tổ chức đóng lửa tiệc tối, tất cả nhà tất cả nhà ăn thịt uống rượu, chúc mừng không thôi. Ban đêm, Thạch Vân Phong tìm tới Lâm Dương cùng tiểu bất điểm, giao cho hai người cùng nhau màu vàng bảo cốt. Khối này bảo cốt xuất hiện có một cái ký hiệu, phiền phức ảo diệu, chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng biến ảo, giống như là trên trời vô tận ngôi sao đang di động. Hai tử, lần này chúng ta rất may mắn, toàn nghề nguyên thủy bảo cốt thế mà bảo tồn lại. Thạch Vân Phong trong giọng nói mang theo hưng phấn, kích động thân thể run rẩy. Toàn nghề trước khi chết tự hủy, toàn thân rạn nứt, dựa theo thôn nhân phỏng đoán, nó hủy đi chính mình nguyên thủy phù văn. Phàm là thái cổ di chủng trước khi chết đều biết tìm kiếm nghĩ cách ma diệt chủng tộc truyền thừa xuống ấn ký, tránh rơi vào hắn tộc trong tay, không thể sai sót. Đây cũng là nguyên thủy hung cốt khi hữu trân quý, Bảo thuật giá trị vô lượng nguyên nhân vị trí chân chính đại tộc bình thường cũng chỉ có một loại cực mạnh bảo thuật, tiến hành mấy loại nhỏ yếu thần thông hỗ trợ, cũng liền đến bên cạnh. Thạch Vân Phong tuyệt đối không ngờ rằng, lần này xuất hiện ngoài ý muốn, thái cổ dị chủng toan nghe lại bởi vì cùng ly hỏa ngưu ma, ác ma viên vương kịch chiến, cuối cùng lại không thể hủy đi khối kia có in dấu ấn ký bảo cốt. Trời thương tộc ta, lại nhiều hơn một loại cực kỳ cường đại bảo thuật, can hệ trọng đại, các ngươi còn tốt lĩnh hội, nhất định muốn giữ vững bí mật. Thạch Vân Phong lời nói thấm thía. Nghe vậy, Lâm Dương cùng tiểu bất điểm trịnh trọng gật gật đầu, đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem Thạch Vân Phong trong tay màu vàng bảo cốt. Toàn nghe bảo thuật A, à, Lâm Dương thế nhưng là thèm rất lâu. Sau đó, tiểu bất điểm cùng Lâm Dương nằm lì ở trên giường, cẩn thận nghiên cứu khối này nguyên thủy bảo cốt. Đinh, phát hiện không trọn vẹn toan nghe bảo thuật, phải chăng học tập làm lâm dương lĩnh hội sông bảo cốt bên trên phù văn thần bí về sau, trong đầu lập tức truyền đến hệ thống âm thanh. Học tập Lâm dương không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời hệ thống. Sau đó, một cổ huyền ảo cảm ngộ tràn vào lâm dương trong ốc. Sau một lát, lâm dương đã trải qua sơ bộ nắm giữ toan nghe bảo thuật. Hôm sau, trong một chỗ núi rừng, lâm dương lặng lặng chuyển ngồi tại trên một tảng đá lớn. Một lát sau, lòng bàn tay của hắn phù văn màu vàng lấp lóe, sáng chói vô cùng, chợt lít nha lít nhít màu vàng lôi đình từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra hiện ra. Tâm niệm vừa động, một đạo to lớn màu vàng lôi đình từ lâm dương lòng bàn tay bắn ra, hướng phía một viên to lớn vô cùng cổ mộc đánh tới. Suy. Sau một khắc, cực lớn cổ mộc trực tiếp bị màu vàng lôi đình chém đứt, toàn thân cháy đen. Không hổ là toan nghe bảo thuật, chính là bất phàm nhìn trong tay mình lấp lóe lôi đình, Lâm Dương rất hưng phấn. Từ nay về sau, hắn liền có một môn cường đại công kích từ xa bảo thuật. Toan nghe bảo thuật chính là lôi đạo bảo thuật, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Ngoại giới người tới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thạch thôn bên trong, Lâm Dương trong tay bừng lấy nguyên thủy chân giải, trong sân cẩn thận lĩnh hội theo hắn đối nguyên thủy chân giải lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, Lâm Dương phát hiện, chính mình thi triển đủ loại bảo thuật thời điểm càng phát thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Tiểu bất điểm mặc dù đi qua tắm thuốc tẩy lễ, nhưng cuối cùng chỉ có bốn tuổi, chơi lòng tham nặng, vẫn là cùng thường ngày, truy tước đuổi chó. Lúc này, tiểu bất điểm chính len lén trốn ở sân nhỏ một góc nấu chín sữa thú, một đôi sáng tỏ mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sân, tự hồ sợ bị người phát hiện nồng đậm mùi sữa phất phới trong sân, để Lâm Dương nhịn không được cũng có chút thèm. Từ khi Lâm Dương đem lão tộc trưởng trong cơ thể ám thương chữa khỏi về sau, lần này hắn lại phục dụng không ít toan nghe chân huyết, cảm thấy mình gần đột phá, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Bởi vậy, tiểu bất điểm muốn phải uống sữa thú, chỉ có thể tự mình động thủ. Tiểu bất điểm, phân ta một chén. Lâm Dương đi hướng tiểu bất điểm, cười hì hì nói vậy ngươi có thế tuyệt đối đừng nói ra tiểu bất điểm rất sảng khoái đồng ý sau đó như làm tặc nhìn thoáng qua bên ngoài tốt lâm dương gật gật đầu trong lòng buồn cười cái này sữa thú bé con đoán chừng đời này đều gãy không được sửa lúc này một đội cưỡi màu bạc độc giác mã đội ngũ chậm rãi đi tới thạch thôn bên ngoài những người này có đứng tại cực lớn xương thú bên trên kề sát đất phi hành vương hậu con cháu còn có ngồi tại giao thân bên trên hoành không mà đến nhân vật cường thế. a à, gia gia, mau nhìn, cái thôn này tế linh thật kỳ quái, như thế nào là một gốc bị sét đánh tiêu già liễu một đâu, chỉ còn lại có một đầu cành non. Một cái tuyết vũ dài đến 5-6 mét, lưu động trắng loạn ánh sáng chói lọi, phi thường thánh khiết, mặt trên đứng đấy một cái lão nhân, cùng với hai người thiếu niên, còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, mỹ lệ theo tinh linh, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Thật cổ quái tế linh, đều như vậy còn không chết, chỉ còn lại có một đầu chồi non, nhất định khó lường, xét đánh sau đó dựng dục ra chí cường tân sinh lực lượng, nhất định là hiếm thấy chí bảo, ai cũng chớ dành với ta, đầu này cành liễu là ta. Trong đội ngũ, một cái năm sáu tuổi hài tử cách mặt đất còn có cao mười mấy mét, liền từ cự dao bên trên nhảy xuống tới. Cái này là cái gì thôn, tại sao sẽ là như vậy một cái tế linh? Bộ tộc khác đội ngũ bên trong, một thiếu niên giật mình nhìn chầm chầm cháy đen cây liễu già, có gì đó quái lạ. Tao ngộ đại kiếp, tại bên trong hủy diệt tân sinh, vẹn vẹn có một đầu chồi non nhất định là chí bảo. Lại có người mở miệng, mấy người các ngươi đều muốn cùng ta tranh sao? Cứ việc thử một chút nhìn, nhìn một chút ai mới là đệ nhất thiên tài. Từ giao bên trên nhảy xuống hai tử cười lạnh nói, tốt, vậy liền tỷ thí một trận, lần này muốn bắt bảo bối đến cược không phải có thể thoát thai hoán cốt trân huyết đừng lấy ra. Lúc này, một đám đại nhân cũng đều ngừng lại, trong mắt hiện kỳ quan, nhìn chầm chầm cây liễu già, bọn hắn cũng không phản đối hài tử tranh đấu, ngược lại muốn lấy ra bảo huyết cổ vũ. Chiến đi, nhìn một chút trong các ngươi ai mới là thiên kiêu, 20 năm sau tại đây phiến cương vực bên trong đến tột cùng cuộc đời thăng trầm. Nhưng không nên động trip liền muốn giết người ta tế linh. Một số đại nhân mở miệng, Bọn hắn đều là danh chấn phiến đại địa này cường giả khủng bố. Từ giao bên trên nhảy xuống hài tử đến từ La phù đầm lầy, tên là Giao Bằng, người tuy nhỏ nhưng lại rất lăng lệ cùng cường thế, cười lạnh nói: "Cái này cành liễu ta muốn định, không phục các ngươi cứ việc tới thử xem xem thử." Tử Sơn Hầu một vị ấu tử rất xinh đẹp, hắn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng, nói: "Giao Bằng, ngươi không nên quá cuồng vọng." Hắn tên Tử Sơn Côn cùng giao bằng bắt đầu vừa thấy mặt liền rất không hợp nhau, lại thêm hai tộc cũng không hòa thuận, cho nên một mực đối chọi gây gắt. Hừ, như thế nào, ngươi không phục, cái kia có gan chúng ta liền chiến một trận. Giao bằng khẩu khí phi thường sông, trong mắt bắn lãnh điện, thật theo một cái thái cổ kim bằng con non lăng lệ. Lăng tăng cái gì, tất cả yên lặng cho ta điểm. Một bên khác, một cái hơi lớn hài tử trong mắt hiện tia điện, trên đầu có khói đen mờ mịt lạnh lùng quét tới. Hắn cũng tới từ một chỗ vương hầu lãnh địa, vì lôi hầu ấu tử, tên là lôi minh viễn, nguyên bản muốn đối phó tử sơn hầu thương yêu nhất dòng dõi tử sơn côn, nhưng là thấy đến giao bằng phi vẫy ương ngạnh, làm hắn rất nổi nóng. Giao bằng cùng tử sơn côn nghe vậy, đồng thời đứng lông mày, đều là thiên tài, ngày thường bay lên tự tin, bọn hắn từ trước tới giờ không biết hướng người nào cúi đầu. Lôi minh viễn ngươi muốn chết sao? giao bằng tuổi tác không lớn, khí thế mười phần, một bước hướng về phía trước phóng ra, đại địa bịch một tiếng tiếng vang, như một đầu quái vật khổng lồ đang động. Ngậm miệng. Tử Sơn Côn cũng rất trực tiếp quát lên, bọn hắn cùng lôi tộc có mối hận cũ, gặp mặt lúc trước đến giờ liền không có hòa thuận qua, những năm gần đây tuy có hòa hoãn, thế nhưng vẫn như cũ ám chiến không ngừng. Đánh một trận phân cái thắng thua. Lôi Minh viễn quát lên, hắn phóng người lên, nhảy lên chính là hai mươi mấy mét, bay ngang qua bầu trời, phía trước chân về sau, một trưởng vỗ hướng tử sơn vây, nói cho cùng hắn là vẫn là muốn chấp hành phụ huynh mệnh lệnh. Quyền phong của hắn là màu đen, phát ra đom đốc thanh âm, kia là lôi điện đang đang xen, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen ti điện, lít nha lít nhít, hạ xuống. Đây chỉ là đứa bé mà thôi, lại có loại thần thông này, một cái quỷ dị phù văn ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, kia là lôi điện áo nghĩa, vì tộc này bí mật bất truyền, là một loại hiếm thấy bảo thuật, vù vù. Mây tí tràn ngập, tử sơn côn nâng tay phải lên chống lại, lòng bàn tay phù văn lấp lóe, phun ra một mảnh ánh sáng hừng hực, hóa thành một vần mặt trời màu tím, bay về phía tiến đến. Ai là đệ nhất thiên tài đừng quên, còn có ta đây. Giao bằng đột nhiên xuất thủ. Hắn chưởng lực kinh người, trong lòng tay trái phù văn lóe lên, một đầu dao xông ra, hoàn toàn là từ quan văn hóa thành, đây không phải là huyết mạch không thuần giao mà là một đầu chân chính thái cổ hung giao lạc ấn mảnh vỡ khí tức khủng bố cái này một cái bảo thuật rất mạnh đồng thời công hướng tử sơn côn cùng lôi minh viễn hai người giao bằng người rất nhỏ nhưng lại phi thường cuồng giả muốn lấy một địch hai để chứng minh mình mới là tư chất ngút trời muốn chết lôi minh viễn một tiếng quát lạnh tia chớp màu đen dâng lên mười ngón tay cùng dương ra mười đạo ô quan bắn ra tia điện càng tăng lên đồng thời nương theo một tiếng kêu khẽ, một cái màu tím hung điểu tại ánh chấp bên trong xuất hiện, hung uy kinh người, cúi vọc tới. Tử Sơn Côn cũng xuất thủ, mây tía mịt mờ, một vành mặt trời bay ra, ở trong thai ngán một cái hỏa lân, phát ra kinh khủng ngọn lửa màu tím, nhảy lên, giữ tận vô cùng. Cứ như vậy, ba đứa hài tử hỗn chiến lại với nhau, công kích lẫn nhau, dẫn phát đám người ghé mắt. Thạch thôn bên trong, một đám lì lợm hài tử chính đang chơi đùa, bị trong núi rừng động tỉnh kinh động, chạy đến đầu thôn, nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong rừng lập tức giật mình, ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. a à, thế nào xuất hiện nhiều người như vậy? Bọn hắn nhìn thấy giao bằng mấy người chiến đấu, đều âm thầm kinh hãi đem cốt văn lực lượng nắm giữ tốt như vậy, để một đám trẻ con rất ao ước. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lại bị chuyển di, nhìn thấy biến dị lân mã độc giác thú, toàn thân lân phiến ngân quan lóng lánh, trên đầu độc giác ống ánh trong suốt, thần tuấn phi phàm. Các ngươi nói, mấy người bọn hắn thực lực, theo tiểu dương tử so sánh như thế nào? Thạch đại tráng nói. Thôi đi, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của tiểu dương tử, tiểu dương tử, tiểu dương tử thế nhưng là có thể đơn độc hàng phục thanh lân ưng loại này không trung bá chủ. Nhị mảnh có chút khinh thường nói. Thông bên ngoài cường giả tự nhiên nghe được một đám hùng hài tử đối thoại, lập tức trong lòng kinh ngạc, thôn này có người so với bọn hắn dòng giỏi mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể hàng phục thanh lân ưng. Cái kia thế nhưng là thái cổ ma cầm hậu duệ. Liền bọn hắn thực lực này, chỗ nào đánh thắng được tiểu dương tử, theo ta thấy, bọn hắn liền không dứt sửa tiểu bất điểm đều đánh không lại. Các ngươi nhìn, trên bầu trời còn cuộn lại một cái dao đâu, dài hơn 20 mét, to bằng vải nước, thế mà còn dài lông cánh lợi hại như vậy hung thú nhất định ăn thật ngon đi nhì mảnh ngươi cái ăn hàng thứ này là ăn sao thứ này là đem đi luyện dược dùng cho dù không phải thuần huyết thái cổ di chủng nó máu cũng rất trân quý bì hầu phản bác ngoài thôn một đám cường giả hóa đá có chút đờ ra cường đại như vậy một đầu dao thế mà là dùng để ăn đem đi luyện dược đây là một cái dạng gì thôn a đầu này dao nhìn hoàn toàn chính xác ăn thật ngon nhưng khẳng định không có toan nghê mùi thịt nó không phải thái cổ di chủng chân huyết tuyệt đối so ra kém một cái khác bé thò lò mũi nói bổ sung bọn hắn mấy ngày này lại là an toan nghe thịt lại là lấy chân huyết tẩy lễ trong lúc nhất thời ánh mắt cao không được tự cho là tiếng nói chuyện rất nhỏ nhưng lại bị đám kia mạnh mẽ nghe được không cần nói là tử sơn tộc vẫn là lôi tộc hoặc là đến từ la phù đầm lầy giao tộc chờ một đám người đều có chút thần kinh thác loạn đây là nghe sai lầm rồi sao thôn này lai lịch gì động một tí liền an toàn nghe thịt, làm gì, còn chướng mắt đầu này cường đại phi giao rồi. Phải biết cái này thế nhưng là một đầu cực kỳ khủng bố hung thú, bình thường cường giả đều hoàn toàn không phải nó đối thủ. Giả hoa tử, ngươi loạn nói cái gì đó. Chính trong lúc kịch chiến giao bằng giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra hai đạo đáng sợ chùm sáng, nhìn về phía cửa thôn. Người này làm gì hung ác như thế xem chúng ta, có chút thực lực liền phách lối như vậy, tiểu dương tử nếu là xuất thủ, nháy mắt liền có thể đánh bại bọn hắn. nhị mảnh lẩm bẩm, hắn coi là âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị trong núi rừng người nghe được. tức chết ta, các ngươi bọn này giả hoa tử lại dám xem nhẹ ta, là muốn tìm cái chết sao? giao bằng nghe vậy lập tức giận dữ, chính mình thế mà bị khinh thị. hoa a, à, thật hung. a. À cái kia đồ đần sau có thể nghe được chúng ta đang nói hắn. Bị hầu hoài nghi, cái này có thể cách rất xa đâu, rồi tức. Tiếng cười khẽ truyền đến, rất dễ nghe, đứng tại tuyết vũ bên trên, treo ở không trung hai tiểu cô nương ngửa tới ngửa lui, cười rất sung sướng, các nàng mặc dù mặt không giống, nhưng tướng mạo nhất trí, da thịt trắng muốt, mỹ lệ xuất trần, mắt to liếc tới liếc lui, phi thường tươi ngon mọng nước. Thật có ý tứ, mấy hài tử kia thật sự là rất có ý tứ nhìn, đều nhanh muốn đem dao bằng cho khí chết rồi. Hai tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng rõ ràng là tuyệt đại mỹ nhân phôi tử, mắt sáng lên, lông mi rất dài, giống nhau như đúc, ống ánh đáng yêu. Lôi gia, tử sơn gia mấy tộc trưởng bối ra mặt, để bọn nhỏ dừng tay, không còn tranh đấu, muốn nhìn một chút cái này cổ quái thôn đến cùng chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ là thượng cổ còn sót lại một cái kinh khủng ẩn thế gia tộc, mấy người các ngươi giả oa tử, dám xem nhẹ ta? Ngưng chiến về sau, giao bằng hai tay chấn động, như một đầu hung cầm vọt lên, nhảy lên chính là hai mươi mấy mét, nhanh chóng hướng về hướng đầu thôn, nghĩ đối mấy đứa bé xuất thủ. Đầu thôn trong nhà đá, tiểu bất điểm chạy ra, dài phấn nộn xinh đẹp, nói: "A, à, làm sao tới nhiều người như vậy? Uy, tiểu bất điểm ngươi còn đang len lén bú sữa a, à, lúc nào gãy mất?" một đám đại hài tử dễu cợt, phát hiện tiểu bất điểm sữa ở khóe miệng nước động. Không có, không có, các ngươi nhìn lầm. Tiểu bất điểm nghe vậy, vội vàng lau miệng, đánh chết không thừa nhận, sẽ có sữa nước động tay nhỏ lưng hướng phía sau, mắt to đen lúng liếng chuyển động. Thật đáng yêu tiểu hài tử. Tuyết vũ bên trên hai tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy búp bê tiểu bất điểm, như vậy ngay thơ chân thành, đều hì hì nở nụ cười. Lúc này, dao bằng đến trước mắt, giơ chưởng liền hướng phía mấy cái hùng hài tự đánh tới, tiếng gió hô hô, chân có mấy ngàn cân lực lượng, kinh khủng kinh người ta, ngươi làm gì khi dễ ngươi. Tiểu bất điểm thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt, hắn cấp tốc tiến lên, khí tức thoáng cái biến, trắng nõn nà nhỏ vương tay ra, vậy mà phát ra phong lôi chi thanh, cùng dao bằng chưởng đụng vào nhau. Oanh! Chỉ một thoáng, các bay đá chạy, đất trung núi chuyển, tiểu bất điểm đứng ở nơi đó không động. Mà giao bằng cả người như bị sét đánh, lão đảo lui lại, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều xuất hiện một đạo khe lớn đáng sợ, hắn lung la lung lay, vừa lui lại lui, có tới xa mười mấy mét, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hoa wow, a, à, thật là lợi hại tiểu hài tử. Hai tiểu cô nương hai mắt phát sáng, nhảy xuống tuyết vũ, chạy đến trước mắt, nghĩ nhào nặng tiểu bất điểm gương mặt. Tiểu gia hỏa xấu hổ lui lại, sáng tỏ mắt to chấp động, nhìn về phía giao bằng cả giận nói. Ngươi tại sao muốn xuất thủ đã thương người? Hắn khóe miệng còn dính lấy một chút sữa nước động, cũng không có lau sạch, như ngọc thạch đen mắt to lóe sáng, tăng thêm vẻ mặt nghiêm túc, để một đôi như tinh linh tiểu cô nương càng thêm yêu thích, nghĩ trêu chọc hắn. Phía sau, một đám cường giả hóa đá, con mẹ nó vẫn là một cái bú sữa mẹ bé con a, à, trực tiếp một bàn tay đem tiếng tâm cực lớn thiên tài giao bằng, cho miễn cưỡng vung mạnh ra ngoài gặp quỷ chẳng lẽ bọn này hung hài tử vừa mới nói là thật, bọn hắn giọng giỏi liền trong thôn này không dứt sữa bé con đều đánh không lại. Trời ạ, à, đây là một cái dạng gì khủng bố thôn. Một đám người tất cả đều đờ ra, nói không ra lời. À, dao bằng cánh tay đang run rẩy, cảm giác giống như là đụng một đầu hống trên thân, như gãy xương đau đớn, hắn vạn lần không ngờ, một cái khóe miệng còn lưu lại sữa nước động hai tử, kém chút ở giữa hắn cho vung mạnh nằm xuống tất cả mọi người kinh hãi. Cái này thật chỉ là một cái thôn hoang vắng sao. Hơn phân nửa thật vì thường cổ còn sót lại ẩn thế gia tộc. Rất nhiều người đều kiên kỵ, nếu như là thật, vậy coi như phi thường đáng sợ, ẩn thế gia tộc một mình ẩn cư núi sâu bên trong đại hoang, miệng người mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là kinh khủng cường giả. Cái kia hai cái như là tinh linh tiểu cô nương tiến lên, sóng mắt lưu chuyển, mặt trái xoan mang theo dáng tươi cười, cái trán trắng muốt, có một loại tuệ quan, trong đó tiểu cô nương hỏi. Tiểu đệ đệ ngươi mấy tuổi? Ta đã bốn tuổi. Tiểu bất điểm mắt to có thần, rất thanh tịnh, nghiêm túc đáp lại, đồng thời nhanh chóng lau một xuống sữa ở khóe miệng nước động, không nghĩ để người phát phát hiện mình còn chưa dứt sữa. Cái gì? Bốn tuổi bé con. Cái này khó tránh quá kinh người. Nghe được tiểu bất điểm lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh một mảnh hít một hơi lạnh khí âm thanh phát ra. Giao bằng trong mắt phát ra như giả thú chùm sáng, thần sắc cực kỳ bất thiện, hận không thể lập tức vận dụng trong tộc chí cường bảo thuật, đem tiểu bất điểm một bàn tay ấn vào trong đất. Ranh con, có gan chúng ta lại đến. Hắn không có tế ra giao tộc bảo thuật, vẫn như cũ vận dụng nhục thân lực lượng, điên cuồng sông về phía trước, ánh quyền gào thét, phụ cận cây lớn kịch liệt lay động, tất cả lá cây đều là rì rào rơi rơi rụng xuống giống như là thương mãn sơn mạch bên trong cỡ lớn hung thú xuất hành, mang theo một cơn gió lớn, giao bằng thanh thế kinh người, nhào về phía tiểu bất điểm, ngươi tại sao muốn đánh nhau với ta? Tiểu bất điểm rất không minh bạch, mắt to đen trắng rõ ràng, rất tinh khiết cũng rất vô tội, nhìn chầm chầm giao bằng, cánh tay mở ra, hướng về phía trước vỗ tới. Oanh! Lần này, đám người nhìn rõ ràng, tên hài tử khả ái này vận dụng quả thật là thuần túy lực lượng, cũng không trộn lẫn bảo thuật bí lực, chính là như vậy ngang đẩy đi ra, nhưng mà, lực đạo cường đại, kinh khí cùng mảnh, khiến người liếu lưỡi, vù vù một tiếng đem dao bằng đẩy lui. Dao bằng vị này đến từ la phù đầm lầy thiên tài, không ngừng rút lui, bước chân rơi xuống, trên mặt đất cái khe lớn một đạo tiếp lấy một đạo sụp ra. Hắn cánh tay kia tại co rút, kịch liệt đau nhất để hắn phát ra kêu đau một tiếng. Thật mạnh. Dao bằng cắn răng, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, lần này thật quá mất mặt, thế mà bị một cái còn đang bú sữa bé con cấp trấn trụ trên mặt nóng bỏng ha ha lôi minh viễn sáu tuổi nhiều cười trên nỗi đau của người khác cười ngửa tới ngửa lui nhưng trừ lại hắn bên ngoài những người khác không có mỉm cười nếu như nói giao bằng là thiên tài như thế cái này còn không có gãy bé con là cái gì đây đứa bé này tìm chất kinh người a à? tương lai rất có thể sẽ thành vì một cường giả có người khẽ nói một đám trẻ con nghe vậy đều chấn động nhìn chằm chằm tiểu bất điểm không rời mắt bọn hắn cảm thấy giống như tiểu bất điểm dạng này thiên tài chú định sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng mình đối đầu khục tử sơn hầu tộc thúc tử sơn thọ ho khan hắn bối phận rất cao có được lớn lao quyền thế mà lúc này lại mặt mũi hiền lành mở miệng nói hai tử cái thôn này tên gọi là gì thạch thôn tiểu bất điểm giòn âm thanh đáp lại nói có thế để chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi một lát, uống miếng nước sao? Tử Sơn Thọ vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Lúc này giao bằng bị la phù đầm lầy người trung niên kia giữ chặt, không nhường hắn xúc động, mà cái khác các tộc cường giả cũng đều tiến lên, muốn đem cái này cổ quái thôn tra rõ ràng. Tiểu bất điểm như thế nào rồi? Trong thôn đại nhân xuất hiện, hướng núi rừng đi tới. Cuối cùng, đến từ tử sơn tộc, la phù đầm lầy mấy thế lực lớn cường giả tiến vào thạch thôn, Bốn phía quan sát, nhất là đối cây liễu già trọng điểm chú ý. Nhưng mà, cháy đen liễu mộc cũng không một tia gần sống, cho dù có người âm thầm truyền niệm, nó cũng chưa từng để ý tới. Đi vào trong thôn, những cường giả này nghi hoặc, nhà đá, đá xanh đường đi những thứ này nhìn rất bình thường, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, cùng bình thường thôn hoang vắng không có khác biệt lớn. À, cái này mấy ngụm đỉnh rất cổ xưa, hơn phân nửa kinh lịch qua tháng năm dài đằng đẵng có rất dài niên kỷ đầu. Tử sơn thọ đến từ vương hầu lãnh địa, thân làm một đời vương hầu tộc thúc, tự nhiên kiến thức uyên bác. Trong thôn mấy ngụm đỉnh, tràn đầy nét cổ xưa, có khắc họa chim thú cá trùng chờ, cổ phát mà tự nhiên, gây nên rất nhiều người chú ý. Những thứ này đỉnh thật giống bất phạm a, à, ngày thường các ngươi dùng làm gì? Đến từ la phù đầm lầy trung niên nhân giao thương mở miệng hỏi. A, à, những này là luyện khí lực dùng nhị mảnh đáp lại nói, vừa nói vừa đem một cái nặng ngàn cân đỉnh đồng tóm lấy, nâng quá đỉnh đầu. Trong lòng mọi người nhảy một cái, một cái tuổi hài tử nhẹ nhõm dơ lên ngàn cân đỉnh đồng, tại trong đại tộc mặc dù không tính là gì, thế nhưng tại sơn thôn nhỏ vậy liền khó lường. Mà lại, xem ra đám hài tử này đều không đơn giản. Bọn này cường giả lần nữa hoài nghi, cái này chẳng lẽ thật sự là một cái ẩn thế gia tộc rất thần bí nhị mảnh liền cơ hồ có thể dơ lên ngàn cân đỉnh đồng, đi qua toàn nghề chân huyết tẩy lễ, lực lượng tăng lên rất nhiều, lại làm chuyện này tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Thế nhưng là những cường giả này nhưng lại không biết, coi là mỗi đứa bé đều như thế, phải biết tại bọn hắn trong tộc, thiên tài là có ít, cũng không phải là mỗi người đều như giao bằng, tử sơn côn các loại. Đại đa số hài tử kém xa nhị mảnh, 7 tuổi, khí lực lớn như vậy, tính tương đương xuất sắc. Đại thúc, ngươi mang theo đầu kia phi dao là giữ lại ăn, vẫn là muốn luyện chân máu dùng A. À. Nhị mảnh đần độn mà hỏi. Người cái nhóc con biết cái gì không nên nói lung tung. Nhị mảnh phụ thân, ba, một tiếng tại trên đầu của hắn vỗ một cái, nói. Dạng này hung giao không thường gặp, khẳng định vừa thuần phục, muốn mang về nuôi nhốt, sinh một tổ lại một tổ tiểu giao, như thế giữ lại ăn hoặc là luyện ra chân huyết, mới được kế hoạch lâu dài. Người của La Phù đầm lầy phiền muộn, nguyên thấy cái này thô kịch đại hán giáo huấn hài tử còn tưởng rằng hắn có thể nói ra đạo lý gì đâu, kết quả lại là như thế một phen rất lời nói, thôn này người chẳng lẽ đều rất biến thái sau đây cũng không phải là cây heo, cũng không phải trâu đất, cũng không phải là đồ ăn, mà là một đầu chân chính siêu cấp cường đại hung thú, cực kỳ đáng sợ, người nào sẽ cam lòng dày xéo đám người ánh mắt mãnh liệt, nhìn chầm chầm nhị mảnh phụ thân, muốn xem cái cẩn. Thận, nhưng cũng không có phát hiện phù lực lượng, chẳng lẽ hắn tại giấu dốt ẩn tàng khí tức cái này mấy ngụm đỉnh khí thế hung ác thật dày đặc vừa nhùm qua thái cổ di chủng máu không bao lâu a à. lôi hầu tứ tử là một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tên là lôi vân khôn oai hùng thẳng tắp tráng kiện cao vĩ đại trong mắt có tia chớp màu đen hiện ra nghĩ đi vào trong đi đứng tại mấy ngụm dược đỉnh phía trước lộ ra vẻ giật mình một đám người đều theo đi qua nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng sau đó tất cả đều hoảng sợ mở mắt tuyệt đối là một đầu kinh khủng thú vương đẫm máu, thế mà chết tại nơi này, các ngươi chẳng lẽ nấu luyện một đầu thái cổ di chủng A. À? Vừa rồi kinh ngạc, trong lòng rất phẫn quốc hài tử giao bằng, lúc này nhìn không được mở miệng. Hù sợ đi. Bé thò lò mũi tuổi nhỏ bé, đối giao bằng rất bất mãn, sau khi nghe động tính trẻ con, như thế nói. Cái gì hung thú? Thiên tài tử Sơn Cung mở miệng, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Một đầu toan nghê, siêu cấp cường đại. Bé thò lò mũi thuận miệng nói. Nghe vậy, một đám cường giả trong lòng chấn kinh. Phải biết, La Phù đậm lầy dưới tình huống bình thường cũng không dám vọng động toan nghê cường đại như vậy di chủng. Hắn mặc dù tắm rửa qua cùng loại máu, nhưng không có nghĩa là có thể thường ăn vào loại này thiệt. Ngươi vững tin, các ngươi ăn một đầu toan nghê. Giao bằng mở to hai mắt hỏi, trong lúc nhất thời không có cùng ngạo, Lộ ra hai tử vốn có giật mình cùng hiếu kỳ màu. Cuối cùng, một đám người lại nhìn về phía cây liễu già, thôn xóm thần bí như vậy, cái này gốc cây liễu cắm rễ ở đây, cũng nhất định rất phi phàm đi, đây là một cái tế linh sao, xưng hô như thế nào nó? Lôi Vân không cẩn thận hỏi. A, à, liền gọi nó tế linh, hoặc là gọi là liễu thần. Bì Hầu đáp lại nói, hai tử lời nói chân thật nhất, tự nhiên lại càng dễ để tướng người tin. Cái gì liễu thần. Một đám cường giả kém chút nhảy dựng lên, chính là tử sơn thọ loại này quyền thế cực nặng, thực lực cường đại vương hầu tộc thúc cũng bị kinh một cái lão đảo. Thần bí thôn, kinh khủng tế linh xưng hào cái này khiến một đám người đều mộng. Các ngươi vững tin, tôn cái này tế linh là thần, nó không phản đối. Tử sơn tộc một tên thiếu niên mười mấy tuổi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không phản đối a, à, liễu thần thật tốt, một mực thủ hộ tộc ta nhị mảnh lăn đầu lăn não nói. Tế Linh không phản đối xưng hô nó là thần, tin tức này mới ra, cơ hồ tất cả cường giả đều biến sắc, nhìn không được trút lui, đối cái này khỏa toàn thân cháy đen, gần như hoại tử liễu một sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. phàm là tại nhân tộc làm Tế Linh sinh linh, rất nhiều đều cùng thần có quan hệ, thậm chí chính là thượng cổ thần Minh Hậu Duệ. Chúng đối danh xưng như thế này càng kiên kỵ, không nhóm lửa thần hỏa, tuyệt không dám tự cao tự đại, cấp bậc xâm nghiêm. Trước mắt cái này gốc liễu mộc lại dám như thế, không phản đối danh xưng như thế này, điều này nói rõ nó thực lực khủng bố, hơn phân nửa sớm đã nghịch thiên, không quan tâm cái gì. Chẳng lẽ thật sự là một cái thượng cổ thần minh đi, bây giờ nửa chết nửa sống, đã ở vào tuổi xế chiều đây là rất nhiều người lời nói trong lòng, nhưng cũng không dám nói rõ ra tới. Kinh lịch như thế một lần, đám người này trong lòng sinh ra kính sợ, cảm giác rất không được tự nhiên, cũng không dám nữa quá mức tùy ý, trong thôn cất bước lúc đều cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn làm rõ ngọn ngành, cái này ẩn thế gia tộc đến cùng lai lịch gì, còn có cái này gốc, liễu thần, có gì thần gì chỗ, là có hay không là thần. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Thương tộc nhân ta Bạo ngược ba đại thiên tài Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio sau hai canh giờ bọn này cường giả cuối cùng hoài nghi cái này thạch thôn có chút cổ quái bọn hắn lặp đi lặp lại dò xét phát hiện cơ bản đều không có người nắm giữ cốt văn cái này không nên là một cái ẩn thế gia tộc vốn có thể hiện không thích hợp ta không có trên người bọn hắn cảm ứng được cường giả khí tức này căn bản liền không giống một cái ẩn thế gia tộc ừm có vấn đề sẽ không phải là chính chúng ta dọa chính mình đi những người này cỡ nào nhạy cảm chỉ cần có một chút dấu vết, đều có thể tra ra một đường tìm cùng lỗ thủng đến, trước kia bất quá là vào trước là chủ, bị đủ loại chuyện cổ quái lừa dối. Hiện tại chính thức ở lại, cùng người thạch thôn tiếp xúc, chậm rãi liền phát hiện dị thường, nghĩ đến khả năng quá khẩn trương mà mở một cái lớn ô lông, rất nhiều người trên mặt nóng bỏng. Giao bằng phổi đều muốn tức điên, tử sơn côn, lôi minh viễn chờ một những thiên tài này cũng rất phẫn uất mà những thứ này thế lực lớn các thiếu niên sắc mặt cũng đều âm trầm, không phải rất dễ nhìn, cảm thấy bị hí lộng. Cái này nếu như truyền đi, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn, mấy đại cường tộc kém chút bị một cái thạch thôn cho hù dọa, cái này tất nhiên sẽ trở thành một món kỳ văn. Thương thúc, ta vừa rồi thám thính đến, cái này khỏa bị xét đánh cây liễu là vài thập niên trước mới xuất hiện, căn bản không phải mạch này thời kỳ thường cổ liền có thủ hộ thần, mà lại qua nhiều năm như vậy, cái này gốc liễu một trước đến giờ liền không có nói qua lời nói, chưa từng cùng cái thôn này tiến hành qua giao lưu, ta hoài nghi nó mất đi thân là tế linh rất nhiều năng lực. Giao bằng sắc mặt khó coi nói, nghiến răng nghiến lợi. Giao thương đám người trên mặt cũng không nhịn được, vào trước là chủ, lại náo ra như thế lớn ô lông, may mắn không có thật là làm ra mất mặt cử động, đi trước cây liễu tế tự. Tử sơn nhất mạch người cũng đang thì thầm, có đồng dạng cái nhìn, tử sơn thọ trên đầu mây tía bốc hơi, cả người cuốn mây trôi, như một cái màu tím lò lửa lớn khí tức khủng bố khi sắc trời bắt đầu tối lúc đám người này đều không khác mấy trong lòng hiểu rõ biết rõ tính sai này căn bản không là cái gì ẩn thế gia tộc nhưng rất có thể ngoài ý muốn lấy được một đầu toan nghê di thể điều phỏng đoán này vừa ra tới không cần nói người của la phù đầm lầy chính là kim lang bộ lạc mấy người cũng đều run sợ cái kia mang ý nghĩa bên trong thạch thôn khả năng cất giấu một loại chí cường bảo thuật không hề nghi ngờ toàn nghề nguyên thủy phù cực kỳ trân quý, chính là đại tộc cũng muốn động tâm cùng nóng mắt, thái cổ di chủng bên trong chí cường giả, nó bảo thuật cùng tất cả nhà trấn tộc thần thông bất phân cao thấp. Loại vật này có bao nhiêu đều chê ít, huống hồ dưới tình huống bình thường đến nói, một bộ tộc chỉ có một loại cực mạnh bảo thuật, cái khác đều là tiểu thần thông, tiến hành phụ trợ. Chính là bởi vì như thế thư thất, cho nên mới lộ ra trân quý. Tốt, mấy người các ngươi giả oa tử, lại dám như thế trêu đùa chúng ta. Một cái mãn hoang thôn sớm lại nói khoác có thần tồn tại, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao, ta liền đem các ngươi làm thịt, đút ta giao. Giao bằng thần sắc bất thiện, nhìn chầm chầm nhị mảnh, bé thò lọ mũi đám người. Nghe vậy, người trong thôn lập tức giật mình, nhất là bọn nhỏ, cảm thấy từng trận lạnh lẽo lạnh lẽo, những người này chuyện gì xảy ra, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt rồi. Giao bằng một mực là trong tộc thiên tài, ngày thường kiêu căng khó thuần, nghĩ đến chính mình thế mà bị mấy đứa bé cho hù dọa, lập tức lên cơn giận dữ, lúc này liền muốn động thủ. Giao thương cũng không có ngăn cản, mà là muốn nhìn một chút thạch thôn người có phản ứng gì, những người khác cũng đều khoanh tay đứng nhìn, tỉnh nhìn tình thế phát triển, nghĩ đến nhóm người mình kém chút bị lừa gạt đi qua, nhìn không được lộ ra lạnh ý. Đại ca ca, ngươi như thế nào không giảng đạo lý, tiểu bất điểm tiến lên, Vương ra tay nhỏ cánh tay, ngăn ở phía trước, hắn cùng giao bằng giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của hắn, sợ hắn tổn thương tới nhị mảnh cùng bé thò lò mũi đám người. Giao bằng tuổi tác không lớn, thế nhưng bây giờ lại rất âm trầm, nói. Ngươi chỉ là cái không dứt sữa giả oa tử, căn bản sẽ không rõ ràng, ở cái thế giới này, quyền đầu cứng mới được đạo lý. Đại ca ca, chúng ta không tranh quyền thế, một mực rất an bình, không muốn cùng ngươi xung đột xin ngươi đừng sinh khí cũng không cần nổi giận nếu như chúng ta có chỗ không đúng biết hướng ngươi nhận lỗi tiểu bất điểm chấp lấy mắt to rất chân thành cùng chân thành nói một cái khóe miệng còn có sự nước động tiểu hài tử nói như vậy để một chút cường giả đều có chút xấu hổ vân thiên cung lão nhân đứng ra nói quên đi nơi này dân phong thuần phát làm gì làm khó hắn nhóm đang nói những lời này lúc hắn nhìn về phía la phù đầm lầy vị kia trung niên nhân giao thương đối với giao bằng hắn là không cần khách khí cùng nói thêm cái gì nhưng mà thạch thôn đám người ăn một đầu toan nghê lấy được nó di hạ thánh vật bảo cốt để bọn này các cường giả đỏ mắt rất nhiều người đều muốn lấy được chú định khó mà thiện cái thôn này vậy mà trêu đùa chúng ta xác thực nên phạt người của kim lang bộ lạc mở miệng chim chíp đột nhiên vài tiếng kêu to truyền đến đại bằng tiểu thanh, tử vân ba cái ấu điểu từ phía sau thôn quịch cánh chạy tới, linh tính mười phần, phóng tới tiểu bất điểm nơi đó. Mấy ngày nay, chúng một mực tại biến hóa, nuốt ăn toàn nghe huyết nhục, đối với loại này huyết mạch cường đại hung trầm đến nói, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đại bằng con mắt biến thành màu vàng, tiểu thanh hai cánh xuất hiện mấy khối chói lọi lốm đốm, đến mức tử vân, tím bên trong mang kim, lân phiến càng sáng lạng. Không muốn người nào nhiều lời, chỉ cần thấy được cái này ba cái ấu điểu liền sẽ rõ ràng, đây là hiếm thấy dị cầm, nhất định truyền thừa có thái cổ hung cầm chân huyết, lại phát sinh biến dị, cao quý không tả nổi. Cái này là con mồi của ta, các ngươi người nào đều không cho dành với ta. Giao Long bá đạo nói, hắn từ phía sau lưng lấy xuống một tấm bảo cung, trực tiếp kéo căng, liền muốn bắn ra một nhánh mũi tên sắt. La phù đầm lầy giao thương không có ngăn lại, tỉnh táo nhìn xem ngươi nói là ngươi chính là của ngươi tử sơn côn cùng lôi minh viễn cũng tới phía trước đồng dạng lấy xuống bảo cung xem ba đầu ấu điểu vì con mồi chuẩn bị bắt giữ một đám cường giả đều kinh hãi đây là ba đầu biến dị ấu điểu đều rất không bình thường nếu là nuôi lớn tuyệt đối cực kỳ bất phàm là rất cường đại thủ hộ sinh linh không cho phép các ngươi tổn thương tử vân chúng tiểu bất điểm lần thứ nhất giận con mắt dựng đứng lên nhìn chầm chầm dao bằng mấy người, vươn ra tuyết trắng tay nhỏ cản trở. Cái này có thế không phải do ngươi. Dao bằng người mặc dù không lớn, thế nhưng ánh mắt rất lạnh, quyết đoán mà cường thế, dùng sức kéo mở bảo cung, giống như trăng tròn, trên dây có một nhánh sắc bén lạnh lẽo mũi tên sắt, nhắm ngay ba cái ấu điểu nơi đó. Xoẹt. Một đạo ánh sáng lạnh bay ra, phát ra tiếng ô ô, cường đại kình phong như quỷ khóc, nhào về phía tử vân hắn quyết định cái này ấu điểu, bởi vì nhìn nhất thân dị, thế mà toàn thân hiện lên màu tím bầm, chiếu sáng rạng rỡ, muốn phải bắn bị thương sau bắt giữ. Bàn một tiếng, tiểu bất điểm thả người tấn công, tuyết trắng tay nhỏ lại đập vào mũi tên sắt bên trên, đem đánh bay. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tiểu gia hỏa này tốc độ thật nhanh, vút lên trời cao nhảy lên, lại chặn đứng như thế tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề một mũi tên. Ngươi vì cái gì hung ác như thế, tại sao muốn tổn thương tử vân chúng? Tiểu bất điểm sinh khí, con mắt trừng rất tròn. Tránh ra. Giao bằng lớn tiếng quát tháo, lông mày dựng thẳng, ánh mắt lăng lệ, lấy mũi tên sắc nhắm ngay tiểu bất điểm, trên mặt mang băng lãnh cười. Hắn bá đạo thì mà cường thế, để nhị mảnh, bì hầu, bé thò lò mũi mấy người toàn đều phẫn nộ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nói lý lẽ như vậy người, ba đầu ấu điểu là thôn nhân nuôi lớn, hắn lại muốn bắn bị thương cùng cướp đoạt. Ngươi còn có nói đạo lý hay không? Thạch đại tráng cả giận nói, đưa tay liền nắm lên một tôn nặng ngàn cân đỉnh đồng, trực tiếp lao đến. Giảng đạo lý. Thực lực mới được đạo lý. Giao bằng khinh thường cười một tiếng, trực tiếp một chân đá vào thạch đại tráng trên thân, đem nó đạp ra ngoài 5-6 mét. Ai cản ta thì phải chết. Giao bằng lạnh lùng nói ra, loại vẻ mặt này cùng tuổi của hắn không quá tương xứng. Đại tráng ca. Tiểu bất điểm liền tranh thủ thạch đại tráng đỡ lên, giao bằng một cước này khí lực rất lớn, trực tiếp đem thạch đại tráng đạp thổ huyết. Ngươi quá mức. Tiểu bất điểm triệt để sinh khí, cầm tức nhìn giao bằng. Quá phận. Còn có càng quá phận đây này. Giao bằng lạnh giọng nói, lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn phía trước, mũi tên tia lạnh tập kích người, sát khí tràn ngập hô. Tiếng gió trích gào, một bên khác tử sơn côn cùng lôi minh viễn cũng triển khai hành động, sợ lạc hậu hơn giao bằng, phóng tới ba đầu ấu điểu, tay cầm bảo cung cùng mũi tên sắt, tiến hành đi săn. Đại bằng, tiểu thanh, tử vân đều vô cùng thông nhân tính, trừ không biết nói chuyện bên ngoài, nó trí tuệ không dưới nhân loại, sớm đã hiểu rõ trước mắt muốn phát sinh cái gì, đều mười phần phẫn nộ. Tiểu bất điểm vọc lên, ngăn trở hai người này, âm thanh non nớt, nói đây là đồng bọn của ta, các ngươi không thể thương tổn chúng. Lúc này thạch lâm hổ bọn người bị kinh động, một đám người cùng một chỗ vọt tới, đều là nổi giận đùng đùng, nguyên bản đem những người này xem như khách nhân, chưa từng nghĩ lại bá đạo như vậy khinh người. Cái này không tốt lắm đâu. Vân Thiên Cung lão nhân mở miệng lần nữa, tiến hành khuyên giải. Mấy đứa bé cáu kỉnh mà thôi, liền để bọn hắn so tài một phen, nhìn một chút ai mới là đệ nhất thiên tài, đây không đáng gì có người ba phải muốn đoạt thạch thông toan nghe bảo cốt nhưng khổ vì không có lấy cớ hy vọng sự tình làm lớn chuyện đến mức la phù đầm lầy giao thương vẫn luôn rất lạnh lùng cũng không có có phản ứng gì chưa từng ngăn cản giao bằng tử sơn tộc lôi tộc cũng không có cái gì biểu thị tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt mặc cho mình tộc hài tử xuất thủ yên lặng chờ kết quả a à, nếu là hài tử sự tình chúng ta liền đứng ngoài quan sát tốt rồi không đi tham gia Vân Thiên Cung lão nhân gật đầu nói, không nói thêm gì nữa. Thạch Lâm hổ chờ mặc dù phẫn nộ, nhưng nhìn thấy tiểu bất điểm khoát tay, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, bọn hắn rõ ràng tình huống trước mắt nguy cấp, những người này đều rất khủng bố, thạch thôn căn bản không phải đối thủ. Xoẹt. Xoẹt. Đúng lúc này, giao bằng đột nhiên mở cung, bắn ra một mảnh liên châu tiếng, một nhánh tiếp lấy một nhánh, sắc bén chướng mắt, cương phong gào thét, mũi tên sắt bay về phía ba đầu ấu điểu mũi tên mũi tên ngoan độc tiểu bất điểm cấp tốc chặn đánh thế nhưng không ngừng giao bằng một người xuất thủ còn có tử sơn côn lôi minh viễn hai người cũng cần chặt chẽ phòng bị mà lại giao bằng tên bắn ra quá nhiều rất khó toàn bộ ngăn lại công trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe mũi tên sắc bắn tại ba cái ấu điểu trên thân phát ra len keng thanh âm như kim loại tại giao kích lực lượng mười phần cực lớn đại bằng kêu to, chấn động hai cánh, dùng sức đánh ra mũi tên sắt, mặc dù có cứng rắn lân phiến bảo hộ, nhưng vẫn là thụ thương, máu tươi chảy xuống, vẫy xanh rụng xuống mấy phiến. Bàn, bàn, mặt khác hai cái ấu điểu cũng phân biệt trúng tên, tiểu thanh phát ra gào thét, có máu tươi bắn tung tóe. Giao bằng lực đạo cực lớn, mặc dù chỉ có 8 tuổi nhiều, nhưng hai tay nhoáng một cái chân có mấy ngàn cân lực lượng, mũi tên sắt lực xuyên thấu kinh người ba đầu ấu điểu mặc dù bất phàm, lại một mực tại đi theo tiểu bất điểm học tập cốt văn, nhưng dù sao mới ra đời khoảng 3 tháng, quá mức bé nhỏ, khó mà thi triển bảo thuật. Mà lân giáp lực phòng ngự cũng kém xa trưởng thành thanh lân ưng, trừ tử vân bên ngoài, đại bằng cùng tiểu thanh đều bị thương, lân phiến tróc ra mấy mảnh, có máu tươi lên. Các ngươi không nên ép ta. Tiểu bất điểm phi thường phẫn nộ, bay vọt đi qua, lấy bản thân ngăn tại ba cái ấu điệu phía trước, trừng mắt giao bằng thôn nhân phẫn nộ, ba cái ấu điểu sinh trưởng tại thạch thôn, sớm đã là nơi này thành viên, lại có thế có người chạy đến trong thôn đến đi săn, trắng trợn cướp đoạt, thực tế là khinh người quá đáng. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ sân nhỏ bên trong đi ra, chính là Lâm Dương. Hắn đến trưa đều trong sân cảm ngộ nguyên thủy chân giải, đắm chìm trong đó, không có lưu ý động tĩnh bên ngoài. Vừa mới nghe được tử vân chờ tiếng kêu to, mới bị bừng tỉnh. Lâm Dương từ trong sân ra tới, chính là nhìn thấy đại lượng người xa lạ, lông mày lập tức nhíu một cái, nghĩ đến vừa rồi tử vân chờ tiếng kêu to, ánh mắt quét qua, chính là phát hiện thụ thương ba tên tiểu gia hỏa. Mà ba tên tiểu gia hỏa nhìn xem Lâm Dương xuất hiện, cũng là kéo lấy thụ thương thân thể, lão đảo hướng phía Lâm Dương đánh tới, gào thét không ngừng, tự hồ đang kể lấy ủy khuất của mình. Đây là ai làm? Lâm Dương nháy mắt giận dữ, non nớt khuôn mặt nhỏ biến cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tia lạnh chớp động, cái này ba tên tiểu gia hỏa là hắn nhìn xem dài, tình cảm thâm hậu, bây giờ thế mà bị đã thương rồi. Tiểu thí hai, là tiểu gia ta làm. Giao bằng nhìn xem nổi giận Lâm Dương, thần sắc cuồng ngạo, ánh mắt băng lãnh, lấy mũi tên sắc nhắm ngay Lâm Dương, đem cung kéo căng, trực chỉ hắn nghẹn tiếng nói ít hầu, khinh thường nói. Làm gì, ngươi còn muốn báo thù hay sao? Là ngươi làm lâm dương nghe vậy ánh mắt nhìn về phía giao bằng lạnh giọng hỏi ngươi là ai ta là người như thế nào ha ha là các ngươi những thứ này giả oa nhi không thể trêu vào người giao bằng thần sắc kiêu căng căn bản là không có đem lâm dương cái này tiểu thí hại để ở trong mắt lâm dương những người này quá đáng ghét không chỉ đã thương đại tráng ca còn bắn bị thương tử vân bọn hắn tiểu bất điểm nhìn thấy lâm dương ra tới giống như tìm được chủ tâm cốt, tức giận bất bình nói. Đại tráng cũng bị bọn hắn đã thương rồi. Nghe vậy, Lâm Dương nhìn thoáng qua đang bị thôn nhân đỡ lấy thạch đại tráng, nhìn xem hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Khoảng thời gian này ở chung, để Lâm Dương đã triệt để dung nhập vào bên trong thạch thôn, người nơi này, chính là hắn ở cái thế giới này thân nhân. Nhưng hôm nay, thân nhân của hắn thế mà đã thương. Lâm Dương ánh mắt tại đây chút kẻ ngoại lai trên thân quét qua, trong lòng đại khái đã đoán được thân phận của những người này, trong lòng càng lạnh lùng. Trong nguyên tác, bọn gia hỏa này liền bởi vì ngấp nghé toàn nghe bảo cốt, muốn phải hủy diệt toàn bộ thạch thôn. Nếu không phải cuối cùng có liễu thần xuất thủ, chỉ sợ là thôn sớm đã diệt vong. Nghĩ tới đây, Lâm Dương trong lòng sát ý dần dần lên, hướng về phía tiểu bất điểm hỏi. Tiểu bất điểm, Mới vừa rồi là người nào bắn bị thương Tử Vân chúng, lại là ai đã thương Đại Tráng Ca? Không cần hỏi, là tiểu gia ta. Nhìn xem như cái tiểu đại nhân đồng dạng Lâm Dương, giao bằng trực tiếp khiêu khích, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hắn ngược lại muốn xem xem mấy cái này giả oa tử có thể làm gì mình. Thương tộc nhân ta, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lâm Dương nhìn xem bằng dao, trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Đến a ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào để ta chết. Giao bằng nhìn xem Lâm Dương ánh mắt trong lòng cực độ khó chịu, tia lạnh chớp động. Xèo. Sau một khắc, một đạo ánh sáng lạnh lẽo bay tới, Giao bằng buông ra dây cung, mũi tên sắc nhào về phía Lâm Dương yết hầu, nhanh chóng mà đáng sợ, ô ô tiếng trống vạch phá bầu trời. Âm. Lâm Dương động tác rất đơn giản, thật nhanh, lại ổn mà chuẩn lại phanh một tiếng một phát bắt được sắc bén khiếp người mũi tên sắt sau đó dùng sức hất lên ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh mũi tên sắt bay ngược hướng giao bằng cùng lúc đó lâm dương thân hình khẽ động như một đầu dao long hướng phía giao bằng cuối vọt tới người tuy nhỏ nhưng khí tức cường đại khủng bố đã sớm chờ ngươi một thời gian dài thấy lâm dương nhẹ nhõm tiếp được chính mình mũi tên giao bằng trong lòng có chút kinh ngạc sau đó Hắn trực tiếp ném bảo cung cùng mũi tên sắt, mở ra chuyển động thân thể, cường đại cùng linh hoạt như cùng một đầu ác ma viên, dưới chân khẽ động, lướt ngang xa mười mấy mét, sau đó hai tay ở giữa phù văn lấp lóe cấp tóc sáng lên, lệnh cả người hắn đều mông lung, nhiều một tầng bảo huy. Giả hoa tử, ngươi sinh hoạt tại trong núi lớn, không biết trời của ngoại giới đến cỡ nào rộng lớn, hiện tại nhiều ngươi nhìn một chút cốt văn lực lượng. Giao bằng lời nói băng lãnh làm hai cánh tay của hắn triệt để sáng lên về sau, không có sợ hãi, chủ động phóng tới Lâm Dương, cùng hắn quyết đấu, muốn lấy lực lượng tuyệt đối đem hắn trấn áp, phù văn lấp lóe, hắn có được tốc độ kinh người cùng thần lực. Lâm Dương không nói, vút lên trời cao đánh tới, gần tiếp xúc đối phương nháy mắt, trong cơ thể ánh sáng nở rộ, thần hy dân lên, rèn luyện thiên địa tạo hóa, bàn tay lập tức quánh trắng đi. Oanh! Bàn tay hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là có một ngọn núi sụp đổ. A, à. giao bằng phát ra một tiếng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, gan bàn tay triệt để vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, cánh tay đang không ngừng co rút. Nếu không phải thời khắc máu chốt, hai cánh tay hắn bên trên một chuỗi phù văn thần bí phát sáng, hiện ra hai đầu giữ tận hung giao, cuốn tại hai tay của hắn phía trên, chỉ sợ hắn cánh tay này lúc này đã phế. Trong tích tắc, hiện trường triệt để yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới biết là một kết quả như vậy, lúc này mới vừa giao thủ một cái a, giao bằng liền bị đánh bay thần lực kinh người. Vân Thiên cung lão nhân sợ hãi Tháng phục. Tối thiểu nhất, tại ở độ tuổi này, nhục thân lực lượng có thể siêu việt giao bằng bực này thiên tài một mảng lớn, được xưng tụng tư chất ngút trời giao bằng một cái cá chép nhảy, đứng dậy, một gương mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, lần này bị thiệt lớn để hắn cảm giác giống như là chịu một cái bạc tai khó chịu như vậy, lệ khí dâng lên. Ngươi là bức ta vận dụng bảo thuật. Giao bằng nói nhỏ, trên mặt sung huyết, hoàn toàn đỏ đậm, gương mặt gần như vặn vẹo, liên tiếp bị áp chế để trong lòng của hắn táo bạo, khó mà chịu đựng. Hắn chính là một cái kiêu căng khó thuần người, mà thân vì một cái đại tộc thiên tài, tại phạm vi 50.000 dặm trên mặt đất mênh mông đều ít có danh tự, lại tại một cái sơn thôn bị liên tục đánh bại, mà lại đối phương vẫn là hai cái tiểu thí hài, cái này thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Giao bằng ngươi được hay không, mấy lần bị người đánh bay, hiện tại thẹn quá hóa giận. Tử Sơn Côn cất bước đi tới, mặc dù tại chế nhạo giao bằng, có thể đáy mắt chỗ sâu cũng là lóe qua một tia kiên kỵ. Rõ ràng, vừa rồi Lâm Dương bày ra thực lực, đã để tâm hắn kinh. Lâm Dương, vừa rồi hai người bọn họ cũng đồng thủ bắn bị thương tử vân chúng. Lúc này, tiểu bất điểm ở một bên chỉ vào tử sơn côn cùng lôi minh viễn đập vào tiểu báo cáo lâm dương ánh mắt lập tức tại trên người hai người này quét qua sau đó âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy cái kia ba người các ngươi cùng lên đi một mình ngươi muốn chiến ba người chúng ta quả thực là không biết trời cao đất rộng nghe vậy lôi minh viễn đứng ở một bên khóe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo ý cười nói nhục thân cường đại cũng không có nghĩa là cái gì ở cái thế giới này bảo thuật mới được mạnh nhất, không có có thần thông mang theo, chỉ dựa vào thân thể máu thịt có thế cường hãn đến mức nào. Không thi triển bảo thuật, ta cũng có thể giết ba người các ngươi rác rưởi. Lâm Dương nhếch miệng cười một tiếng, mang theo kinh khủng sát khí, phấn điêu ngọc trát gương mặt lúc này nhìn lại là có chút đáng sợ. Vừa mới nói xong, Lâm Dương trực tiếp động, hướng về phía Tử Sơn côn chính là một chưởng vỗ ra, bàn tay ánh sáng lộng lẫy ống ánh, như là thần ngọc đến hay lắm, để ta thử một lần ngươi thuần lực lượng của thân thể rốt cục mạnh đến mức nào. Thân là thiên tài, tuổi tác không lớn, thổi nhỏ được người xưng khen, tử sơn côn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Hắn lùi sang bên mấy bước, tránh đi lâm dương sắc bén, đợi hắn chưởng lực sắp hết lúc, mãnh lực vung chưởng, tiến ra đón. Oanh! Sau một khắc, như là một đầu mãnh liệt tê đâm vào trên sơn nham, ầm ầm rung động, lệnh mặt đất cát bay đá chạy, bụi bặm ngập trời. À! Tử Sơn Côn một tiếng hét thảm, tay cầm kịch liệt đau nhức, giống như là gãy xương, nếu không phải ngón cái bên trên xương vòng phát sáng, giúp hắn tháo bỏ xuống cái kia kinh khủng lực đạo, tay của hắn hơn phân nửa bẻ gãy. Đều có bảo bối đúng không? Hiện tại không còn những bảo bối này, ta nhìn các ngươi còn có tài năng gì? Lâm Dương trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tử Sơn Côn, trực tiếp vút lên trời cao đạp tới. Phanh phanh phanh. Lâm Dương xuất thủ tàn nhẫn, hung hăng tại Tử Sơn Côn trên bụng liền đạp mấy chân, Tử Sơn Côn thân thể đập xuống đất, lập tức phun ra một cái nồng đậm máu tươi, tại chỗ chính là lâm vào trong hôn mê. Thật hung tàn tiểu hài tử. Đôi kia Song Bào Thai tiểu tỷ muội chính đang quan chiến, nhìn thấy Tử Sơn Côn hạ tràng, lập tức hoảng sợ nói. Lôi Minh viễn nhìn thấy liên tiếp hai vị thiên tài bị tiểu hài tử này dữ dội đánh bay, hắn không nghĩ so đấu nhục thân, ánh mắt mãnh liệt cơ thể dân trào ra một cổ hát sắc điện quang, lòng bàn tay xuất hiện một cái phù, ti chớp xen lẫn, nhấn về phía trước. Trong hư không lớp ba lốc bớt, ti lửa văng khắp nơi, nơi đó điện ánh sáng mãnh liệt, nhìn kinh tâm động phách, một đạo to lớn ti chớp màu đen vọt lên, bổ về phía Lâm Dương. Lâm Dương không sợ, cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động, lập tức phù mãnh liệt, xuyên qua cánh tay ra, thần hy chiếu thể, tiện tay một quyền đem ti chớp đánh nát đông một tiếng vang lớn lâm dương không hề dừng lại chân phải quét ngang đem trên mặt đất một khối đại ma bàn đá lên vọt tới lôi minh viễn răng rắc một tiếng lôi minh viễn một bàn tay chấn vỡ thế nhưng lúc này lâm dương cũng đến trước mắt bay lên vọt lên một chân hướng phía dưới đạp đến phịch một tiếng kịch chấn lôi minh viễn bay ngang mặc dù hai tay giao nhau tiến hành ngăn cản nhưng vẫn là tao ngộ trọng kích lâm dương đá ra một chân lôi minh viễn giống như là bị thô bạo ngư vương đánh lên trong miệng phun máu hai tay phát sáng rì rào run, run run cơ hồ bẻ gãy đây là lôi hầu khai sáng tá lực phù không phải vậy cái kia hai tay cánh tay liền đứt đoạn có người kinh ngạc chỉ trong chốc lát lâm dương liên kích ba cái thiên tài chiếm thượng phong lệnh tam đại tộc cường giả đều sắc mặt âm trầm cái này thực sự để người khó có thể tin một cái sơn thôn nhỏ mà thôi lại có như thế một cái kinh thế kỳ tài quả thật được xưng tụng tư chất ngút trời đến đây, không riêng giao bằng một người căm phẫn khí lấp ưng, chính là tử sơn côn cùng lôi minh viễn cũng đều sắc mặt đỏ lên, con mắt bốc lên ánh sáng lạnh, cái này quá mất mặt, thế mà bị một chân đá bay, đây quả thật. Là một loại không chịu nổi cùng sỉ nhục. Vù vù. Giao bằng ánh mắt băng lãnh, hắn quan sát sau lựa chọn xuất thủ, vận dụng chân chính bảo thuật, đánh giết lâm dương. Tại nó trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái cổ sư ký tự, sáng chói chói mắt, chiếu rọi bầu trời đều sáng ngời lên, quanh một tiếng, khí thế hung ác tràn ngập, một đầu màu nâu xám hung dao từ cái này phù bên trong hóa hình ra, nhào về phía Lâm Dương. Lâm Dương không chút kinh hoảng, tay phải trong hư không vạch một cái, một mảnh ánh bạc vẫy xuống, một phần trăng xuất hiện, chiếu rọi ra sáng lạn ánh sáng, ngăn tại trước người hắn. Hôi dao hung hãn, to bằng vải nước, lân phiến rất dày, mang theo một loại tan thương cổ ý, giống như từ cái kia viễn cổ vượt qua thời không đến tham chiến quanh. Lâm Dương trước người một vòng ngân nguyệt chuyển động, giữa thiên địa tinh khí dân trào, hóa thành một vùng biển mênh mông, nó giống như tại biển các bên trong bay lên, mang một loại mênh mông thần uy, chém về phía hôi dao. Đây là bảo thuật quyết đấu, tại cùng hôi dao kịch liệt va chạm bên trong, ngân nguyệt mãnh liệt, ánh sáng chói lọi phân tán, bắn tung tóe khắp nơi đều là mà đầu này hôi dao cũng muốn ngang càng khôn, trên dưới bốc lên, phun ra một mảnh lại một mảnh ánh sáng rực, phụ cận cây cối còn có núi đá không ngừng phát ra răng rắc tiếng răng rắc, nối tiếp nhau vỡ nát. Một tiếng kêu khẽ, bạc nguyệt thần ánh sáng đại thịnh, từ trong vọt lên một đầu hung cầm, hắn thân ảnh nháy mắt tăng vọt, như là một đám mây, vắt ngang tại trên bầu trời của chiến trường, hung thần khí kinh người. Cái gì, đây là một đầu thái cổ ma cầm, là thôn thiên tước, vẫn là thanh thiên bằng thật mạnh một loại bảo thuật. Nhìn thấy một màn này, đến từ Kim Lan Bộ Lạc, La Phù đầm lầy các nơi cường giả đều kinh hãi không thôi. Mặc dù Lâm Dương thi triển chỉ là không trọn vẹn thanh thiên bằng bảo thuật, nhưng lại để người cảm ứng được loại kia khí tức khủng bố, đây là một loại cực kỳ cường đại bảo thuật. Nếu là có thể lại hoàn chỉnh một điểm, so với tử sơn, lôi tộc, La Phù đầm lầy trấn tộc bảo thuật còn cường đại hơn. Có thể nói, loại này đến từ thái cổ ma cầm truyền thừa bảo thuật khiến cái này đại bộ lạc đều cảm thấy đỏ mắt rất nhanh ánh mắt của mọi người liền nhìn thẳng cái kia ba đầu ấu điểu ánh mắt nóng bỏng bọn hắn đoán được loại này bảo thuật khẳng định nguồn gốc từ cái này ba đầu biến dị thanh lân ưng phát sinh hiện tượng phản tổ thái cổ ma cầm chí cường ấn ký mảnh vỡ lại xuất hiện có người rất nhanh đoán ra nơi phát ra quanh một tiếng đầu kia cực lớn ma cầm đáp xuống một đôi mang theo mịt mờ sương mù móng vuốt lớn nắm lên hung dao. Bằng một tiếng, nó dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé đứt, cái kia màu xám hung dao hóa thành một giải hào quang, cấp tốc tiêu tán, nháy mắt không thấy. Những ngày này đến, Lâm Dương một mực tại cảm ngộ nguyên thủy chân giải, đối với bảo thuật lý giải càng thêm lộ ra, thi triển đi ra uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Đúng lúc này, tử sơn côn, lôi minh viễn động, phân biệt hướng Lâm Dương công tới, khí tức cường thế. Hô! Thái cổ ma cầm dương cánh, trong chốc lát che ngập bầu trời, cuồng phong gào thét, khí tức khủng bố khuếch tán, nó lao xuống hướng tử sơn côn, sương mù mịt mờ, thấy không rõ chân thân, càng có vẻ đáng sợ vô cùng. Lâm dương phát động thế công, lệnh thái cổ ma cầm vọt lên, đi đón đánh địch nhân. Tử sơn côn hét lớn, toàn thân phát sáng, mây tía tận trời, một vần mặt trời màu tím bay ra, cấp tốc phóng to, ở trong mang thai có một đầu màu tím lửa vẫy, ngẩng đầu hí dài, lửa cháy mạnh bừng bừng. Oanh! Kịch liệt va chạm, đầu kia màu tím hỏa lân hét giận dữ, phóng tới trời cao, nên chiến thái cổ ma cầm, giữa hai bên phát ra hào quang rực rỡ, như hai ngôi sao đụng vào nhau, chiếu rọi khắp nơi một mảnh trắng xóa. Một tiếng gào thét, cái kia màu tím hỏa lân rung rẩy, quay đầu bỏ chạy, mà cái kia thái cổ ma cầm thì cúi vọt xuống tới, phù một tiếng một móng đặt tại đầu lâu bên trên, triệt để xuyên thủng. Âm âm một tiếng, lửa tím ngút trời, hỏa lân vỡ nát, hóa thành một cổ tinh khiết tinh khí cùng tia sáng, biến mất tại trong thiên địa này. Tử sơn côn rung động, cực tốc thi pháp, thi triển bảo thuật tiến hành phòng ngự. Thái cổ ma cầm dương cánh, hóa thành một mảnh kinh khủng ma vân, đè ép đầy bầu trời, phóng tới lôi minh viễn. Lâm dương đạp chân xuống, trực tiếp mấy chục mét, đi tới đến bị đánh lui dao bằng trước mắt, cua trắng nõn nắm đấm, hung hăng hướng về phía dao bằng nền xuống. A! À. Dao bằng kêu to, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Lâm Dương hạ thủ tàn nhẫn, trực tiếp một quyền đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn. Sau đó, phịch một tiếng, Lâm Dương một chân đá vào cái cầm của hắn bên trên, làm hắn lật ngược ra ngoài lăn lộn mấy vòng, miệng mũi phun máu. Lâm Dương rơi trên mặt đất, tiếp tục đuổi bên trên liên tiếp oanh quyền, lấy Lâm Dương nhục thân lực lượng, chỉ là một cái dao bằng tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Răng rắc. Theo mấy đạo rùng mình âm thanh âm vang lên, Lâm Dương trực tiếp đánh nát dao bằng tứ chi. A. À. Dao bằng tiếng kêu trên liên hội, thống khổ không thôi, khó mà chịu đựng. Ngươi dám, nếu là lại ra tay với ta, ta huyết tẩy các ngươi thạch thôn. Phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu tử sau đó lại phun ra hai viên gãy răng, kêu thảm thiết. Lâm Dương nơi nào sẽ e ngại đối phương uy hiếp, không có chút nào lưu tình, trực tiếp dùng sức một chân đạp tại dao bằng trên đầu. Âm. Lần này dao bằng liền kêu thảm đều kêu không được, đầu trực tiếp bị Lâm Dương đạp hãm sâu bên dưới, máu đỏ tươi phun mạnh. Thật can đảm, xuất thủ lại dám tàn nhẫn như vậy. Chúng ta cùng tiến lên. Lôi Minh Viễn cùng Tử Sơn Côn thấy cảnh này, lập tức lạnh cả tim, chật liếc nhau, cùng một chỗ hướng về phía Lâm Dương xuất thủ. Lâm Dương thấy thế, giống như ném đồ bỏ đi đồng dạng đem đã biến thành giống như chó chết dao bằng hướng phía hai người đập tới. Cùng lúc đó, Lâm Dương nhanh chóng hướng phía hai người tới gần. Lôi Minh Viễn mười ngón cùng Dương ra, tại chói mắt ánh chớp bên trong một đầu hung cầm bay ra, mang tia chớp màu đen, công hướng Lâm Dương. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Lâm Dương thi triển bảo thuật một đầu thái cổ hung cầm mở ra cái kia kinh khủng miệng lớn, vậy mà một cái đem cái kia sét chim nuốt xuống, trực tiếp từ trên căn bản tan rã. Cái này nhìn chúng người thất kinh, thật mạnh bảo thuật. Lâm Dương tới gần lôi minh viễn cùng tử Sơn Côn hai người, trắng nọn nắm đắm tản ra trắng muốt tia sáng, hung hăng nện ở trên thân hai người. Hai người lập tức cảm giác giống như một thanh kỳ nặng vô cùng chùy sắc lớn nện ở trên người, xương cốt vỡ vụn, nhục thân sụp đổ phanh phanh phanh. Lần này, Lâm Dương không có thi triển bảo thuật, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, quyền quyền đến thịt, đánh hai người không có có sức hoàn thủ, tiếng kêu trên liên hồi. Rất nhanh, hai người này cũng bị Lâm Dương đánh nát tứ chi, như là hai con chó chết, bị Lâm Dương một tay một cái nhét vào sớm đã sụi lơ trên mặt đất giao bằng bên người. Đến đây, Lâm Dương độc chiếm ba đại thiên tài, dùng tuyệt đối nghiện ép thực lực, đem chúng đánh bại. Lúc này, giao bằng, tử sơn côn, lôi minh viễn nổi giận đang xen, ngày thường trên người của bọn hắn bao phủ thiên tài quần sáng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có được tán dương, bây giờ lại đầy bụi đất, trở thành lăng đất hồ lô, như vậy không chịu nổi, cực lớn chênh lệch để bọn hắn hận muốn điên, nhìn không được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Diệt phi giao Chiến giao thương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tử vân đại tráng ca bọn hắn mới vừa rồi là như thế nào lấn phụ các ngươi các ngươi hiện tại liền như thế nào khi dễ trở về lâm dương nhìn xem giống như chó chết tê liệt trên mặt đất ba đại thiên tài một tay một cái đem ba người ném đến thạch thôn mặt người trước hắn mới vừa rồi không có hạ tử thủ chỉ là đánh nát ba người tứ chi chính là lưu bọn hắn một mạng để tộc nhân phát tiết lửa giận trong lòng nghe vậy thạch thôn người càng thêm phấn chấn ánh mắt ào ào nhìn về phía ba đại thiên tài. Ta tới trước, vừa khi dễ nhi tử ta, ta nhường ngươi khi dễ. Phụ thân của thạch đại tráng nổi giận đùng đùng đạo, nhìn thấy con trai mình bị đạp thổ huyết, trong lòng của hắn đã sớm tức sôi ruột khí, oanh hắn quạt hương bộ bàn tay lớn vòng xuống, đập vào dao bằng trên mặt, trực tiếp đem hắn vả da tróc thịt bông, cả người đều ngang bay ra ngoài cách xa mấy mét. Tiểu tử ngươi còn dám trừng mắt, lão tử nhi tử kém chút bị ngươi đạp chết còn nói là muốn đem chúng ta đút phi dao, ai cho ngươi lá gan, ngươi rầm rỉ trương kính đâu, lại đến a à? âm làm dao bằng lăn xuống đến thạch lâm hộ dưới chân lúc hắn cũng trực tiếp chính là một chân đã ra ngoài, như thế mấy ngàn cân cự lực đủ để đạp chết mạnh thú, dao bằng nhục thân mặc dù cường đại, nhưng bởi vì vốn là bị trọng thương, khóe miệng lập tức trung rẩy, dòng máu cùng mồ hôi cùng lưu. Trước đây không lâu, hắn kêu căng khinh người, lạnh khóc mà bá đạo bây giờ lại trở thành tù nhân, đầu tóc rũ rượi, máu me khắp người, không nói lời nào, tương phản quá lớn. Phanh thạch thôn đám người hận xuyên qua hắn trước đây không lâu trương dương tàn nhẫn, loại kia lãnh khốc cùng phách lối để người hận đến ngứa cả hàm răng, lúc này ào ào tiến lên, ngươi một chân, ta một chân, phân đừng ra tay. Sinh hoạt tại bên trong đại hoang, mỗi người đều thể phách cường kiện, như thế một cái vừa đi vừa về, giao bằng kém chút bị hủy đi xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngã hoặc tại nơi đó. Đám người ngươi một chân, ta một bàn tay, thời gian không dài liền đem dao bằng cho giày vò nhanh không hình người, mặt mũi bầm dập, các nơi xương cốt bẻ gãy, một bộ rất thảm bộ dáng, không còn có một tia lạnh khốc màu. Lúc này, một đám trẻ con cũng xông tới, đặc biệt là tiểu bất điểm ra sức đá hắn, nói. Nhiều ngươi khi dễ tử vân chúng, khi dễ đại tráng ca, nhiều ngươi phách lối, thế nào, còn không phải bị lâm dương cho bắt tới lâm dương còn như thế nhỏ ngươi như thế lớn liền hắn đều đánh không lại còn có cái gì có thế tùy tiện cùng bay lên một đám trẻ con một bên đánh một bên chế nhạo đương nhiên cái khác hai đại thiên tài cũng không có rơi xuống điên cuồng trút giận dừng tay la phù đầm lầy nam tử trung niên giao thương thấy cảnh này da mặt trung rẩy căng một tiếng cất bước hướng về phía trước mà đi sát khí ngút trời lôi tộc cùng tử sơn tộc cường giả cũng là sắc mặt âm trầm toàn thân tản mát ra đáng sợ sát ý chư vị các ngươi đây là muốn làm gì phía trước không phải nói mấy đứa bé cáu kỉnh sao đọ sức một phen liền tốt rồi đại nhân không cần thiết tham gia đến từ vân thiên cung lão nhân mở miệng hắn đây là đọ sức sao hạ thủ tàn nhẫn như vậy ta nhìn tương lai chú định là kẻ gây họa cần phải sớm một chút diệt trừ giao thương âm thanh lạnh lùng nói không tệ, chỉ là luận bạn mà thôi, thế mà đem người tứ chi đánh cho tàn phế, như thế tác phong làm việc, cùng ma đạo không thể nghi ngờ, đáng chém. Tử Sơn tộc cường giả phụ họa nói. Còn lại mấy tên cường giả cũng là đồng ý, muốn đem Lâm Dương cầm xuống. Đám người ngươi một lời, ta một câu, liền đem Lâm Dương trực tiếp định nghĩa thành một cái tiểu ma đầu. Chư vị cần gì chứ? Hắn vẫn chỉ là đứa bé, nếu là có thể thật tốt giáo dục, tương lai chưa hẳn không thể cải tà quy chính. Lúc này, Kim Lan Bộ Lạc đầu lĩnh đột nhiên mở miệng, tiến hành khuyên giải. Nghe vậy, chúng người lập tức cảm thấy kinh ngạc, nên biết trong đạo trường rất nhiều người đều muốn lấy được toan nghe bảo cốt, muốn gây bất lợi cho thạch thôn, khổ tư lấy cớ, Kim Lan Bộ Lạc một mực rất tích cực, hiện tại như thế nào cải biến ẩn ý hài tử, người thiên tư độ cao, số thực hiếm thấy, để người sợ hãi tháng phục có thế ngươi một mực sống ở mảnh này bên trong đại hoang sẽ bị mai một ta kim lang bộ lạc muốn thu đồ không biết ngươi là có hay không nguyện bái đi vào cửa ngược lại thời điểm sẽ dạy ngươi mạnh nhất cốt văn còn có một loại chí cường bảo thuật nhiều ngươi lĩnh hội kim lang bộ lạc đầu lĩnh nói như thế rất nhiều người khẽ giật mình sau đó thầm mắng thật sự là gian dảo, như thế không chỉ lấy được một cái kỳ tài còn phi thường bình thản đem thạch thôn toan nghề bảo cốt đặt vào chính mình trong túi Tiểu đệ đệ, các ngươi đến chúng ta Vân Thiên Cung đi, chúng ta Vân Thiên Cung chơi rất vui. Lúc này, hai tiểu cô nương mở miệng, Song Lâm Dương chớp động con mắt. Thấy Vân Thiên Cung theo chính mình cướp người, người của Kim Lang bộ lạc lập tức nhíu mày. Hai tử, bái sư rất trọng yếu, nhất định muốn chọn đúng truyền thừa a, à. chúng ta mạch này điều khiển lôi điện, có thể hóa thân trở thành lôi thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập. Lúc này liền lôi tộc người lão bộc kia người đều mở miệng, mặc dù bọn hắn thiên tài bị đánh nằm xuống, nhưng hắn còn là tiến hành khuyên bảo. đám người lộ ra sắc mặt khác thường, thu một cái kỳ tài làm đồ đệ, còn có thể mang đi thái cổ ma cầm hậu duệ, càng có thể được đến toan nghe bảo cốt, khoản nợ này hái hoa được rồi. vì vậy lại có mấy cổ thế lực mở miệng. tiểu huynh đệ muốn đi ra cái này đại hoang a, à, không thể cả một đời im lìm ở trong núi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc mà tộc ta có chí cường bảo thuật có thể để ngươi nhảy lên tận trời. Tộc ta có ly hỏa bảo thuật, trong một ý niệm dung luyện sông núi làm lửa biển, đốt hết thế gian các địch. Hai tử, gia nhập tộc ta đi, tương lai nói không chừng có thể kế thừa thượng cổ thần minh hỏa thần đạo thống. Hừ, chư vị quá làm ra vẻ. Lúc này, La Phù Đầm lầy trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta đều là vì được toan nghe bảo cốt, cho dù mang đi đứa bé này, cuối cùng cũng hơn nữa biết giết chết, lấy trừ hậu hoạn. Giao thương cười lạnh, mở miệng nói. Chư vị cần gì phải dối trá như vậy đâu, ta người của La Phù Đầm lầy chính là muốn lấy được toan nghề bảo cốt mà thôi, cái thôn này khẳng định không gánh nổi. Ừm, xác thực, toan nghề xương không phải một cái thôn có thể bảo vệ, lưu cho bọn hắn chỉ có thể là một trận diệt tộc họa lớn, chúng ta có thể thương lượng xử trí như thế nào? Không tệ, nên như vậy mà lại ba đầu ấu tiểu dị cầm cũng không phải một cái thôn có khả năng có cũng nên giao ra nghe vậy lập tức lại là không ít cường giả phụ họa bọn hắn hoàn toàn đem thạch thôn đám người coi nhẹ căn bản sẽ không đi hỏi thăm bọn họ có đồng ý hay không xử trí như thế nào đều từ người ở chỗ này làm chủ mà không phải người sở hữu thạch thôn đám người nghe được cuối cùng tất cả đều phẫn nộ cái này quá mức nhỏ yếu liền như vậy không có địa vị sao liền nói một tiếng liền hỏi ý kiến hỏi một câu đều không có đây là một loại miệt thị các ngươi tại sao có thể như vậy chứ toàn nghề bảo cốt là chúng ta vì thế trả giá sinh mệnh còn có giá phải trả bằng máu còn có đại bằng tiểu thanh tử vân là đồng bọn của ta tiểu bất điểm con mắt thanh tịnh âm thanh trong trẻo nghiêm túc nói lập tức để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh ba cái ấu điểu theo ở bên cạnh hắn mắt to chấp động tuệ quang dùng đầu cọ cánh tay của hắn, biểu đạt thân mật. Không nghĩ diệt tộc lời nói, vẫn là giao ra đi, không cần nói là cái này ba đầu ấu điểu vẫn là toan nghề bảo cốt đều không phải là các ngươi có thế có. Một vị bộ tộc lớn cường giả mở miệng. Ba cái thiên tài hài tử lúc này đã bị riêng phần mình tộc nhân đỡ dậy, mang trở về. Bọn hắn mặt mũi bầm dập, vết máu loang lỗ, vừa thẹn vừa giận, mất mặt đến nhà. Đợi lát nữa, thạch thôn không còn tồn tại mấy thứ này liền đều là vật vô chủ tỉnh táo lại lau sạch vết máu dao bằng hung hãn nói các ngươi quá khi dễ ngươi bé thò lò mũi mang theo tiếng khóc nức nở rõ trận nhìn thế cuộc trước mắt thạch thôn ngăn không được những người này dao bằng trên thân xuất hiện một luồng lệ khí nhìn về phía xoay quanh tại bên trong bầu trời đầu kia hai mươi mấy mét dài phi dao nói dao thúc đi đem mấy cái kia con hoang nuốt mất đặc biệt là cái kia tóc vàng tiểu nam hài, bắt nước xương cốt của hắn, lưu lại một hơi, cho ta đưa tới. Ngao rống. Một tiếng trầm muộn gào thét truyền đến, đầu kia phi dao tại bên trong bầu trời dò xét đầu lâu to lớn, nhìn chầm chầm đầu thôn mấy đứa bé nhìn chăm chú, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, sát khí tràn ngập. Các ngươi quá khi dễ người, thạch đại tráng tức giận đến run rẩy. Lớn phụ các ngươi làm sao vậy, dám phản kháng lời nói, lập tức huyết tẩy các ngươi thôn giao bằng ánh mắt băng lãnh, nhìn chầm chầm Lâm Dương. La phù đầm lầy trung niên cường giả giao thương cũng không có ngăn cản, thần sắc lạnh lùng, nói. Giao ra toàn nghe bảo cốt, dâng lên ba đầu ấu điểu, không nhưng cái thôn này có thể sẽ xóa tên. Đây là một cái sơn thôn, dân phong thuần phát, thế nhưng thôn nhân thực sự không thiếu khuyết khuyết tính, thạch lâm hổ đám người gầm thét, nói. Thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, thật muốn buộc chúng ta, vậy liền huyết chiến đến cùng thẳng đến chúng ta chảy hết một giọt máu cuối cùng bọn hắn biết rõ, cho dù giao ra toan nghe bảo cốt, những cường giả này hơn phân nửa cũng biết giết người diệt khẩu, dù sao loại chuyện này làm không tốt đẹp lắm, không có người hy vọng để lộ ra đi. Các ngươi thật muốn thôn bị huyết tẩy sao? La Phù Đầm lấy cường giả giao thương lãnh đạm mà hỏi. Giao thúc, lập tức hành động, cho ta xé nát bọn hắn, giao bằng ngồi ở phía trên, chỉ hướng lâm dương nơi đó. La Phù đầm lầy giao thương không nói, băng lãnh nhìn xem tất cả những thứ này, đảm nhiệm sự tình trạng thái phát triển. Lâm Dương, có cần hay không ta xuất thủ? Đúng lúc này, liễu thần âm thanh đột nhiên tại Lâm Dương trong đầu vang lên. Không cần, liễu thần tỷ tỷ, người giúp ta bảo vệ tốt tộc nhân, cái khác giao cho ta. Lâm Dương lắc đầu, hướng về phía trong đầu âm thanh đáp lại nói. Tốt. Liễu thần đáp ứng Lâm Dương yêu cầu rống, lúc này, phi dao động, thân thể khổng lồ lao xuống, mang theo một cơn gió lớn, phóng tới thạch thôn đám người. Gia gia, ngươi mau cứu hai đứa bé này đi. Hai cái giống nhau như đúc tiểu cô nương khẩn trương, mở miệng mời gia gia của mình tương trợ thạch thôn. Không vội, có lẽ bọn hắn không có việc gì. Lão giả thấp giọng nói, hắn ánh mắt nhìn lâm dương, luôn cảm giác trong cơ thể tự hồ ẩn chứa một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tiểu bất điểm, bảo vệ tốt các tộc nhân. Lâm Dương nhìn xem mãnh liệt sông lại phi giao, hướng về phía tiểu bất điểm phân phó một tiếng, chợt phong hỏa luân xuất hiện tại dưới chân. Sau một khắc, Lâm Dương thân ảnh hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp xuất hiện đang bay giao trên không, trong cơ thể hơn 200 khỏa voi lớn hạt giống toàn bộ thôi động, một cổ ngút trời cự lực tràn ngập Lâm Dương trong cơ thể, cánh tay bảo quan quanh quẩn, hội tụ lực lượng toàn thân tại cánh tay bên trong, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, Lâm Dương chính là trực tiếp cưỡi phi dao chỗ cổ, cua trắng nõn nắm đấm hung hăng nện ở trên đầu của nó. Giờ khắc này, Lâm Dương không còn có ẩn tàng lực lượng của mình, nương theo sát ý trong lòng tiết ra, Lâm Dương đấm ra một quyền, không gian đều phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Âm. Rống. Sau một khắc, phi dao chính là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó cảm giác, tự hồ có một cái đầy đủ 20 triệu cân nặng chùy sắc hung hăng nện ở trên đầu của mình, Ý thức nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ. Âm, mất đi ý thức về sau, phi giao cái kia thân thể cao lớn trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâm Dương sắc mặt yên lặng từ phi giao thân bên trên xuống tới, chỉ gặp phi giao chỉnh cái đầu trực tiếp sập lúng xuống dưới, máu thịt bè bét, hoàn toàn thay đổi, sớm đã chết không thể chết lại. Đám người thấy cảnh này, trong lòng lập tức một hồi run sợ, sắc mặt kịch biến cho dù là mấy đại cường giả cũng là trong lòng dân lên thấy lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn một quyền, tiểu hài này liền đem một đầu thực lực không thua gì nhóm người mình phi giao, trực tiếp cho đánh chết rồi. Lực lượng của một quyền này khó tránh quá mức trung sợ. Mọi người thấy Lâm Dương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vô pháp tin, cái này thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Cho dù là thái cổ di chủng con non, cũng không có kinh khủng như vậy a. À. Một bên, đã bị tộc nhân nâng đỡ ba đại thiên tài nhìn thấy phi giao hà tràng, lập tức cảm thấy vô cùng kinh dị, thể như run rẩy, run lẩy bẩy. Gia hỏa này, lúc trước thế mà còn không có dùng suốt toàn lực. Ba đại thiên tài không cách nào tưởng tượng, nếu là vừa rồi một quyền kia đánh vào trên người mình, cho dù là có trong tộc trưởng bối ban thưởng bảo cụ hộ thể, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu bất điểm, kéo về đi, Đêm nay đại gia thêm đồ ăn, ăn thịt dao. Lâm Dương một chân đá vào phi dao trên thi thể, trực tiếp đem nó nâng lên tiểu bất điểm trước mặt. Tốt. Nhìn trước mắt phi dao thi thể, tiểu bất điểm trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Thịt dao, hắn còn chưa từng ăn qua đâu. Nhất định ăn thật ngon. Người trong thôn thấy cảnh này cũng là lộ ra phấn chấn vẻ. Nguyên lai like, tiểu dương tử mạnh như vậy a. À? vậy chúng ta cũng không cần sợ bọn gia hỏa này xem ra chúng ta thật là coi thường ngươi la phù đầm lầy trung niên nhân nhìn xem lâm dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tiểu huynh đệ chuyện vừa rồi có chút hiểu lầm không ngại chúng ta liền như vậy bỏ qua kim lang bộ lạc người dẫn đầu trong lòng kiên kỵ mở miệng cười nói mấy người còn lại thì là sắc mặt âm tình bất định không biết đang suy nghĩ gì ta thạch thôn há lại là các ngươi muốn đến thì đến muốn đi liền đi lâm dương ánh mắt tại đây chút kẻ ngoại lai trên thân quét qua thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng tiếp xuống giờ đến phiên người nào bên trên đi tìm cái chết thấy lâm dương như thế không biết tiếng thối một đám cường giả sắc mặt lập tức biến đổi trong lòng cấp tốc hiện lên một cơn lửa giận hừ ranh con nhục thân cường đại cũng không có nghĩa là tất cả hôm nay ta liền để ngươi biết bảo thuật mới được cường đại nhất. La phù đầm lầy trung niên lạnh hừ một tiếng, trong tay phù văn chấp động, chính là trực tiếp thi triển ra bảo thuật, ra tay với Lâm Dương. Theo huyền ảo phù văn chấp động, một đầu to lớn vô cùng hôi dao từ đầy trời bảo quang bên trong ngưng tụ ra, hướng phía Lâm Dương đánh tới. Rõ ràng, vị này trung niên cường giả cốt văn tạo nghệ rất không tệ, thi triển ra bảo thuật quy lực, so giao bằng thi triển đi ra bảo thuật, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hừ điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Dương khinh thường cười một tiếng, chợt trên thân đồng dạng tách ra sáng chói phù văn, một đầu chân hoàng hư ảnh nháy mắt sau lưng hắn hiện ra, tiếp lấy Lâm Dương dưới chân đạp một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như một đầu linh hầu, vượt qua mấy chục mét, hướng thẳng đến đầu kia thân thể khổng lồ phi dao đánh tới. Chỉ một thoáng, giống như hai viên sao băng va chạm, toàn bộ thạch thôn đều là một hồi lung lây. Âm. Lâm Dương cua trắng nõn nắm đấm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp từ phi dao trên đầu chui vào quét ngang tất cả những nơi đi qua phi dao thân thể cấp tốc giải thể trực tiếp hóa thành từng đoàn từng đoàn thiên địa linh khí giao thương nhìn xem một màn này sắc mặt đại biến lực lượng của đối phương đã viễn siêu tưởng tượng của hắn liền vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất bảo thuật tại lâm dương trong tay cũng là không chịu nổi một kích nhìn xem lâm dương hướng phía chính mình công tới giao thương muốn phải lui lại nhưng vào lúc này một đạo đỏ thẩm tia sáng, từ trên người Lâm Dương bay ra, hướng thẳng đến giao thương cuốn tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Ngược sát Chúng cường cúi đầu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cái này là cái gì? Đỏ thẩm trùng sáng cực nhanh, giao thương còn chưa kịp phản ứng, liền phát phát hiện mình bị cuốn cực kỳ chặt chẽ, vô pháp động đậy. Lần này xem ngươi còn không chết nhìn xem bị hỗn thiên lăng cuốn lấy giao thương, lâm dương trong mắt sát ý tăng vọt, một cái không trung vọt lên, lăng lệ một chân hướng phía đối phương đá ra. Cho ta mở. Nhìn xem lâm dương tới gần, giao thương trong lòng sợ hãi, trên thân phù văn lấp lóe, thi triển toàn lực dãy dùa. Nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì, hỗn thiên lăng càng buộc càng chặt, để giao thương trong lòng tuyệt vọng. Rống. Lâm dương trong cơ thể voi lớn viễn cổ huyết dài, một chân đá ra, giống như chấn vỡ không gian, thần tượng trấn ngục kình thôi động đến cực hạn, hơn 200 cự tượng chi lực ngưng tụ tại một cước này bên trên. Âm. Sau một khắc, Lâm Dương giống như một viên sao băng hung hăng nện ở giao thương trên ngực. Răng rắc. Lực lượng khổng lồ bộc phát, kinh khủng kình lực càng quét giao thương toàn thân. Một nháy mắt, giao thương trong cơ thể gân cốt đứt đoạn, huyết nhục nổ tung, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào cách đó không xa dao bằng trên thân một cước này lực lượng dư lực không giảm nền ở dao bằng trên thân lúc này đập hắn miệng ra máu tươi một thân gân cốt cụ nứt dao bằng nhìn thoáng qua đã máu thịt be bét giao thương lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệch toàn thân run rẩy không còn có một tia cùng ngạo sau đó trận trắng mắt kinh hãi quá độ trực tiếp ngất đi chư vị cường giả nhìn trước mắt một màn này triệt để kinh ngạc đến ngay người liền là đơn giản như vậy, đến từ la phù đầm lầy cường giả bị một chân đá chết, không hề có một điểm đáng lo lắng, nhìn một đám cường giả toàn thân phát lạnh, sưu sưu bốc lên khí lạnh. Bọn hắn thể xác tinh thần đang rung đấu, vừa rồi bản thân nhìn thấy tất cả vĩnh viễn lạc ấn tại trong lòng, đời này đều khó mà ma diệt. Giao thương thi thể rơi trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, máu thịt be bét, nhùm đỏ mặt đất. Ráng chiều ánh hồng chân trời, đem trọn tòa thôn đều nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng ống ánh, tại đây dưới trời chiều, trước mắt tiểu nam hài, một đầu tóc vàng, trên vai hất lên một cái lụa đỏ mang, dưới chân đạp lên phong hỏa luân, nhìn giống như một cái thần đồng hàng thế. Mà trên mặt đất, nằm một cổ thi thể, vết máu loang lỗ. Màn này chiếu vào mỗi một vị cường giả não hải, để bọn hắn suốt đời khó quên. Các cường giả câm như hến, trong lòng có một loại quá sợ hãi sợ, tiểu hài này thật đáng sợ để người toàn thân xương cốt đều rét truông. A, à. Tử Sơn Côn phát ra tiếng kêu thảm, hắn bị dọa sợ, giao thương thi thể rơi ở trước mặt của hắn, máu tươi phun hắn đầy mặt và đầu cổ đều là, hắn vừa bò vừa lăn, kêu khóc chạy trốn tới Tử Sơn Tộc Cường Giả bên người. Lúc này, Tử Sơn Tộc Cường Giả cũng là sắc mặt trắng bệt, sớm đã không có một điểm màu máu, hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, một cổ lớn lao sợ hãi bao phủ trong lòng đây là như thế nào cường đại một đứa bé. Cho dù là thái cổ di chủng con non cùng hắn đối đầu, chỉ sợ cũng chỉ có bị ngược sát phần. Mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên các cường giả đều mộng, ngay tại khoảng khắc trước bọn hắn còn đối thạch thôn miệt thị, căn bản không rảnh để ý, không coi ai ra gì, muốn tự đi xử trí toan nghe bảo cốt, cùng với phân phối ba đầu ấu điểu, mà bây giờ cả đám đều kinh dị. Thạch phi giao chờ một đám giảng dị hán tử, còn có cái kia một ban hoa tử, cùng với nghe hỏi mà đến phụ nữ cùng các lão nhân, cũng đều cứng họng, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được. Hoa! Wow. Lôi minh viễn chạy trốn tới lôi tộc bộ lạc cường giả trước mắt, ông chặt lấy hắn chân, lại khóc lại gọi, hắn kinh hãi quá độ. Cho đến giờ phút này yên lặng mới bị đánh vỡ, các cường giả từ kinh dị bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, mang theo kính sợ, mang theo sợ hãi, không dám nhìn thẳng Lâm Dương. Lâm Dương lạnh lùng nhìn xem đám người, đạm mạc mở miệng nói, tiếp xuống, giờ đến phiên người nào rồi. Nghe vậy, tử sơn tộc cường giả có một loại không cam lòng, càng có một loại sợ hãi, nhìn thoáng qua hạ tràng thê thảm giao thương, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đã giết giao thương, việc này liền đến đây là kết thúc đi, chúng ta nguyện ý lập tức trút đi. Kim Lan Bộ Lạc, Lôi Tộc, Tử Sơn Gia, những người này đều trong lòng sinh ra sợ hãi, vừa rồi bọn hắn còn đang nghị luận xử trí như thế nào thạch thôn đâu còn nghĩ đoạt toan nghề bảo cốt hiện tại cái tràng diện này để bọn hắn run rẩy mỗi người đều hối hận muốn chết nếu là biết rõ tiểu hài tử này kinh người như thế chính là đưa bọn hắn bảo cụ cũng sẽ không tới đây loạn nói câu nào phải biết giao thương thực lực so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu cũng là bị tiểu hài này một chân đá chết rồi đổi lại bọn họ ra sân tuyệt đối cũng là kết quả giống nhau thậm chí là chết càng thêm thê thảm. Uy, các ngươi không phải muốn cướp chúng ta bảo cốt sao tới lấy A. À? Thạch thôn, một đám oa tử phi thường không cam lòng, cảm xúc ổn định lại về sau, tất cả đều phát tác. Kim Lan Bộ Lạc, La Phù Đầm Lệ, còn có lôi tộc, tử Sơn Gia, các ngươi mới vừa rồi không phải cao cao tại thượng, hoàn toàn không nhìn chúng ta sao như thế nào hiện tại sắc mặt trắng bệch. Nhị Mảnh Thẳng Tắp nói. Còn có, không phải mới vừa có mấy tộc cường giả nói, muốn huyết tẩy chúng ta thạch thôn sao, bé thò lò mũi cũng nắm chặt nắm tay nhỏ, lôi chuyện cũ. Một đám cường giả nghe vậy, tất cả đều là một cái giật mình, da đậu đều phát nổ, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Dương, chỉ lo nó lần nữa hiện ra thần uy. Tiểu huynh đệ, những cái kia đều là trò đùa lời nói, không thể coi là thật, không muốn ở trong lòng tính toán. Một đám cường giả chảy mồ hôi lạnh, thân phận của bọn hắn cỡ nào cao quý, ngày thượng sau sẽ quan tâm những thôn dân này vô luận đi đến nơi nào đều lần chịu tôn kính bực này thôn xóm cùng người miền núi nào dám không theo nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không kiên trì hướng thôn nhân bội tội đại huynh đệ ngươi nhìn lần này hiểu lầm có hay không có thể bốc đi qua ngày nào đó chúng ta sẽ có hậu báo kim lang bộ lạc đầu lĩnh mở miệng nhìn về phía thạch lâm hổ chờ tráng hán hắn biết rõ theo mấy cái ngay tại nỗi nóng tiểu hài nói vô dụng đành phải đem hy vọng ký thác vào những thứ này trên người người lớn. Thạch Lâm Hổ nghe vậy, có chút do dự, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương. "Tiểu Dương tử, ngươi nói xử lý như thế nào?" Lâm Dương nhếch miệng cười một tiếng, rất là sáng lạn, chuyện đương nhiên mà nói. "Đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ dứt sạch đi." Nghe vậy, chúng cường người lạnh cả tim, nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác, tràn ngập linh khí tiểu hài cảm giác tràn ngập không hài hòa cảm giác nhìn xem cái này đáng yêu một đứa bé vết thế nào tâm nặng như thế đâu thạch lâm hổ nghe vậy ngẩng người chợt gật đầu nói được thúc nghe ngươi bọn gia hỏa này xác thực nên vết nghe được hai người đối thoại một chút cường giả trong lòng cũng sinh ra một tia lửa giận bọn hắn thân phận tôn quý đi tới chỗ nào đều được người tôn kính lúc nào tính mạng của bọn hắn muốn tùy hắn người tới quyết định Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, đừng quên, chúng ta còn có nhiều người như vậy, nếu là cùng tiếng lên lời nói, ngươi không chừng có thể thắng. Có cường giả tức giận bất bình nói. Ly, đúng lúc này, một tiếng giống như xuyên kim liệt thạch bén nhọn tiếng kêu, ở trong hư không bên trong vang lên, sau đó một đầu cực lớn hung cầm toàn thân lưu động màu xanh bảo quang, mang theo một cơn gió lớn rơi vào thạch thôn. Đại thanh, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn xem trở về thanh lân ưng. Lâm Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đối diện cường giả, mở miệng nói. Hiện tại thế nào? Ta có thể hay không thắng? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.